Đến mức, tại nguyên thủy ma khí, cửu thiên ngân long cùng thất tinh quân đoàn trùng sát phía dưới, thượng cổ hoàng tộc cấp tốc đã mất đi đấu trí. Trước rút lui. Toàn thể rút lui. Đây là Đông Dương Lăng. Bọn họ hiện tại không chắc thập phương chấn ma kết giới uy lực, trước hết lui ra, bằng không, tuyệt đối thương vong thảm trọng. Chạy mau a! Minh bại như núi đổ. Kỳ thật, hiện tại thập phương chấn ma kết giới, chưa chắc có mạnh cỡ nào, chỉ là, Đông Dương Lăng cùng Đông Dương Dục, cũng không dám mạo hiểm hiểm phán đoán. Tại loại này không cách nào tin kịch biến bên trong, lui ra khỏi chiến trường, là bảo đảm nhất quyết định. Phụ hoàng hao tổn tâm cơ, giả chết lâu như vậy, mới làm xong thập phương chấn ma kết giới, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đông Dương Dục thanh âm khàn khàn nói. Đừng suy nghĩ, đi thôi. Đông Dương Lăng lắc đầu tiên liền xông ra ngoài. Hắn rời đi đến nhẹ nhõm, nhưng là thất tinh quân đoàn tựa như là một con mãnh hổ, cắn lấy thượng cổ hoàng tộc quân đoàn sau lưng, rất nhiều người đang chạy trốn quá trình bên trong, bị sinh sinh đè lại, tại chỗ tru sát. Cái này coi như, Đông Dương Lăng bọn họ phản ứng rất nhanh. Tiểu Phong muốn là trễ giờ chống lên thập phương chấn ma kết giới, còn có thể giết càng nhiều. Bất quá không có cách, hai quân quyết đấu, cũng không phải nói đùa, mà lại hắn chưa hẳn có thể ổn định trưởng khống, có thể chống lên đến cũng không tệ rồi. Lý Thiên Mệnh tâm tình bây giờ, chỉ có thể dùng thoải mái để hình dung. Siêu! Hắn sớm thu lại Đông Hoàng Kiếm, dùng Tam Thiên Tinh Vực đến giết chóc. Cái kia tinh hà xiềng xích chỗ đến, huyết nhục văng tung tóe, nguyên một đám đầu, bị Lý Thiên Mệnh dùng bất diệt kiếm khí xé rách. A! À, phốc phốc! Tam Thiên Tinh Vực lao vút 3.000 mét, trực tiếp xuyên chết mấy trăm thượng cổ hoàng tộc địa chi thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh hất lên, vô số thi thể bay ra ngoài, nện tại người phía trước trên thân, một khi có ngự thú sư cùng cộng sinh thú ngã xuống đất, lập tức liền sẽ bị đại quân dẫm thành thịt nát. Đây là chiến trường cũng là tu la tràng. Ta giết nhiều một cái, tiếp đó, đạo cung liền có thể càng vững vàng một phần. Nghĩa phụ, nhất định phải kiên trì lên, nhất định muốn trở về a. Lý Thiên Mệnh sát khí ngút trời, một bên giết người, một bên vì Lý Vô Địch cầu nguyện. Hắn đem đối cản đế phẫn nộ cùng cừu hận, toàn bộ phát tiết tại thượng cổ hoàng tộc bộ hạ trên thân. Xoẹt! Tam Thiên Tinh Vực phía dưới, vừa chết một mảng lớn, nếu bàn về hôm nay giết địch số lượng, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, dạ nhất đều không hắn giết nhiều lắm. Cung chủ, thật tốt nghỉ ngơi một hồi, người quá mệt mỏi. Chấm, chờ ngươi tỉnh lại ngày nào đó, chúng ta, nhất định đem càn đế đầu người, đưa đến trước mặt ngươi. Lý Thiên Mệnh đạp trên núi thây biển máu, giống như tử thần buông xuống. Hắn nhìn thoáng qua hai đại kết giới. Linh tai ngược lại là thật nhiều, cũng là tiểu tứ thuộc tính này có chút kỳ quái, xem ra những thứ này linh tai, nó đều không thế nào quan tâm. Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng không có hiểu rõ, con thứ tư thái cổ hỗn độn cự thú, là cái gì thuộc tính đây? Mà lại ta hiện tại thiên chi thánh cảnh, tiểu tứ muốn xuất sinh, đoán chừng cần đại quy mô hơn linh tai. Điểm này hắn cũng không thể tránh được. Nếu như có thể hủy diệt thượng cổ hoàng tộc, ta thì ra đi tìm một chút nhìn. Hắn ngược lại là nghĩ, mau chóng để tất cả thái cổ hỗn độn cự thú xuất sinh, có thể hiện thực không cho phép a. Rầm rầm rầm. Lúc này thời điểm, đại đa số thượng cổ hoàng tộc đã vết thương chồng chất, trốn thoát ra ngoài. Lý Thiên Mệnh nhìn ra, chỉ ít có 200.000 người chết tại thập phương đạo cung. Đây là một trận đại thắng. Phải biết, thất tinh quân đoàn theo hoàng tộc trốn tới, người chết trận, xa kém xa cái này trăm vạn đại quân, tổn thất cực ít. Dù sao, bọn họ không ham chiến, chỉ đào tẩu, mà lại nhật nguyệt thần hoàng kết giới uy lực đồng dạng, không như đạo cung hai đại kết giới điệp ra. Xem xét lại thượng cổ hoàng tộc, hung hăng càn quấy, tự cho là đúng, còn tưởng rằng thập phương chấn ma kết giới là huyễn cảnh, bỏ lỡ đào tẩu tiên cơ. Tại chỗ chiến tử 200.000, đều tính toán tiện nghi bọn họ. Nếu là bọn họ xâm nhập thêm một chút, tối thiểu chết 400.000. Lúc này thời điểm thượng cổ hoàng tộc, quả thực như chó mất chủ chạy đi, muốn nhiều thê thảm, thì có bao thê thảm. Không lưu tù binh, đem đối phương người bị thương, toàn bộ chém giết. Dạ nhất ra lệnh. Đây không phải thập phương đạo cung nhân nghĩa phong cách. Nhưng, dạ nhất hôm nay, thì muốn làm như vậy. Mà lần này, căn bản sẽ không có người nghi ngờ. Phía trên chiến trường này, còn có rất nhiều giả chết thế hệ, muốn lừa dối vượt qua kiểm tra, đáng tiếc bọn họ bất tử, kết giới linh tai đều sẽ khóa chặt bọn họ.
Lý Thiên Mệnh giải quyết chiến đấu, đang chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, một mảnh thi sơn bên trong, bỗng nhiên xông ra một đạo sát cơ chí mạng, xông về hắn. Lại có người phục kích. Lý Thiên Mệnh chấn động thiên chi dực, bay về phía không trung, Khương Phi Linh trên trăm không gian tường, trực tiếp ngăn cản. Phanh phanh phanh. Người kia đụng nát hơn 80 không gian tường, đã đánh mất ám sát tiên cơ. Hắn nổ là dứt khoát, quay người liền hướng bên ngoài kết giới chạy, lấy người này thiên chi thánh cảnh đỉnh phong thực lực, người bình thường căn bản không có cách nào ngăn cản. Điện chủ, có người ám sát ta. Lý Thiên Mệnh hét lớn một tiếng. Dạ Nhất Chính tại phía trước chủ trì đại cục, quay người xem xét, một đạo kim sắc quang mang phóng tới bên ngoài kết giới. Muốn đi. Hắn đột nhiên đuổi theo. Ngoại trừ Dạ Nhất Tại truy đuổi cái kia một vệt kim quang, thập phương chấn ma kết giới, nguyên thủy ma khí, đồng dạng bao phủ mà đi. Thậm chí, còn có Lý Thiên Mệnh Tam Thiên Tinh Vực. Hắn chả không thấy rõ ràng là ai, Tam Thiên Tinh Vực thì văng ra ngoài, một chiêu, thôi sán xí tinh, tốc độ hung mãnh nhất. Còn muốn dùng loại biện pháp này, đến ám sát ta. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, người này có chút ý nghĩ hão huyền. Hắn Tam Thiên Tinh Vực. Không thể trúng đích đối phương, nhưng là người kia và hắn cộng sinh thú, đang chạy ra thập phương chấn ma kết giới trước đó, bị Dạ Nhất chặn lại xuống tới. Lý Thiên Mệnh đuổi theo, Tam Thiên Tinh Vực đem người này trùng điệp trói chặt. Sùng Dương Thái Thượng, Lý Thiên Mệnh vẫn thật không nghĩ tới, trốn ở trong thi thể ám sát chính mình, vậy mà lại là hắn. Lão giả này bị trói chặt về sau, ánh mắt hừng hực như lửa, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Ngươi đến rất đúng lúc, ta còn muốn để ngươi dạy ta. Sử dụng luân hồi kết giới định vị đây. Đã tiến đến, vậy cũng chớ đi ra. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Ngươi lấy ta làm tù binh. Sùng Dương Thái Thượng nhìn hắn chằm chằm hỏi. Có vấn đề à, không có tại chỗ đem ngươi giết, tính ngươi vận khí tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh, ngươi cái này phản tộc nghịch tặc, ngươi. Im miệng đi ngươi, ta và ngươi kỳ lân cổ tộc, không có nửa phần quan hệ, đến đón lấy trên chiến trường, gặp phải tất cả kỳ lân cổ tộc. Ta giết cũng sẽ không lưu tình, bao quát ngươi. Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo nói. Muốn dùng đạo đức bảng giá. Hắn có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Câu nói này, để Sùng Dương Thái Thượng khí tuyệt, liền mắng ba câu, bất tài tử tôn. Ngậm miệng lại. Lý Thiên Mệnh một bàn tay tát tại trên mặt hắn, bộp một tiếng, như thế vang dội. Sùng Dương Thái Thượng phun ra một miệng lão răng, nửa bên mặt đều sưng lên đi. Tiếp đó. Trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, nhìn xem thượng cổ hoàng tộc cùng các ngươi những thứ này không biết xấu hổ chó săn, rốt cuộc muốn chết như thế nào. Nằm mơ, bệ hạ bày mưu tính kế, không người là đối thủ. Các ngươi những thứ này kéo dài hơi tàn thế hệ, sớm muộn diệt tuyệt, thập phương đạo cung sớm muộn biến thành bãi tha ma. Sùng Dương Thái Thượng cả giận nói. Bày mưu tính kế, vậy xin hỏi, cái này thập phương chấn ma kết giới là chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Sùng Dương Thái Thượng đứng chết chân tại chỗ. Nói thật, cái này thập phương chấn ma kết giới xuất hiện thời điểm, hắn kém chút thổ huyết. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, đây là cái gì ý nghĩa, cái này chứng minh càn đế trận này mưu kế, từ đầu tới đuôi, đều là một cái chuyện cười lớn. Hắn cũng không dám tưởng tượng, càn đế nhìn đến thập phương chấn ma kết giới về sau, nét mặt của hắn, sẽ đến cỡ nào đặc sắc. Thái Thượng, Kỳ Lân đã từng là trong nội tâm của ta thánh vật. Ta một vị trưởng bối, đem cái này thánh thú miêu tả đến rất hoàn mỹ. Hắn dạy dỗ ta, muốn đi làm một cái người thế nào? Xứng đáng chính mình, xứng đáng chỗ thích người, xứng đáng thiên địa. Nhưng là, các ngươi lại làm cho Kỳ Lân, đi làm cửu anh chó săn. Ta xem thường các ngươi tiết độc thánh thú. Lý Thiên Mệnh đem Sùng Dương Thái Thượng, giao cho Thiên Tuyền Tinh Vương, thực lực của nàng đủ để khống chế. Bị nhốt tiến, đặc chế lồng giam, bên trong Sùng Dương Thái Thượng. Lý Thiên Mệnh, người thôi đừng chém gió, tại tử vong cùng quyền uy trước mặt, tất cả mọi người là một cái đức hạnh, người ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, chỉ là bởi vì ngươi còn không có thưởng thức được tử vong tư vị. Chấm, chờ ngươi nhìn lấy thập phương đạo cung, biến thành bãi tha ma, người thì sẽ biết, người vì sao lại quỳ xuống. Sùng Dương Thái Thượng cười to nói. Lý Thiên Mệnh không muốn giải thích. Người có chí riêng, người nào cũng không thể lý giải người nào, cái kia sao phải nói phục. Chờ xem chính là. Tuy nhiên thống khoái chém giết hơn 200.000 thượng cổ hoàng tộc bộ hạ, thu hoạch to lớn. Nhưng, trước mắt mà nói,
đối phương chỉ là tạm thời rút khỏi kết giới, đại quân còn ở bên ngoài, nguy cơ còn chưa kết thúc. Dạ Nhất vẫn thống soái thất tinh quân đoàn, thời khắc phòng bị, phòng ngừa đối phương giết một cái hồi mã thương. Chiến đấu ngắn ngủi sau khi kết thúc, bọn họ cấp tốc chế tạo chiến trường. Khai Dương quân đoàn, đem Cửu Minh nhất tộc cùng hắn chó săn thủ cấp, toàn bộ chặt đi xuống, ném ra, thì chồng chất tại cửa ra vào. Dạ Nhất ánh mắt huyết hồng nói. Đây là chiến thuật tâm lý, đối phương nếu là lần nữa tiến công, thì để bọn hắn, thấy rõ ràng những người này đầu. Thập Phương Đạo Cung trước kia quá nhân từ, quá chính phái. Bây giờ đối phó Cửu Minh nhất tộc, không thể còn như vậy. Lần này cần không phải Dạ Lăng Phong, chúng ta thật xong. Dạ Nhất nói. Lý Thiên Mệnh cho rằng, hắn nói rất đúng. Nếu như Lý Vô Địch ở chỗ này, sẽ còn so với hắn tuyệt hơn. Chính nhân quân tử, tại sinh tử chiến trường phía trên, không có kết quả tốt. Thất tinh quân đoàn còn tại nghiêm ngặt giám thị thượng cổ hoàng tộc động tính, lúc này thời điểm, vị Lai Điện Vương, Bạch Mặc, theo đạo cung bên trong đi tới Dạ Nhất bên cạnh bọn họ. Tình hình chiến đấu cụ thể như thế nào? Bạch Mặc hỏi. Giết 230.000, trước mắt đến xem, tính toán đại hoạch toàn thắng. Dạ Nhất trầm giọng nói. Những người này, thì nên trả ra cái giá như thế này. Bạch Mặc nói. Người bên kia như thế nào? Thập Phương Trấn Ma kết giới, hiện tại đến cùng, là tình huống như thế nào? Dạ Nhất hỏi. Dạ Lăng Phong đối, Thập Phương Trấn Ma trụ, trưởng khống không đủ ổn định. Hắn chỉ là đem Thập Phương Trấn Ma kết giới mở ra một chút, bất quá gia hỏa này thông minh, hiểu được đem kết giới hạch cùng kết giới linh tuyến phân ra đến, để cho chúng ta có thể tham dự trong đó, trợ giúp hắn khai thác kết giới uy lực. Hiện ở đây, cung chủ yếu là bất tỉnh, Thập Phương Trấn Ma kết giới trong thời gian ngắn, khẳng định không đạt được hoàn chỉnh trình độ, còn cần chúng ta đem rất lớn một phần lực lượng, vì kết giới cung cấp lực lượng. Bất quá, dù sao cũng so mất đi Trấn Ma kết giới thật tốt hơn nhiều. Bạch Mặc nói. Nói cách khác, nguy cơ còn không có triệt để giải trừ. Đêm hơi trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, Bạch Mặc, ngươi nhanh đi về đi, ta lo lắng Cản Đế tự mình dẫn người giết tiến đến. Nếu là hắn tiến đến, chúng ta chỉ có thể đem Thập Phương Trấn Ma kết giới, uy lực, toàn bộ tập trung ở trên người hắn, đi ngăn cản hắn. Bọn hắn người, không có so với chúng ta nhiều hơn bao nhiêu. Hiện tại quan trọng chính là, nắm giữ luân hồi kính diện Cản Đế, không ai cản nổi. Bạch Mặc nói. Thành, đến lúc đó, chúng ta ngăn lại những người khác. Dạ Nhất nói. Đúng rồi, có người nhìn đến Lý Vô Địch sao? Hắn còn sống không? Về trước khi đi, Bạch Mặc ánh mắt ngưng trọng hỏi. Dạ Nhất lắc đầu. Thiên Mệnh, người thì sao? Bạch Mặc nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hiện tại lớn nhất lo lắng, cũng là Lý Vô Địch chi sinh tử. Điện Vương, ta cũng không biết. Có điều, ta đối nghĩa phụ ta tràn ngập lòng tin. Hắn lúc còn trẻ không chết, trời sinh cũng là mạng lớn, tuyệt đối không chết được. Lý Thiên Mệnh nói, ta tin tưởng Lý Thị Thánh Tộc, các ngươi nhất tộc ý chí, so Cửu Minh nhất tộc cường. Các ngươi mới thật sự là hướng lên trời đoạt mệnh người. Bạch Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhẹ gật đầu, lập tức quay người rời đi, hắn cần phải đi Thập Phương Trấn Ma kết giới hạch, bên kia, chủ trì đại cục. Vốn là Thập Phương Trấn Ma kết giới là tự nguyên kết giới. Chỉ muốn đánh mở tối đa trình độ, cũng không cần chúng ta hao tổn phí tâm tư. Hiện tại chỉ có cung chủ mới có thể hoàn toàn mở ra, Tiểu Phong còn kém một chút. Tiếp đó, chúng ta muốn đem lực lượng cống hiến cho Trấn Ma kết giới, tập trung một chút, đoán chừng Cửu Thiên Ngân Hà kết giới sẽ bị thu hồi tới. Dạ Nhất nói. Không ra dữ liệu của hắn, qua không lâu, Bạch Mặc thì triệt bỏ Cửu Thiên Ngân Hà kết giới. Dạng này, Thập Phương Trấn Ma kết giới, còn có thể càng mạnh. Hiện tại, Thập Phương Trấn Ma kết giới uy lực, quyết định bởi tại chúng ta, nói cách khác, Cửu Minh nhất tộc vẫn có công phá kết giới khả năng. Tất cả mọi người không được buông lỏng, hết sức chăm chú, lần này cố tìm đường sống trong chỗ chết, tiếp đó, chúng ta sẽ không thua. Vâng, mọi người nhiệt huyết sôi trào. Lý Thiên Mệnh đứng tại thất tinh quân đoàn phía trước nhất. Hắn hôm nay thụ thương thảm trọng, tiêu hao rất lớn, Thái Nhất Tháp ngay tại thai nghén thương thế của hắn. Huỳnh Hỏa bọn họ cũng về tới cộng sinh không gian nghỉ ngơi. Hiện tại, thượng cổ hoàng tộc quần long vô thủ, rõ ràng là đang đợi Càn Đế trở về. Lý Thiên Mệnh cũng đang đợi, các loại một cái Lý Vô Địch sinh tử tin tức. Nghĩa phụ, người nói, người từng tại thời khắc sinh tử tu luyện, tại trước quỷ môn quan bồi hồi. Lần này nguy cơ, đối ngươi mà nói, thưa thất bình thường, đúng không? Ngàn vạn,
không muốn ngã xuống. Hắn một đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm bên ngoài kết giới. Tí tách, tí tách. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Thất Tinh quân đoàn chiến sĩ, nín hơi mà đối đãi. Ầm. Bỗng nhiên, có một người, theo trên không nện xuống tới. Ở đây người trước khi rơi xuống đất, Lý Thiên Mệnh như mũi tên liền xông ra ngoài. Đó là một cái huyết nhân, trên người hắn tràn đầy kiếm ngân, có sâu đủ thấy xương, bất quá may mắn, trên cơ bản đều không làm bị thương muốn hại. Lý Thiên Mệnh tiếp nhận hắn. Nghĩa phụ, hắn giống lên một tiếng. Ngọa tào, thanh âm lớn như vậy, người muốn đâm thủng màng nhĩ của ta à? Lý Vô Địch trợn trắng mắt nói. Người không chết. Ta mẹ nó giống chết người sao? Lý Vô Địch gầm thét lên. Lý Thiên Mệnh ôm ngang hắn, nhìn lấy hắn như thế sinh long hoạt hổ, hắn lòng khẩn trương dây cung, rốt cục nới lỏng. Người thả lão tử xuống tới a, dạng này ôm lấy không xấu hổ a, người cho ta là công chúa của ngươi a. Lý Vô Địch trợn mắt nói. Tốt a, Lý Thiên Mệnh buông lỏng tay. Ba, Lý Vô Địch đập xuống đất, sau đó phát ra một trận gào khóc thảm thiết. Sao, người muốn mưu sát lão tử ngươi? Lý Vô Địch cả giận nói. Không được sao, Lý Thiên Mệnh vẫn là đỡ hắn, bĩu môi nói, máu của ngươi thật thối a. Phản ngươi, coi là làm hơn 100.000 năm đệ nhất thiên tài, ngươi thì châu phê. Hôm nay ngươi có ta cợt nhả, Lý Vô Địch đắc ý nói. Không, ngươi thiên hạ đệ nhất cợt nhả, Lý Thiên Mệnh đa tạ nói. Lý Vô Địch, ngươi không sao chứ? Dạ nhất tới hỏi. Có việc a, đặc biệt một thân đều là thương tổn, lão tử cộng sinh thú đều sắp ngỏm rồi, tranh thủ thời gian cả người. Đem các người đạo cung tốt nhất liệu thương thánh vật làm ra đến a. Lý Vô Địch la to nói. Đêm từng chiêu tay, đi lên là sinh linh điện vương Tư Đồ Thanh Hòa. Hắn am hiểu nhất an dưỡng chữa trị chi đạo, đối thánh linh túy đều rất có nghiên cứu. Có chút thiên văn kết giới, cũng có chữa thương công hiệu. Ta có ngươi đi. Lý Thiên Mệnh biết, hắn xem ra còn nhảy nhót tưng bừng, trên thực tế, hắn rõ ràng đã trải qua một trận sinh tử đào vong. Lần này, hắn cứu được thập phương đạo cung. Không có hắn dẫn đi càn đế, liền không có người có thể ngăn cản càn đế, phi sinh vân tịch càng về không được, thập phương trấn ma trụ, sớm đã bị càn đế cầm đi. Trần Phóng, muốn là cửu minh nhất tộc tiến công, tranh thủ thời gian đến thông báo ta, ta trở về tham chiến. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, đại nhân, Trần Phóng gật đầu. Lý Thiên Mệnh lúc này mới cõng Lý Vô Địch, theo Tư Đồ Thanh Hòa, hướng đạo cung bên trong mà đi. Trên đường, Lý Vô Địch máu tươi, dính đầy xiêm y của hắn. Nghĩa phụ, lần này, cửu tử nhất sinh a. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh lẽo. Kém như vậy một chút xíu, ta liền ăn tỏi rồi. Bất quá lão tử trời sinh nhân vật chính vầng sáng, cứng rắn là sống tiếp được, nhiều bức không. Lý Vô Địch dựa vào trên vai của hắn, tuy nhiên suy yếu, nhưng vẫn không quên cái nói khoác chính mình một chút. Châu, Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, cho nên, có cảm tưởng gì? Lão quỷ này hạ tiện, thật làm cho ta mở mang hiểu biết, ta chuẩn bị cùng hắn đòn khiêng lên, đem ta biến thành loại tình trạng này, ta lần này đại nạn không chết, một ngày nào đó, ta muốn giết chết hắn. Lý Vô Địch ánh mắt lấp lóe ngập trời huyết quang. Hắn không nói, lần này đào vong, đến cùng đến cỡ nào mạo hiểm. Nếu như không phải thập phương trấn ma kết giới xuất hiện, hắn đều không đường có thể trốn. Đến lúc đó, lại thêm một cái ta như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha, vậy phải xem nhìn, người đến cùng là thiên tài vẫn là phế vật, có thể hay không đuổi kịp tốc độ của ta? Lý Vô Địch khinh bỉ nói. Ha ha, Lý Thiên Mệnh cười. Kỳ thật nói thật, bọn họ không có cha con huyết thống, thật là có cha con cảm tình. Lý Mộ Dương quá xa xôi, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, mà Lý Vô Địch chân thật như vậy. Tính cách của hắn, địch nhân sẽ rất khó chịu. Nhưng là làm nghĩa tử của hắn, tuyệt đối rất dễ chịu. Thiên Mệnh, nói thật, lần này tới thần đô, người thuế biến, để cho ta giật nảy cả mình. Ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày, ngươi liền có thể để cái này thượng cổ hoàng tộc, toàn bộ cho ngươi quỳ xuống. Lý Vô Địch chân thành nói. Nghĩa phụ, nói. Bọn họ gọi cửu minh nhất tộc. Thập phương đạo cung ngoài cửa lớn. 230.000 thủ cấp, bị ném ở chỗ này, trồng chất thành núi. Tràng diện kia, không chỉ là huyết tinh, càng là một loại to gan lớn mật khiêu khích, là một loại không chết không thôi thái độ. Đông Dương Lăng 600.000 đại quân, cùng Đông Dương Dục Tám 100.000 đại quân, hiện tại cùng nhau,
chỉ còn lại hơn 110 vạn người, so thập phương đạo cung nhiều không có bao nhiêu. Bọn họ rất rõ ràng, tại càn đế về trước khi đến, bọn họ muốn là lại xông đi vào, sẽ chỉ chết càng nhiều. Đối mặt cái này chồng chất thành núi thủ cấp, Đông Dương hoàng tộc, Khương thị hoàng tộc, Cổ thị tộc, Võ Thánh phủ các loại tất cả mọi người, sắc mặt đều so phân và nước tiểu còn thúi hơn. Trăm vạn đại quân, bao phủ tại u ám trong không khí, mỗi người đều khó chịu đến, cơ hồ muốn thổ huyết. Người nào còn nhớ rõ, càn đế trở về, trọng thương thập phương cung chủ thời điểm, bọn họ vui cười thành như thế nào? Khi đó cười đến nhiều vui sướng, hiện tại thì có bao nhiêu khổ cực. Thậm chí, bọn họ đều có thể theo cái này chút thủ cấp bên trong, nhìn đến chính mình người quen biết, thậm chí, huynh đệ tỉ muội, bằng hữu, người nhà. Rất nhiều người tức hổn hển, ánh mắt huyết hồng, đấm ngực dậm chân, không ngừng nhục mạ, nguyền rủa, nói hung ác. Đáng tiếc là, thập phương đạo cung người, căn bản nghe không được. Những người này, cũng chỉ có thể thông qua hùng hùng hổ hổ, để cho mình dễ chịu một số. Khởi bẩm Cửu Điện Hạ, Thập Tam Điện Hạ, Tham Lang cổ tộc tộc trưởng Ngụy Kỵ Chiến Tử, nghe nói là Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong hợp lực vây giết. Kỳ Lân cổ tộc Cảnh Nguyệt Thái Thượng, Linh Tinh Thái Thượng, chết bởi Lý Thiên Mệnh trong tay. Sùng Dương Thái Thượng mất tích. Võ Thánh Phủ, Huyền Vũ Đại Nguyên Soái, Hoàng Vũ Đại Nguyên Soái bị loạn quân giết chết. Thập Bát Hoàng Tử Đông Dương Kiêu, Thất Hoàng Mạch Mạch Chủ, Khương Tiến Ảnh, hai vị, một cái chết bởi Bạch Mạc trong tay, một cái chết bởi Dạ Nhất trong tay. Khởi bẩm. Im miệng, cút. Đông Dương Dục sắc mặt tái nhợt, giống lên một tiếng. Hắn song quyền nắm chặt, tâm tình rớt xuống đất ngục. Theo tuyệt vọng, đến cuồng hỉ, hiện tại, lần nữa vô cùng thê thảm. Không đến một phút, chết 230.000 người, đây chính là thập phương chấn ma kết giới uy lực. Đông Dương lăng lắc đầu, hắn nhìn như chấn định, kỳ thật trong lòng đại loạn. Muốn không phải phụ hoàng chắc chắn, phi sinh vân tịch không có khả năng tỉnh lại, chúng ta cũng sẽ không lớn mật như thế. Thập cửu hoàng tử nói. Ý của ngươi là phụ hoàng sai rồi. Đông Dương Dục cười lạnh nói. Không dám, thập cửu hoàng tử cúi đầu xuống. Càn đế có trên trăm cái hoàng tử, đều ở nơi này. Càn đế trở về sau, bọn họ đều khôi phục Đông Dương hoàng tộc thân phận. Chỉ là lúc này thời điểm, sắc mặt của bọn hắn, một cái so một cái khó coi. Đông Dương Dục tâm loạn như ma, phảng phất có người nắm bắt cổ họng của hắn, hướng bên trong ngược lại nước tiểu, để hắn dạ dày một trận run rẩy, điên cuồng lăn lộn, khó chịu muốn mạng. Bọn họ đều đang đợi càn đế. Đúng vào lúc này, một cái lão giả, từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Trăm vạn đại quân trong nháy mắt im miệng, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy hắn, sau đó toàn bộ quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, cho đến nay, bọn họ đều như thế cuồng nhiệt. Chỉ là, người kia không nhúc nhích, cái này khiến mọi người càng thêm không dám lên tiếng. Đây chính là càn đế. Càn đế nhất quyền đánh ra, trước mắt 20-30 ngàn thủ cấp, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ha ha! Hắn xoay người lại, bụng mặt, rút lấy cười, người không biết, đoán chừng sẽ coi là có gì vui sự tình đây. Thập phương chấn ma kết giới. Hắn trừng to mắt, lại nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục cười to, cười đến tất cả mọi người không hiểu ra sao. Đến, lão cửu, ngươi qua đây, ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Càn đế ngồi tại một hòn đá phía trên, không có chút nào đế hoàng dáng vẻ. Đông Dương Lăng tâm lý một lộp bộp, đi tới, cung kính nói, phụ hoàng, xin chỉ thị. Ngươi nói, ta vì phá thập phương đạo cung kết giới này, không tiếc giả chết, còn để huynh đệ các ngươi nội đấu, đem thần đô làm hỏng. Tại ta chuẩn bị hủy diệt thập phương đạo cung thời điểm, cái này thập phương chấn ma kết giới bỗng nhiên xuất hiện, đây có phải hay không là nói rõ, ta là ngu ngốc à? Càn đế khó hiểu hỏi. Phụ hoàng tuyệt đối đừng nói như vậy. Đến, vậy ngươi dùng còn lại hình dung từ hình dung một chút ta, ngu xuẩn. Đần độn, thiểu năng trí tuệ, thiên hạ trò cười, càn đế cười hắc hắc nói. Phụ hoàng, cái này thập phương chấn ma kết giới có kỳ quặc. Ta để ngươi mắng ta. Không có để ngươi nói khác, chỉ những thứ này hình dung từ, ngươi cho ta chọn một cái. Đông Dương Lăng dọa đến quỳ trên mặt đất, không dám nói lời nào, chỉ dám dập đầu. Ta cảm thấy, thiên hạ trò cười, phù hợp, 13, ngươi cảm thấy thế nào? Càn đế ánh mắt quét tới. Đông Dương Dục không nói hai lời, bắt đầu dập đầu. Bọn họ thất kinh, cũng không biết nên nói cái gì, mới có thể để cho càn đế nguôi giận.
bọn họ là quen thuộc nhất càn đế người. Hắn hiện tại cùng như bị điên, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn bị đả kích, trong lòng của hắn là căm giận ngút trời, sắc mặt của hắn so với ai khác đều khó nhìn. Từ bọn họ đi đầu, tất cả mọi người bắt đầu dập đầu, tràng diện này vẫn rất hùng vĩ. Cút, đều cho ta cút, càn đế giận không nhịn nổi, một chân đạp bay Đông Dương Lăng, lại một chân đạp bay Đông Dương Dục, sau cùng một chân dẫm trên mặt đất, khắp nơi rạn nứt lái đi. Lưỡi câu gãy mất, cá chạy, đi con mẹ nó, cái này còn phải rồi. Hắn đấm ngực dậm chân, hai mắt tơ máu trải rộng, nhãn cầu cơ hồ đều muốn phát nổ. Phụ hoàng, người bất giận, chúng ta đều không nghĩ tới, phi sinh vân tịch chúng luân hồi ấn, lại còn có thể tình. Đông Dương Lăng bò trở về, lấy dũng khí, nói câu này. Phốc phốc, càn đế nở nụ cười. Người nào nói cho ngươi, đây là vi sinh vân tịch làm ra thập phương chấn ma kết giới. Nét mặt của hắn chuyển biến, còn thật gọi người không kịp nhìn. Phụ hoàng có ý tứ là, bọn họ trong trận doanh, còn có người đối cái này thập phương chấn ma trụ có chút nghiên cứu, bất quá, hiệu quả so sánh đồng dạng, thập phương chấn ma trụ uy lực, không có lớn đến trong tưởng tượng lớn như vậy, còn có đánh hạ khả năng. Vấn đề ở chỗ, cường công, đoán chừng tổn thất sẽ có chút lớn. Nhân mã của chúng ta, thì nhiều như vậy à. Ta vốn là nghĩ, hôm nay muốn vô hại đồ diệt thập phương đạo cung, kết quả còn muốn tử chiến, gọi người khó chịu à. Càn đế buồn bực nói. Chúng ta còn có cơ hội. Đông Dương Dục sau khi trở về, ánh mắt đồng dạng sáng lên. Cơ hội có là có, cũng là để mấy con cá nhi đùa nghịch lão già một trận, khó chịu, ta rất khó chịu. Ta tâm đều sắp bị xé rách, đều tại ta, chơi thoát, đắc ý phong hình, sớm đều giết chết thì xong việc a. Hối hận, để con cá này nhi chơi ra nhiều kiểu, tiếp đó, không thể chơi. Càn đế thẳng dậm chân, như kiến bò trên chảo nóng. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Trước quan sát kết giới này, nhìn xem mức độ như thế nào, nếu là bình thường, ta tự mình đánh vỡ. Càn đế nói, phụ hoàng vạn tuổi, thập phương chấn ma kết giới, cũng không phải là nguyên lai cái kia không thể phá vỡ tồn tại. Đông Dương Dục cùng Đông Dương Lăng, đều một lần nữa dấy lên hy vọng. Hiện tại vi sinh vân tịch hôn mê, mà bọn họ có mạnh nhất càn đế. Tất cả mọi người biết, càn đế cơ quan tính toán tường tận, lại thành một trận chê cười, hắn không có khả năng không chảy máu trong tim. Nhưng, hắn hiện tại, điên cuồng hơn, càng kinh khủng. Hắn đã không có con đường cũ. Thần đô, lại cũng không trở về được lúc trước. Đây hết thảy đều đang nói rõ, chiến tranh không có kết thúc, ngược lại là vừa mới bắt đầu. Khác biệt chính là, lần này, thập phương đạo cung, đã có dỗi tư cách. Tư đồ điện vương, cung chủ đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng tại đạo thiên cung hôn mê bất tỉnh, coi như là nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, ta đã đem tinh vân đế kình chuyển hóa làm cộng sinh linh, cung chủ nếu là có thể tỉnh lại, còn có thể bảo trụ cổ chi thánh cảnh lực lượng. Tư đồ Thanh Hòa nói. Cung chủ cùng tinh vân đế kình sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm thâm hậu, lần này đối nàng đả kích, thực sự quá lớn. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lúc nói chuyện, bọn họ đã khẩn cấp về tới Lý Thiên Mệnh tinh tướng phủ đệ. Cha. Lý Khinh Ngữ chạy ra. Đừng khóc a, ai nha ngọa tào, Thiên Mệnh con ta, đem ngươi muội lôi đi. Lý Vô Địch khẩn trương nói. Lý Khinh Ngữ chạy tới, kéo hắn lại tay, trên mặt đều là vẻ đau lòng. Đừng đem y phục làm bẩn a, bảo bối của ta khuê nữ. Lý Vô Địch nói. Ngươi chớ nói chuyện, Lý Khinh Ngữ nói. Đúng đúng, đừng nhìn ra hỏa này ở bên ngoài phách lối, tại Lý Khinh Ngữ trước mặt vẫn là đến sợ. Đến đón lấy. Tư đồ Thanh Hòa bắt đầu cho Lý Vô Địch cùng Thái Cổ Huyết Kiếp Côn bằng trị liệu, Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ ba người, thì cùng một chỗ chờ ở bên ngoài. Ca, cha sẽ không chết à? Lý Khinh Ngữ khẩn trương nói. Muốn cái gì đâu, mạng hắn rất lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Hôm nay đến cùng phát sinh cái gì, tại sao có thể như vậy? Khương Phi Linh liền đem sự tình, đơn giản cùng nàng nói một lần. Nàng thế mới biết. Vậy mà như thế kinh tâm động phách, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Gia hỏa này, thì là ưa thích làm náo động, các ngươi hai cái, đều không gọi người bớt lo. Lý Khinh Ngữ nói, cái này gọi đàn ông đảm đương, ngươi hiểu được cái gì? Lý Thiên Mệnh nói, thì ngươi hiểu, hừ hừ. Lý Khinh Ngữ trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó không lâu, Tư đồ Thanh Hòa đi ra, Lý Thiên Mệnh bọn họ vội vàng vây lại.
Điện vương, ra sao? Sinh, là một cái mập mạp tiểu tử, mẹ con bình an. Tư đồ Thanh Hoàng nghiêm túc nói. Ngoạ tào, ba người bọn hắn một mặt mộng bức. Ha ha, cùng các ngươi mở trò đùa, phát triển một chút bầu không khí. Tư đồ Thanh Hòa vui vẻ nói. Cái này chê cười thật là lạnh, sự khác nhau rõ ràng như thế. Ha ha, bọn họ là ba người trẻ tuổi, hư giả nở nụ cười. Yên tâm đi, hắn thể trạng rất đáng sợ, đại đa số vết thương chí mạng để, huyết ma biến, chống được, còn lại đều là huyết nhục tổn thương, có ta ở đây cái này, nằm mấy ngày liền có thể sinh long hoạt hổ. Tư đồ Thanh Hòa nói. Bọn họ lúc này mới yên tâm. Nhi tử, con dâu, nữ nhi, đều tiến đến thăm tụ đi. Gian phòng bên trong, Lý Vô Địch hư nhược thanh âm truyền đến. Ngươi có phải hay không ngốc, cái này gọi quan sát, ngươi phải vào phòng giam, đó mới gọi thăm tù. Lý Khinh Ngư im lặng nói. Ha ha, ta chính là kể chuyện cười, phát triển một chút bầu không khí. Lý Vô Địch đắc ý nói. Ba người bọn hắn, lần nữa hư giả nở nụ cười. Nghĩa phụ, phiền phức thu hồi ngươi trung lão niên hài hước đi. Thiên mệnh con ta, đến trước giường. Lý Vô Địch ngoắc nói. Người đây là muốn bàn giao di ngôn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Cha, người không thể chỉ cho ca phân di sản A, ta cũng muốn, người cũng không thể trọng nam khinh nữ. Lý Khinh Ngữ cười nói. Đậu phộng. Lý Vô Địch nhìn lấy huynh muội bọn họ ăn ý, khóc không ra nước mắt A. Sống sót sau tai nạn, là nhân sinh chí nhạc. Nguy cơ chí mạng, tuy nhiên còn treo ở trên đỉnh đầu, có thể cái này cũng không ảnh hưởng, bọn hắn một nhà đoàn tụ niềm vui thú. Vui chơi một hồi, Lý Vô Địch nói, Thiên Mệnh, ngươi một hồi ra ngoài, giúp ta cùng Bạch Mặc, Dạ Nhất nói chút chuyện. Đúng, nghĩa phụ, ta nghe. Ngươi cùng bọn hắn nói, ta tại đế thú trên thân, gieo, huyết ma kiếp, cái này không đả thương được rễ của nó vốn, nhưng ta có thể thời khắc biết vị trí của nó. Đế thú vị trí, cũng là càn đế vị trí. Lý Vô Địch chân thành nói. Huyết ma kiếp, đây là vật gì? Nói trắng ra là cũng là máu của ta. Bởi vì, huyết ma biến, mà đến, nếu là gieo xuống huyết ma kiếp nhiều, có thể làm chết địch nhân, đại giới là ta mất máu quá nhiều. Thuộc về đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 biện pháp. Lý Vô Địch nói. Không liền là của ngươi huyết có độc A, còn nói đến cao đoan như vậy. Lý Thiên Mệnh mỉm cười cười nói. Ha ha, Lý Vô Địch lấy cười to hóa giải xấu hổ, cười to khiên động thương thế, để hắn đau đến quất thẳng tới xúc. Hắn tằng hắng một cái. Tiếp tục nói, còn có, ngươi cùng bọn hắn nói, ta có hy vọng trong thời gian nhất định, đột phá đến cổ chi thánh cảnh, bọn họ thì hiểu ý tứ của ta. Có thể kéo liền hướng sau kéo, không chủ động xuất kích. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Thời gian nhất định bên trong, là bao lâu? Cái này nói không chừng A, ngắn thì 1-2 ngày, nhiều thì 5-6 năm, thuần nhìn nhất chiều đốn ngộ cùng tạo hóa. Cổ chi thánh cảnh cần phải có bay vọt một dạng thiên ý trưởng thành. Nói dễ dàng rất dễ dàng, khó lên, vô cùng khó khăn. Lý Vô Địch nói. Minh bạch, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thiên Mệnh con ta, cha con chúng ta, thì cùng cái này thượng cổ hoàng tộc về sau dỗi, nhìn đặc biệt người nào chết trước, lão nhân này hôm nay đem ta làm cho thảm như vậy, không diệt hắn toàn tộc, khó tiêu lão tử mối hận trong lòng. Lý Vô Địch thanh âm lạnh lẽo nói. Đi đừng chém gió nữa, nghỉ ngơi thật tốt đi. Lý Khinh Ngữ nói. Qua. Khuê nữ quan tâm như vậy ta, gọi ta cảm động nước mắt nước mũi chảy ngang, có áo khoác bông thời gian thật là mỹ diệu a. Lý Vô Địch đắc ý nói. Lý Khinh Ngữ trợn mắt một cái, nói, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Ngươi nói ta là chó, vậy ta là đại cẩu, ngươi cũng là chó nhỏ. Lý Vô Địch nghỉ ngơi về sau, Lý Thiên Mệnh ba người bọn họ đi ra, đóng cửa lại. Ca, ngươi còn muốn đi ra ngoài nghênh chiến sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Đúng, chiếu cố chuyện của hắn, thì giao cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, Lý Khinh Ngữ nhẹ gật đầu. Ta đi trước. Lý Thiên Mệnh lôi kéo Khương Phi Linh tay, chuẩn bị rời đi. Ca, gần nhất ta làm mấy cái giống nhau mộng, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Lý Khinh Ngữ nói. Cái gì đâu, Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Ta mộng thấy trên trời có 9 mặt trăng, trên mặt trăng có người nói chuyện với ta, để cho ta trở về. Trở về cái gì? Không biết, không có đoạn dưới, bất quá cái kia 9 mặt trăng rất rõ ràng. 9 mặt trăng, Lý Thiên Mệnh đi tới, nói, để ta nhìn ngươi kiếp vòng. Lý Thiên Mệnh cầm lên cánh tay của nàng, kéo ra ống tay áo xem xét,
cái này trơn bóng trên cánh tay, có 5 cái song song trăng tròn, lộ ra hơi hơi huỳnh quang, thần bí khó lường. Một cái tay khác, Lý Khinh Ngữ giơ lên cánh tay trái của nàng bên trên trống rỗng. Làm mấy lần loại này mộng? 9 lần. Lý Thiên Mệnh nhìn hồi lâu, cũng nhìn ra cái như thế về sau. Ca, ngươi cảm thấy kỳ diệu sao? Rất kỳ diệu, bất quá ta cũng không hiểu rõ. Ngươi đợi nghĩa phụ tỉnh, hỏi lại hỏi hắn. Sau đó, quan tâm kỹ càng một chút kiếp vòng biến hóa. Lý Thiên Mệnh nói. Ta kiếp này vòng, còn có thể cùng cha một dạng gia tăng sao? Ta cũng không có cái kia loại độ kiếp. Lý Khinh Ngữ nói. Tiểu mệnh kiếp sự tình nói không chừng, một kiếp vượt qua, có thể sẽ có mới kiếp nạn. Nếu quả như thật tồn tại, cái kia tới đều sẽ tới, hết thảy đều là chuyện tốt, đối mặt kiếp nạn, tâm không sợ hãi, hướng chết mà sinh là đủ. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, ca, ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lý Khinh Ngữ ánh mắt kiên định nói. Lý Thiên Mệnh cười vỗ vỗ bờ vai của nàng. Thật là đau. Đau là được rồi, phấn đấu đi, người trẻ tuổi. Sau khi nói xong, hắn cùng Khương Phi Linh quay người rời đi, phóng tới chiến trường. Tinh tướng đại nhân, Trần Phó Tướng để cho ta thông báo ngươi, thượng cổ hoàng tộc ngay tại tiến công trấn ma kết giới. Biết. Gần nhất chiến sự căng thẳng, vì phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, Khương Phi Linh tiên thiên thần thai, còn phải lưu tại tinh tướng phủ đệ. Lý Thiên Mệnh cùng nàng cùng một chỗ, khẩn cấp trở lại về chiến trường. Hắn trở về rất nhanh, vừa bước vào kết giới chiến trường, liền thấy cái kia càn đế tay cầm luân hồi kính diệt, ngay tại bị thập phương trấn ma kết giới công kích. Tại càn đế sau lưng, là hắn thượng cổ hoàng tộc trăm vạn đại quân. Xem ra, bọn họ quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Có càn đế mở đường, lòng tin 10 phần. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng trở về vị trí cũ, đi tới ám tinh doanh. Rầm rầm rầm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, giống như tất cả, nguyên thủy ma khí, hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một đầu cùng loại hồn ma cự thú, điên cuồng công kích càn đế. Ngoại trừ càn đế, còn lại thượng cổ hoàng tộc, đều không bị thập phương trấn ma kết giới công kích. Xem ra điện vương chỉ nhằm vào càn đế, cái này biện pháp là đúng, càn đế mới là lớn nhất đại uy hiếp. Thập phương trấn ma kết giới không có thể mở hoàn chỉnh, chỉ có thể dạng này. Còn lại cửu minh nhất tộc, không có bị trấn ma kết giới tiến công, tương đương với cùng chúng ta thế lực ngang nhau. May mắn, vừa mới giết bọn hắn hơn 200.000 người, hiện tại song phương nhân số không sai biệt lắm. Cái này mang ý nghĩa, mặc kệ là Bạch Mặc, Dạ Lăng Phong trưởng khống thập phương trấn ma kết giới, vẫn là Dạ nhất thống soái thất tinh quân đoàn, cũng không thể phạm sai lầm. Bất kỳ bên nào xuất hiện lỗ hổng, đều sẽ dẫn đến toàn thể sập bàn, làm cho đối phương giết tiến thập phương đạo cung. Thất tinh quân đoàn cũng không có vấn đề, thì nhìn kết giới. Lý Thiên Mệnh đưa Lý Vô Địch chữa thương trong khoảng thời gian này, Dạ nhất đã sớm bố trí xong mới phòng thủ trận hình. Giờ khắc này liều chết thủ hộ gia viên, căn bản không cần huy động, vừa rồi hơn 200.000 thi thể, đã đốt lên đạo cung chiến sĩ nhiệt huyết. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lùng, trong tay tam thiên tinh vực, như thế lóa mắt. Hắn bên trái bả vai là Huỳnh Hỏa, bên phải bả vai là Miêu Miêu, dưới thân là như núi cao cự thú Lam Hoang. Thượng cổ hoàng tộc cuồng nhiệt chi đồ, đã trùng sát đến trước mắt. Càn đế vạn tuổi. Bọn họ hô hào 4 chữ này, không muốn sống một dạng giết đi lên. Oanh! Chỉ là Lam Hoang một chiêu chạm Lam Hải Ngục, thì khiến cái này địa chi thánh cảnh ngự thú sư cùng cộng sinh thú, toàn bộ bị cuốn vào trong nước. Meo, Miêu Miêu lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, thân thể của nó, thì đâm vào chạm Lam Hải Ngục bên trong. Nó cuốn lên lấy theo toàn bộ chiến trường hấp thu mà đến lôi đình thiểm điện, sau đó hóa thành hơn 80 lôi đình cự xà, vọt vào chạm Lam Hải Ngục bên trong. Xì 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 xì. Tính ra hàng trăm địa chi thánh cảnh đối thủ, bị Miêu Miêu điện miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Một khi có người bò ra ngoài trên mặt nước đến, lập tức bị Lý Thiên Mệnh tam thiên tinh vực cùng Huỳnh Hỏa bất diệt kiếm khí xuyên thủng. Ai cản ta thì phải chết. Lam Hoang là phi thường thích hợp trên chiến trường chém giết cự thú, nó chạm Lam Hải Ngục thần thông, vừa đúng, chỗ đến, địa chi thánh cảnh đối thủ rất dễ dàng trúng chiêu. Trong chiến trường, nó chuyển hóa biển cả, càng ngày càng nhiều. Siêu siêu, cửu thiên ngân hà quyết tinh hà loạn thế. Tam thiên tinh vực sở hướng, lần nữa huyết nhục văng tung tóe. Tiểu Phong tại trưởng khống thập phương trấn ma kết giới, mặc dù không có tự mình động thủ, nhưng cũng coi là vì hắn nhiên hồn tộc báo thù. Lần này,
đạo cung bất bại ý chí như thế nồng đậm, lại có Lý Thiên Mệnh dạng này người cản ở phía trước, giết đến cửu minh nhất tộc người ngã ngựa đổ, tử thương vô số. Thượng cổ hoàng tộc còn lại hơn 1 triệu hỗn tạp binh mã, rất khó theo nghiêm chỉnh huấn luyện thất tinh quân đoàn phía trên chiếm cứ tiện nghi. Cuộc chiến tranh này thắng bại, thì nhìn thập phương chấn ma kết giới, có thể ngăn trở hay không cản đế. Dạ nhất, triệu hồi 30 vạn người, trở về trèo chống kết giới hạch, có chút không chịu nổi. Bạch Mặc thanh âm truyền đến. 300.000, tốt, liều mạng, Dạ nhất quyết định thật nhanh, để Diêu Quang quân đoàn cùng Khai Dương quân đoàn trở lại về đạo cung, vì thập phương chấn ma kết giới gia trì lực lượng. Cái này mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh bọn họ muốn lấy 700.000 đại quân, giữ vững thượng cổ hoàng tộc trùng kích. Chống đỡ, chống đỡ. Các huynh đệ, đều đừng chết. Giết. Lý Thiên Mệnh nhìn đến hai đại quân đoàn rút về, liền biết trước mắt tình hình chiến đấu không thể lạc quan. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, cái kia càn đế quả nhiên đang áp chế nguyên thủy ma khí, từng bước một tiến lên. Mục đích của hắn, khẳng định là muốn xông vào đạo cung, đi chém giết thập phương chấn ma đạo tràng, kết giới hạch, đạo cung người. Thú vị, thú vị, đều đến nhằm vào lão già đúng không? Các ngươi còn có bao nhiêu người, cùng tiến lên nha. Càn đế lẻ loi một mình, lấy luân hồi kính diện hộ thể, như quái vật hướng bên trong hướng. Bất quá, 300.000 thất tinh quân đoàn tốc độ rất nhanh, bọn họ đến thập phương chấn ma trên đạo trường, vô số lít nha lít nhít người, tay cầm kết giới linh tuyến, cùng bọn hắn tiếp cận 350.000 cộng sinh thú, hết thảy trả chống đỡ thập phương chấn ma kết giới. Ong ong, thập phương chấn ma kết giới màu đen, bỗng nhiên làm sâu sắc. Trong lúc nhất thời, càng nhiều nguyên thủy ma khí sinh ra, hội tụ thành con thứ hai cự thú, ngăn cản tại càn đế trước mắt. Càn đế hôm nay bên người không có đế thú, có thể là bởi vì đế thú bị Lý Vô Địch chém đứt hai cái đầu, ngay tại khẩn cấp liên hệ. Đầu này có thể hay không nối liền, còn chưa nhất định đây. Coi như có thể miễn cưỡng nối liền đi, đoán chừng cũng không thế nào dễ dùng. Bất kể nói thế nào, không có cổ chi thánh cảnh tầng thứ hai đế thú, càn đế hôm nay không phải trạng thái mạnh nhất. Bàng bạc nguyên thủy ma khí, điên cuồng trùng kích càn đế, lần nữa ngăn cản cước bộ của hắn, lần này, thậm chí làm cho hắn chật vật cùng cực. Thất tinh quân đoàn thấy được hy vọng. Giết, tiếp tục giết. Chỉ cần có thể ngăn lại càn đế, ít người lại có thể thế nào. Chí ít trong bọn họ cường giả, so với đối phương muốn nhiều. Cửu minh nhất tộc trận trong doanh trại, căn bản không có bao nhiêu, có thể ngăn cản Lý Thiên Mệnh chi nhân. Liền cái kia Đông Dương Dục, trọng thương đều còn chưa xong mà. Hắn tam thiên tinh vực là hiệu suất cao mà đáng sợ sát lục binh khí, xiềng xích này tựa như tia chớp, trên chiến trường điên cuồng bôn tẩu. Chỗ đến, toàn bộ là bị xuyên thủng bay ra ngoài huyết nhục. Đều đi chết đi. 3.000 mét phạm vi thực sự quá lớn. Rất nhiều người cũng không biết Lý Thiên Mệnh ở nơi nào, bỗng nhiên thổi phù một tiếng, cái kia tam thiên tinh vực, thì theo trên miệng của hắn xuyên qua. Xiềng xích hất lên, chỉ ít mấy trăm người ngã xuống. Phốc phốc, một lần đâm xuyên, lại là mấy trăm người chết thảm. Còn gì nữa không? Lý Thiên Mệnh toàn thân đều là huyết, đây không phải máu của hắn, mà chính là cửu minh nhất tộc huyết. Xông phá phòng ngự của bọn hắn, đánh vỡ kết giới hạch, đạo cung thì diệt vong. Giết a! Đối thủ còn tại cuồng nhiệt xông về phía trước. Đem thập phương đạo cung, biến thành núi thây biển máu địa ngục. Thượng cổ hoàng tộc, vĩnh thế bất diệt. Đến hàng vạn mà tính người, để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Vĩnh thế bất diệt, hiện tại, thì tiêu diệt các ngươi. Cửu thiên ngân hà quyết cửu thiên tinh trần. Phanh phanh phanh, cái kia lăn lộn, gào thét, lấp lóe, dư tợn tam thiên tinh vực, nhìn đều thấy không rõ lắm. Phốc phốc phốc, nguyên một đám đầu bị quất bay ra ngoài, nguyên một đám thân thể bị xuyên thủng. Lý Thiên Mệnh trước mặt, là chồng chất như núi thi thể, bị lam hoang toàn bộ quấn vào trong nước. Bỗng nhiên, một cái âm lãnh thanh âm, từ phía trước núi thây biển máu bên trong truyền tới. Ngươi giết đến rất vui vẻ nhanh a, ta có thể tính tìm tới ngươi, 30 triệu thánh tinh. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, người kia người mặc kim sắc chiến giáp, thân hình cao lớn, hổ hổ sinh uy, một đôi thầm tròng mắt màu vàng óng, lạnh lùng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Ta tưởng là ai, nguyên lai là thần quốc thứ hai đại nguyên soái, đạo cung trước Bắc Phương Điện Vương, Triệu Thần Hồng, đại nhân. Làm sao, ngươi muốn cầm ta người đầu, hướng cửu minh nhất tộc lĩnh thưởng. Lý Thiên Mệnh cười khẩy nói. Để ngươi đoán đúng rồi, Triệu Thần Hồng lạnh lẽo nói.
Sợ ngươi mất mạng cầm a. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ là tiểu nhi, ỷ vào thiên phú cao, tu hành nhanh, ngươi liền có thể khoa trương. Như thế rêu rao, còn dám trên chiến trường ẩn hiện, ngươi nếu là không chết thảm, ta đầu cho ngươi làm cái bô. Triệu Thần Hồng nói xong, không nói hai lời, phóng tới Lý Thiên Mệnh. Triệu Thần Hồng, thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng, thực lực cùng Ngụy Kỵ không sai biệt lắm. Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong liên thủ, mới mạo hiểm giết Ngụy Kỵ, thẳng thắn nói, hắn tạm thời không phải vị này đối thủ. Bất quá, đối phương muốn giết chết hắn, không có khả năng. Chỉ là thời gian chàng tốc độ, hắn đều đuổi không kịp. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý hắn, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn để Khương Phi Linh lấy thời gian chàng cùng không gian tường, bảo trì cùng cái này Triệu Thần Hồng khoảng cách, sau đó tiếp tục giết hại. Có Tam Thiên Tinh Vực cái này đại sát khí, hiệu suất của hắn so thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng cũng cao hơn phía trên gấp 10 lần. Người cũng sẽ chỉ như chó mất chủ một dạng đào tẩu sao. Kẻ hèn nhát, Triệu Thần Hồng cả giận nói. Đó cũng không phải, ta chỉ là không có như vậy ưa thích sinh tử một đường chiến đấu, cho ngươi sống thêm mấy ngày, đến lúc đó, ta nhẹ nhàng như thường bóp chết ngươi, ta cảm giác thoải mái hơn. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Nói khoác mà không biết ngượng. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý hắn, mặc cho hắn nhục mạ, thiên chi dực tốc độ tăng thêm thời gian chàng thời gian khống chế, đối phương mặt đều truy đỏ lên, đều không đuổi kịp hắn. Xoẹt! Tam Thiên Tinh Vực đảo qua, lại là một mảng lớn thi thể, đánh tới hướng Triệu Thần Hồng. Lại tới một nhóm mới mẻ xuất hiện thịt xiên, Triệu Thần Hồng, tiếp lấy. A, à, ta giết cái này, là ngươi nhi tử Triệu Phi Hồng a. Tiếp lấy tiếp lấy. Phốc phốc phốc. Nguyên một đám thi thể đập tới, Triệu Thần Hồng khí đến sắc mặt tím xanh. Nhóc con, ta không hiểu ngươi đến cùng phách lối cái gì, bệ hạ sớm muộn tiêu diệt các ngươi. Triệu Thần Hồng sắc mặt nhăn nhó nói. Đừng chém gió nữa, hắn tự thân cũng khó khăn bảo vệ. Vì phá thập phương trấn ma kết giới, tự sát 500.000 người, tự hủy thần đô. Ha ha, cười rơi mất mẹ ngươi thân sâu răng đi. Đây chính là một kiện chuyện lạ, đủ để tái nhập sử sách. Để từ tôn hậu bối cười hơn 100.000 năm, ha ha ha. Ngươi im miệng. Triệu Thần Hồng tức giận đến cổ họng ngòn ngọt, thật phun một ngụm máu. Nói thật, chuyện này, không chỉ là càn đế biệt khuất, cũng không chỉ là Triệu Thần Hồng bọn họ những thứ này chó săn biệt khuất, càng là cả cổ hoàng tộc bộ hạ biệt khuất. Bọn họ vì hoàng tộc hiệu lực, kế thừa thượng cổ hoàng tộc bạo loạn ý chí, giết xác thực rất đáng sợ. Nhưng mấu chốt là, trong lòng bọn họ hôm nay rất khó chịu. Ý chí của bọn hắn, từ đầu tới đuôi, đều không thập phương đạo cung các chiến sĩ thủ hộ gia viên, thủ hộ người thân ý chí mãnh liệt. Đây là thập phương đạo cung 700.000 người, liền có thể chống đỡ căn bản. Thượng cổ hoàng tộc nhân viên lộn xộn, rất khó tránh thức trên dưới một lòng, thậm chí có người núp ở phía sau mặt, không dám hướng phía trước. Trước mắt đến xem, Lý Thiên Mệnh bọn họ hoàn toàn chống được. Thậm chí, tạo thành thượng cổ hoàng tộc càng lớn tử vong. Bất quá, chiến tranh thắng bại, vẫn quyết định bởi tại càn đế, cùng thập phương trấn ma kết giới đọ sức. Quyết định bởi tại, hắn cùng kết giới hạch bên kia, lấy bạch mặc cầm đầu hơn 300.000 ngự thú sư cùng hắn cộng sinh thú đọ sức. Phanh phanh phanh, hai đầu nguyên thủy ma khí biến ảo cự thú, cùng càn đế giết đến long trời lỡ đất. Loại này nguyên thủy ma khí, khó dây dưa nhất địa phương ở chỗ, bọn họ sẽ không chết. Coi như bị đánh tan. Lập tức liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Càn đế đang bị cường điệu nhằm vào tình huống dưới, căn bản không đột phá nổi kết giới, thậm chí trăm ngàn chỗ hở. Một trận chiến này, hắn có thể nói tương đương biệt khuất. Tự mình mang quân giết tiến đến bây giờ tổn thất nặng nề, lại một chút thu hoạch đều không có. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thượng cổ hoàng tộc chỉ sẽ chết càng nhiều. Đây hết thảy, đối tự nhận là cơ trí, tự nhận là bày mưu tính kế càn đế. Tạo thành to lớn tâm lý đả kích. Rút quân. Hai chữ này nói ra miệng, quả thực run rẩy. Rất nhiều hơn cổ hoàng tộc đều khó có thể tin, hôm nay chết mà trọng sinh càn đế, vậy mà lại khuất nhục, nói ra hai chữ này. Tất cả mọi người nhớ đến, hắn nghiền ép phi sinh vân tịch, truy sát Lý Vô Địch thời điểm hăng hái a. Hiện tại, hắn chỉ có thể dùng, chật vật mà chạy, để hình dung. Cút đi. Càn đế, chó mất chủ, cút. Tự sát 500.000 con cháu, tự hủy thần đô, tuyệt thế trò cười, ha ha ha. Đây là mấy chục vạn người chế giễu, đặt ở càn đế trên đỉnh đầu, nghe được thượng cổ hoàng tộc dùng mình. Rút lui,
Bọn họ tranh nhau chen lấn, chật vật mà chạy. Trong vòng một ngày rút quân hai lần, các ngươi là đến đùa chúng ta cười sao? Ha ha! Vô tình chế giễu, để bọn hắn đem tôn nghiêm, triệt để nhét vào nơi này. Chặn giết! Dạ Nhất giống lên một tiếng, bao phủ chiến trường. Càn đế đã rút lui đi ra, nhưng nguyên thủy ma khí có thể còn ở đây, mà những thứ này thượng cổ hoàng tộc, rút lui khẳng định cần thời gian. Cái này khiến càn đế càng chật vật, chỉ có thể trở lại kết giới, tiếp tục chống đỡ, các loại toàn quân rút lui sau lại đi ra. Không phải vậy, nguyên thủy ma khí lao xuống, thượng cổ hoàng tộc sẽ chỉ chết càng nhiều. Dạ Nhất một tiếng, chặn giết, để thất tinh quân đoàn tùy thủ chuyển công, hung ác nhào ra ngoài. Nói thế nào, đều muốn thượng cổ hoàng tộc đầu này cự thú trên thân, cắn xuống một miếng thịt đến. Thậm chí, cắn nứt một cái chân. Tới đều là khách, nghĩa địa cho các ngươi chuẩn bị xong, đừng nghĩ đi. Lý Thiên Mệnh điên cuồng bao phủ tam thiên tinh vực. Cánh tay của hắn đều đau nhức, hiện tại đại hoạch toàn thắng, đương nhiên là thừa dịp sau cùng, lại giết một số người. Phốc phốc phốc, rất nhiều người còn tại về sau chạy, một đạo tinh quang xuyên thấu mà đến, trong nháy mắt xuyên thủng hắn thân thể. Ây, ánh mắt tán loạn, ngã xuống đất bỏ mình. Càn đế, ngươi chính là một cái lão hồ đồ chó nhà có tang. Dạ Nhất mắng to một tiếng. Toàn thể thượng cổ hoàng tộc bộ hạ đều rung động run một cái. Giết người chu tâm, quá độc ác. Cái này lại chết có 100.000 người đi. Tính cả nội chiến tổn thất, cái này đều có 1 triệu hoàng tộc bộ hạ, bị mất mạng a. Đây là cái gì ma quỷ mưu kế a? Trong lòng bọn họ có rất nhiều lời, nhưng, không ai có dám nói ra. Sau khi rời khỏi đây, nhìn lấy nổi giận càn đế, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Cái này, là thượng cổ hoàng tộc, thảm nhất một ngày. Lần này, thập phương đạo cung cuối cùng an định xuống tới. Theo thám tử tình báo, thượng cổ hoàng tộc bộ hạ, đã thối lui đến bên ngoài mấy dặm, tạm thời không có động tĩnh. Bọn họ hiển nhiên không hề từ bỏ. Bất quá, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không đi tìm cái chết. Nghe nói càn đế giận không nhịn nổi, đem hắn con cháu, đều dọa cho đến gần chết. Dạ Nhất mỉa mai cười nói. Hắn thủ hạ các đại tinh vương, tăng thêm Lý Thiên Mệnh, còn đang giám thị chiến trường, xử lý chiến lợi phẩm. Tạm thời, một khắc cũng không thể thư giãn. Hắn cả đời anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn không bằng trực tiếp chết rồi, không đến mức mất mặt thành dạng này. Lý Thiên Mệnh cười khẩy nói. Nói như thế, bất quá, hiện tại không để ý mặt mũi, lại để cho hắn xấu hổ vô cùng, lấy hắn tự ngạo, khẳng định không thể thừa nhận. Tình huống còn không thể lạc quan, ta lo lắng càn đế triệt để mất đi phòng tuyến cuối cùng, biến thành điên cuồng, muốn liều lĩnh đại giới đến che diệt đạo cung. Bạch Mặc từ bên trong đi tới, cau mày nói. Nhất định phải tiếp tục phòng bị, liền sợ hắn càng không từ thủ đoạn, hắn hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao. Lần này ăn đau khổ. Tiếp đó, sẽ chỉ điên cuồng hơn, lãnh huyết. Dạ Nhất trầm giọng nói. May mắn, Thiên Mệnh nói Lý Vô Địch, có hy vọng đột phá đến cổ chi thánh cảnh, tiểu phong đối thập phương chấn ma trụ nắm giữ, cũng sẽ càng ngày càng tốt. Kéo dài thêm, chúng ta chỗ tốt rất lớn. Bạch Mặc nói. Đúng. Thiên Mệnh, nghĩa phụ của ngươi còn nói, hắn tùy thời biết đế thú vị trí là sao. Bạch Mặc xác nhận hỏi. Đúng thế. Vậy chúng ta có thể tùy thời nắm chắc càn đế vị trí, mà hắn đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình, cứ như vậy, chúng ta chỉ sợ có thể làm một số bài văn. Bạch Mặc nói. Có đạo lý. Bọn họ tiếp tục trò chuyện, Lý Thiên Mệnh gặp cái kia thượng cổ hoàng tộc, thời gian ngắn sẽ không lại tùy tiện tới. Nhân tiện nói, điện chủ, điện vương, ta về đi tu luyện. Đi thôi, ta biết trong lòng ngươi cuống cuồng, đạo cung vẫn ở vào nguy cơ rất chí mạng bên trong. Bất quá. Tu hành phải tránh phập phồng không yên, Bạch Mặc nói. Minh Bạch, Lý Thiên Mệnh kinh lịch trận này sinh tử đào vong, chứng kiến đạo cung liều chết chi chiến, trong lòng đối đế hoàng thiên ý nhận biết, kỳ thật cũng tại thuế biến. Càn đế xuất hiện, để hắn có thể nghĩ lại rất nhiều. Hắn đi trước đạo thiên cung nhìn một cái vi sinh vân tịch, nàng tựa như là ngủ thiếp đi, xem ra rất an tường. Tư đồ Thanh Hòa cùng vi sinh Vũ Mạt, bây giờ đang chiếu cố nàng. Cái này luân hồi ấn, chỉ có, luân hồi kính diện, có thể giải khai sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, đây là, luân hồi kính diện, một trong thủ đoạn. Vi sinh Vũ Mạt nói. Giết càn đế, mới có thể đoạt được luân hồi kính diện, nàng mới có thể tỉnh lại.
Lý Thiên Mệnh nhìn qua nàng trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, trong lòng vẫn lửa giận thiêu đốt. Là như vậy, Vi Sinh Vân Mặc nói khẽ, Thiên Mệnh, yên tâm đi, chúng ta đều sẽ kiên trì, giữ vững đạo cung. Nghĩa phụ của ngươi hiện tại là mọi người người đáng tin cậy, có hắn tại, chúng ta có cơ hội thắng. Được. Lý Thiên Mệnh không có cùng bọn hắn nói, chính hắn, muốn làm đến càng nhiều. Trở lại tinh tướng phủ đệ về sau, Lý Thiên Mệnh thì trở về phòng tu luyện khổ tu. Ca ca, ta và ngươi cùng một chỗ. Khương Phi Linh về tới tiên thiên thần thai bên trong, cả hai hòa làm một thể về sau, hợp thành một cái hoàn chỉnh thượng thần chi thể, không để cho nàng quản là khí chất vẫn là lực lượng, đều lộ ra như thế khác biệt. Được. Ca ca, nhớ đến ngươi tại, vĩnh sinh thế giới thành, còn chiếm được 9 cái hồn phó, làm sao không có động tĩnh đâu? Khương Phi Linh hỏi. Không biết, không nghe ta chỉ huy. Lý Thiên Mệnh rộng mở ở ngực xem xét, cái kia 9 cái chấm đỏ, thực sự quá xấu hổ. Ngươi trước tu hành đi, hôm nào ta xem một chút. Khương Phi Linh nói. Thánh tinh tạm thời còn đầy đủ, Lý Thiên Mệnh thì tiếp tục tại Đông Hoàng kiếm tầng thứ 3 trên cửa chính, lấy sâu kim sắc thiên văn, đến bắn ra nuôi mình đế hoàng thiên ý. Theo đế hoàng thiên ý tốc độ phát triển đến xem, hắn nhận biết, ý chí cùng tinh thần, vẫn luôn tại chính xác con đường phía trên. Là đế không tuân theo, sớm muộn thụ chúng sinh phản phệ. Càn đế hôm nay bại trận, cũng không phải ngẫu nhiên. Nhiên hồn tộc, cũng là thượng cổ hoàng tộc tiền bối gieo xuống ác quả, hôm nay, Tiểu Phong để bọn hắn thưởng thức được báo ứng. Lý Thiên Mệnh sẽ không quên, trong kính hồ 1 triệu thi thể. Cũng sẽ không quên, thượng cổ hoàng tộc cùng kỳ bộ chúng, ghê tởm sắc mặt. Hắn càng sẽ không quên cái, tinh vân đế kình cái chết, phi sinh vân tịch chi thương, còn có hôm nay tử chiến, thập phương đạo cung hy sinh huynh đệ tỉ muội. Cửu minh nhất tộc lược đoạt chi đạo, không phải đế đạo, mà là ma đạo, chân chính nghịch thiên cải mệnh, là ta Lý Thị Thánh tộc. Lý Thiên Mệnh ánh mắt hừng hực. Hắn chợt nhớ tới Thái Nhất Tháp, liền đem Thái Nhất Tháp triệu hoán đi ra, tiến vào trong đó. Thái Nhất Tháp tầng thứ nhất màu trắng thiên văn, không thuộc về đế hoàng thiên ý, bất quá, Lý Thiên Mệnh ở trong đó, tìm được mới đồ vật. Loại này màu trắng thiên văn bên trong ẩn chứa bất tử bất khuất, không thể phá vỡ thiên ý, cùng Lý Thị Thánh tộc tiểu mệnh kiếp, thuộc về một loại ý chí. Thái Nhất Tháp, chẳng lẽ cùng Lý Thị Thánh tộc có quan hệ? Lý Thiên Mệnh một đoán liền biết. Nói như vậy, vĩnh sinh thế giới thành bên trong, cần phải còn có một vị cùng Lý Thị Thánh tộc có quan hệ thượng thần. Hắn đem Đông Hoàng kiếm mang vào Thái Nhất Tháp, tạm thời không bị ảnh hưởng. Kể từ đó, hắn có thể một bên suy nghĩ dung hội Đông Hoàng kiếm tầng thứ 3 trên cửa chính kim sắc thiên văn, đồng thời có thể nhận biết Thái Nhất Tháp màu trắng thiên văn. Đem hai loại thiên văn ý chí dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái nghịch thiên cải mệnh lại chính đạo độc tôn chí cao nhân cách, đây mới là con đường của ta. Ta thuộc tại Đông Hoàng kiếm cùng Thái Nhất Tháp hợp hai làm một, cho nên, ta có thể tại đế hoàng thiên ý bên trong, có thể điệp ra mới nội dung, từ đó đi ra một đầu cùng tất cả mọi người, cũng không giống nhau con đường. Hắn lần thứ nhất, nhặt lên tại Lý Thị Thánh tộc chi ở bên trong lấy được hết thảy, dung hội tại đế hoàng thiên ý bên trong. Cửu minh nhất tộc, tự cho là đúng hướng lên trời đoạt mệnh đế hoàng, đáng tiếc, muốn thành thiên đạo, trước tu nhân đạo, bọn họ cực kỳ tàn ác, còn muốn vạn thọ vô cương. Lý Thiên Mệnh tâm lý cười lạnh. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Những vấn đề này, hắn nhìn đến rất rõ ràng, nhưng đối phương lại tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cho nên, có lúc không phải không nghĩ ra vấn đề, mà chính là, một con đường chạy tới cơ sở, đã sớm không thể quay đầu. Tim của hắn, như thẳng tắp khang trang đế đạo, tâm chi không sợ, một đường thông suốt. Mấy ngày sau, thiên chi thánh cảnh tầng thứ 2, thành công. Quả nhiên, hấp thu màu trắng thiên văn thiên ý, Lý Thiên Mệnh đế hoàng thiên ý, bắt đầu thoát ly Đông Hoàng kiếm căn bản, đi hướng mới hành trình. Lần này đột phá, hiệu quả to lớn, chỉ là thánh nguyên phương diện, đều thành lớn lên không ít. Làm tam đại mệnh tuyển thánh nguyên gia tăng đến về sau, Đông Hoàng vòng xoáy cùng đế vực kiếm hoàng kết giới uy lực tiếp tục mạnh lên. Thí dụ như đế vực kiếm hoàng kết giới phạm vi, đã đạt tới hơn 30 mét. Đạo cung, kết giới mở rộng nền tảng, là cho thập phương chấn ma kết giới chuẩn bị. Bằng không, liền có thể để các trưởng bối, mở rộng ta đế vực kiếm hoàng kết giới, nói không chừng uy lực càng mạnh. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Trong tay hắn xuất hiện một cái cỡ nhỏ thiên văn kết giới, cái này thiên văn kết giới rất huyền diệu, Khương Phi Linh cũng lĩnh hội không thấu. Đây là luân hồi kết giới. Đi tìm Sùng Dương Thái Thượng,
hắn muốn thông qua luân hồi kết giới, nhìn một chút Lý Mộ Dương ở nơi nào. Hắn hiện tại có rất nhiều nghi vấn, muốn tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Nghĩa phụ không sai biệt lắm đã khôi phục, bây giờ không có ở đây tinh tướng phủ đệ, đoán chừng ra ngoài chủ trì đại cục. Có hắn tọa chấn, Lý Thiên Mệnh mới yên tâm, đem tinh lực chuyên chú tại tu hành bên trong. Hắn rời đi tinh tướng phủ đệ, đi trước tìm Bạch Mặc, Sùng Dương Thái Thượng bị hắn giam giữ lấy. Ta dẫn người đi, Bạch Mặc nghe nói ý đồ đến về sau, trực tiếp dẫn đường. Sau đó không lâu, Lý Thiên Mệnh đi tới ám điện bên trong, tầng tầng thiên văn kết giới phong bế đạo cung nhà tù. Sùng Dương Thái Thượng bị khóa ở một cái tù trong lồng, trói lại mấy tầng, trên thân tràn đầy vết máu, không thể động đậy. Ngươi tìm đến ta làm cái gì? Sùng Dương Thái Thượng híp mắt nhìn hắn. Dạy ta dùng một chút cái này luân hồi kết giới đi. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng có nằm mộng, ta chết đều khó có khả năng dạy ngươi. Sùng Dương Thái Thượng cười lạnh nói. Ta chỉ là muốn nhìn xem, cha ta ở nơi nào, một chuyện nhỏ, ngươi làm gì dạng này? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi là thần quốc tội phạm, kỳ lân cổ tộc tội tử, ruồng bỏ tổ tông người, ta muốn giúp ngươi, cũng là thẹn với liệt tổ liệt tông. Sùng Dương Thái Thượng ha ha cười nói. Nói đến thật dễ nghe, đem chính mình cũng cảm động a. Nối giáo cho giặc cũng có thể tự hào lên, cũng coi là một loại cảnh giới. Lý Thiên Mệnh nói. Tùy ngươi nói thế nào, ta ngay ở chỗ này, ngồi chờ các ngươi những thứ này phản tặc, bị hoàng tộc giết sạch. Sùng Dương Thái Thượng kích động nói. Ý của ngươi là, tại trong lòng ngươi, cửu minh nhất tộc vẫn luôn là thiên hạ chính thống, trời sinh đế hoàng. Ngươi cam nguyện phủ phục tại dưới chân bọn hắn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nói đúng, hoàng tộc chính là thiên mệnh, thống trị thần quốc vài vạn năm, tuyên cổ bất diệt. Ngươi sai, ta mới là thiên mệnh, Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, Sùng Dương Thái Thượng cười lạnh. Thái Thượng, ta sau cùng hỏi ngươi một câu, dạy ta sử dụng cái này luân hồi kết giới sao? Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn. Vô sỉ tội tử, người thì người đi mà nằm mơ à? Sùng Dương Thái Thượng nói. Cứ như vậy, người thì không có một chút tác dụng nào, vậy còn không bằng chết đi, bằng không, còn phải lãng phí nhân lực nhìn lấy ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh, người cái này trong mắt tôn trưởng ngỗ nghịch đồ, người có gan liền giết ta. Người cũng đã biết, năm đó ta tính người cha nửa cái phụ thân, hắn tất cả trưởng thành, đều không thể rời bỏ ta đối với hắn vun trồng. Sùng Dương Thái Thượng cả giận nói. Thật xin lỗi, ta không biết. Lý Thiên Mệnh quất ra Đông Hoàng Kiếm, một phân thành hai, trong nháy mắt đâm ra, một cái xuyên thấu trái tim, một cái xuyên thấu thánh cung. Phốc phốc, phốc phốc, liên tục hai tiếng. Vong ân phụ nghĩa, Sùng Dương Thái Thượng trừng to mắt, thê tuyệt nhìn lấy hắn. Hắn tựa hồ không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh có thể như vậy động thủ, cho nên, có chút chết không nhắm mắt. Cho dù ngươi đối với ta cha có ân, liên quan ta cái rắm. Mặt khác, có lẽ ta vong ân, nhưng là, ta không có phụ nghĩa. Lý Thiên Mệnh xoay người rời đi, Bạch Mặc chờ ở cửa hắn đây. Sùng Dương Thái Thượng cộng sinh thú giam giữ tại một bên khác, bất quá không quan trọng, theo nó chết sống. Điện Vương, cho ngươi thêm phiền toái. Lý Thiên Mệnh nói, vốn là để lại cho ngươi, cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Nếu như kỳ lân cổ tộc có thể sinh tồn được, có phụ tử các ngươi dạng này người, nhất định có thể càng tốt hơn. Các ngươi tổ tiên đời đời anh tài, cũng là bị hoàng tộc mê hoặc tẩy não nhiều lắm. Bạch Mặc nói. Lý Thiên Mệnh lắc đầu nở nụ cười. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh, thật rất muốn biết, Lý Mộ Dương tại thần đô phụ cận, lại vì sao không tới gặp mình. Hắn vốn cho rằng đạt được luân hồi kết giới, có thể tìm tới hắn, đáng tiếc Sùng Dương Thái Thượng không phối hợp. Hắn nhất định có nỗi khổ tâm. Lý Thiên Mệnh tin tưởng vững chắc điểm này. Dù sao vệ tỉnh cũng chờ nàng 20 năm. Hắn còn không phải không có xuất hiện qua. Lý Thiên Mệnh vừa về tinh tướng phủ đệ, chợt thấy Lý Vô Địch tại đối với mình ngoắc. Thiên Mệnh con ta, tới. Hắn bây giờ nhìn lại sinh long hoạt hổ, rõ ràng gần như khỏi hẳn. Chuyện gì? Nói cho ngươi sự kiện, Càn Đế đơn độc tiến về Đông Hoàng cảnh, ta đoán chừng hắn muốn diệt Đông Hoàng tông, bắt cóc thân nhân của chúng ta, tới nơi này uy hiếp chúng ta, một chiêu này đủ hung ác a. Lý Vô Địch cười nói. Vậy ngươi còn cười được, Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Phải biết, Vệ Thiên Thương, Khương Thanh Loan, Lý Cảnh Du bọn họ, có thể đều còn tại Đông Hoàng Tông đây. Đương nhiên a, bởi vì ta đã sớm chuẩn bị, ha ha. Lý Vô Địch nói. Chuẩn bị cái gì?
Ta theo Đông Hoàng Cảnh đến thời điểm, chỉ lo lắng Đông Dương Dục hoặc là Đông Dương Lăng, thừa dịp ta không đang đánh lén Đông Hoàng Tông, cho nên, ta để Đông Hoàng Tông, Nam Thiên Tông tất cả mọi người rời đi tông môn. Bọn họ triệt để tản ra, giấu ở các ngõ ngách bên trong. Đối Càn Đế tới nói, đây đều là vô danh tiểu tốt, mà lại số lượng đông đảo, mê hoặc quá lớn, nếu là hắn đi Đông Hoàng Tông, chỉ có thể phốc một cái hư không. Lý Vô Địch cười nói, binh bất hiếm trá, người vẫn rất cơ trí. Cái này nhất chiều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ta cũng không thể để thân nhân bị thương tổn, Lý Vô Địch nói. Tính ngươi làm rất tốt, bất quá, ngươi đơn độc nói với ta việc này, làm cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi ngốc a, Càn Đế không tại thần đô, ta chuẩn bị ra ngoài, tìm địch nhân lạc đàn ra hỏa ra tay, nhiều ám sát mấy cái, ngươi có theo hay không? Lý Vô Địch nói. Ta cùng, Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Vậy liền đi thôi, lần này, chúng ta làm một món lớn. Lý Vô Địch nói. Tốt, đúng, Càn Đế đã không tại thần đô, chúng ta vì sao không xông ra kết giới, chỉ huy đạo cung quân đoàn, trực tiếp diệt thượng cổ hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đối phương tối thiểu còn có 1 triệu nhân mã, cũng không phải ăn chay, chính diện đối quyết, tối thiểu giết địch 1.000, tự tổn 800, vẫn không có lời. Chúng ta không phải cần phải cuống cuồng cùng mạo hiểm một phương, ngươi hiểu ta ý tứ. Lý Vô Địch chớp mắt nói. Đã hiểu, hai người làm việc, ngược lại thuận tiện rất nhiều, nói không chừng, còn có thể bắt được nhân vật mấu chốt. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, Càn Đế không tại, bọn họ chỉ là qua loa vây quanh đạo cung, có chút lười nhác. Theo trên tình báo nhìn, ta đã khóa chặt 2 cái mục tiêu. Lý Vô Địch cười hắc hắc nói. Người nào? Theo ta đi, người sẽ biết. Giết chết 2 người này, tối thiểu để hoàng tộc bộ hạ, tương đương với gãy mất 1 đầu cánh tay. Lý Vô Địch nói. Đi. Lý Thiên Mệnh mang tới Khương Phi Linh, có nàng Thiên Chi Dực cùng thời gian chàng. Một khi ra chuyện, hắn có thể càng nhanh rời đi chiến trường. 2 người lặng lẽ rời đi đạo cung, lao tới một cái phương hướng mà đi. Thần đô, phong trần một con đường thượng du, còn có một gian xa hoa cao ốc, thụ thiên văn kết giới bảo hộ. Sau cơn mưa trời lại sáng về sau, cái này cao ốc bên trong đèn đuốc lại cháy lên, ca múa lại nổi lên. Nơi này chính là Nguyệt Nguyệt Xanh Lâu. Đây là thần đô bên trong một nhà duy nhất, còn tại kinh doanh Phong Nguyệt Lâu. Nghe nói, nơi này sở dĩ như vậy cứng chắc, là bởi vì cái này Nguyệt Nguyệt Xanh Lâu chỗ dựa, chính là trong triều một vị đại nhân vật. Lúc này, Nguyệt Nguyệt Xanh Lâu bên trong tối cao lầu 1, chính là lớn nhất xa hoa lãng phí chỗ, đèn đuốc chập chờn bên trong. Hơn 10 vị ca cơ vũ cơ, tất cả đều mỹ mạo vô song, tài nghệ hơn người. Các nàng hát hay múa giỏi, chính phụng dưỡng lấy 2 vị khách quý. 2 vị này khách quý, hôm nay mặc dù là đến tầm hoan tác nhạc, nhưng biểu lộ lại cũng không dễ nhìn, thậm chí có chút nghiêm túc. Phàm là gặp phải loại tình huống này, các cô nương đều phá lệ cẩn thận, tuyệt không ra bất kỳ chuyện rắc rối. Cha vợ, bệ hạ thật tự mình đi Đông Hoàng Cảnh. Thiên Võ Nguyên Soái, Triệu Thần Hồng, mời rượu hỏi. Đúng, một mình hắn tốc độ nhanh, trước bắt được mấy cái nhân vật mấu chốt, lập tức gấp trở về. Đến tiếp sau đồ diệt Đông Hoàng Tông người, từ 10 ngũ điện hạ, Đông Dương Ám, chỉ huy, đại khái 30 thiên chi thánh cảnh đi. Diệt đi Đông Hoàng Cảnh tất cả tông môn, đều dễ như trở bàn tay. Thần quốc đệ nhất Nguyên Soái, Hoàng Sùng Hoán, trầm giọng nói. Bệ hạ còn rất quyết đoán, lần này bị thất thế về sau. Hắn lập tức liền xuất phát. Triệu Thần Hồng nói. Hắn ẩn núp lâu như vậy, đến miệng thịt bỗng nhiên bay, còn bị đánh một bàn tay, trở lên cổ hoàng tộc kiêu ngạo, há có thể từ bỏ ý đồ. Hiện tại đạo cung từ Lý Vô Địch tọa chấn, Lý Vô Địch xương sườn mềm đều tại Đông Hoàng Cảnh, tùy tiện vào huyết kiếp kết giới, bắt mấy cái cá nhân vật trọng yếu đi ra, đều có thể làm được Lý Vô Địch. Hoàng Sùng Hoán nói. Cái này Lý Vô Địch như thế ngu xuẩn. Không gọi ngu xuẩn, gọi trọng tình nghĩa. Trọng tình nghĩa người, thường thường cũng dễ dàng chết, đem bệ hạ chọc giận thành dạng này, Lý Vô Địch xong đời. 2 ngày nữa bệ hạ trở về, chúng ta liền chờ trò vui ra sân đi. Hoàng Sùng Hoán nói. Bởi vì cái gọi là trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn a, đánh lâu như vậy, chúng ta cha vợ, là nên tốt thật buông lỏng một chút. Triệu Thần Hồng nhìn trước mắt một đám mỹ nhân mỹ tử, rốt cục cười. Nguyệt Nguyệt Xanh Lâu bên ngoài. Hoàng Sùng Hoán. Triệu Thần Hồng, giết 2 người bọn họ, có cái gì tác dụng? Lý Thiên Mệnh đứng từ một nơi bí mật gần đó, ngóng nhìn phía trước hỏi. Bọn họ là cửu minh nhất tộc bên trong,
lớn nhất hiểu công việc binh tác chiến hai người, là Đông Dương Dục Tả Tý Hữu Bàng. Nhất là Hoàng Sùng Hoán, hắn chinh chiến cả đời, đối Cửu Minh nhất tộc quân đoàn trưởng khống lực mạnh phi thường, kinh nghiệm 10 phần. Bọn họ muốn là chết, đối phương tại hiện trường trận hình trên sự chỉ huy, sẽ có nghiêm trọng vấn đề. Lý Vô Địch nói. Minh Bạch, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói ngắn gọn, bọn họ trong quân đội tác dụng, tương đương với, Dạ Nhất. Bây giờ Cửu Minh nhất tộc người đều tại ôm nhau, cái này hai xúc sinh, cha vợ hai người vậy mà đi ra đến tầm hoan tác nhạc, không giết bọn hắn giết ai. Lý Vô Địch cười lạnh nói. Nghĩa phụ, Triệu Thần Hồng giao cho ta sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, tốc chiến tốc thắng, có thể làm được không? Có thể, Lý Thiên Mệnh nhớ tới vài ngày trước, chính mình còn bị cái này, Thiên Võ Đại Nguyên Soái truy sát, lúc ấy thì muốn thu thập hắn, không nghĩ tới, một ngày này tới nhanh như vậy. Rất tốt, hai người này vừa chết, thần đô võ thánh phủ, tương đương với không còn tồn tại. Lại thêm, người đem Ngụy Kỵ, Sùng Dương giết, tương đương với cổ thị tộc quần long vô thủ. Cứ như vậy, Cửu Minh nhất tộc hai đại trợ thủ đắc lực, đều muốn trước phế bỏ. Lý Vô Địch nói. Đúng, thủ lĩnh vừa chết, chỉ ít đến từ võ thánh phủ cùng cổ thị tộc người, tâm tình lại nhận to lớn đả kích, ảnh hưởng sĩ khí cùng chiến đấu lực. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Đối phương đã lạc đàn. Vậy liền không cần cất. Ông, Lý Vô Địch thái cổ huyết kiếp côn bằng vọt vào Phong Nguyệt Giang, theo bàng bạc trong nước sông, đi tới Nguyệt Nguyệt Xanh Lâu xuống. Phanh phanh phanh. Nước sông rất nhanh bị nhuộm thành huyết sắc, sau đó phóng lên tận trời, hóa thành to lớn sóng nước, trùm lên Nguyệt Nguyệt Xanh Lâu phía trên. Hoàng Sùng Hoán, Triệu Thần Hồng, các ngươi lưu lại, những người khác có thể đi. Lý Vô Địch đi vào Nguyệt Nguyệt Xanh Lâu trước. Có mai phục, Nguyệt Nguyệt Xanh Lâu Triệu Thần Hồng giống lên một tiếng. Các cô nương còn không có chạy, thì có hai bóng người vọt ra, hướng về Cửu Minh nhất tộc đóng quân điểm mà đi. Dạng này ngược lại tốt, tránh khỏi ngộ thương những người khác. Muốn chạy, một cái tóc máu nam tử, xuất hiện ở hai người này trước mắt, ngăn cản bọn hắn đường đi. Hoàng Sùng Hoán cùng Triệu Thần Hồng nhìn thấy là hắn, sắc mặt trắng bệch. Cha vợ, phân tán đi. Triệu Thần Hồng vội vàng nói một câu, liền hướng mặt bên mà đi. Hắn nói là phân tán đi, nhưng thật ra là cho mình, tìm một đầu sinh lộ. So sánh cả hai thân phận, nếu như chỉ có thể truy một cái, Lý Vô Địch khẳng định trước truy Hoàng Sùng Hoán A. Không ra Triệu Thần Hồng sở liệu, Lý Vô Địch cũng không có truy hắn. Đi gọi người, tìm Cửu Điện Hạ, nhanh. Hoàng Sùng Hoán há lại không biết, Triệu Thần Hồng tiểu tâm tư. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, hắn chỉ có thể trông cậy vào, Triệu Thần Hồng có thể hô người tới thôi. Thẳng ngây thơ a, người chống đến lúc đó sao? Lý Vô Địch nhếch miệng cười một tiếng. Làm càn, ta chính là thần quốc đệ nhất nguyên soái, người một giới thất phu, cũng dám ám sát ta. Hoàng Sùng Hoán trừng mắt nói chuyện, thần uy 10 phần. Nhưng nói thật, Lý Vô Địch là có thể cùng càn đế quyết đấu chủ, hắn ngoài mạnh trong yếu, đã tâm hỏng, xoay người chạy. Lão tử giết cũng là ngươi, ngươi là người thứ nhất, Lý Vô Địch âm u cười một tiếng, tay xách đệ nhất kiếp đao, hắn một bên truy đuổi, vừa nói. Ngày mai, người Hoàng Sùng Hoán đầu, sẽ treo ở thập phương đạo cung cửa, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người thưởng thức, cho nên, ta tận lực không chặt mặt của ngươi, đủ ý tứ A. Hoàng Sùng Hoán tâm, trực tiếp lạnh một nửa. Triệu Thần Hồng thở hồng hộc, dọc theo Phong Nguyệt Giang đào tẩu. Phanh phanh phanh. Sau lưng đã truyền đến chiến đấu thanh âm. Tốt ngươi cái Lý Vô Địch, ngươi còn dám theo trấn ma kết giới đi ra, muốn là bệ hạ tại thần đô, ngươi lần này chết chắc. Hắn bị hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cha vợ, xin lỗi, ta còn trẻ, cũng không thể cùng ngươi cùng chết. Triệu Thần Hồng tâm đạo. Hắn chuẩn bị vượt qua nước sông, trở về thượng cổ hoàng tộc doanh địa tạm thời. Ngay tại thân thể của hắn, đi qua Phong Nguyệt Giang thời điểm. Đột nhiên ở giữa. Nước sông bỗng nhiên bạo loạn, một đầu thấy không rõ lắm cự thú vọt ra, đem Triệu Thần Hồng cuốn lấy trong nước. Người nào, Triệu Thần Hồng trong thanh âm, có ba phần kinh dị. Người giết ngươi, một trận âm thanh lạnh lùng, ở trong nước vang lên, bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Trong đêm tối, đó là một cái tóc trắng hắc bào thiếu niên, nó nắm giữ kim hai tròng mắt màu đen, một nửa uy nghiêm, một nửa hung lệ, hắn hai tay nắm ở thần binh Đông Hoàng Kiếm, phá vỡ thủy triều. Đột nhiên đánh tới. Triệu Thần Hồng đầu tiên là sững sờ, sau đó cho thấy vẻ mừng như điên, hỏi, chỉ có ngươi một cái. Còn chưa đủ à? Đủ rồi, đủ, cảm ơn ngươi Lý Thiên Mệnh,
đưa tới cho ta như thế một cái đại kinh hỉ. Triệu Thần Hồng tâm lý trong bụng nở hoa. Lấy Lý Thiên Mệnh tại Càn Đế trong suy nghĩ giá trị, cầm tới Lý Thiên Mệnh đầu người, hắn Triệu Thần Hồng thì phong cảnh. Oanh! Lúc nói chuyện, hắn cộng sinh thú theo cộng sinh không gian bên trong đi ra. Đó là một cái kim sắc chim to, trong mắt nắm giữ 79 cái điểm sao, kém một chút cũng là bát giai cổ thánh thú, kỳ danh là Thập Bát Dực Đại Đế Thần Hồng, cái kia 18 con to lớn kim cương vũ dực, như thế lóa mắt, tựa như là 18 thanh kim sắc đại đao, ước lượng ở trên người. Cái này Thập Bát Dực Đại Đế Thần Hồng 10 phần hung hãn, mới vừa xuất hiện, thì thi triển thần thông, hoàng kim thế giới. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường vậy mà ra đời một cái cự đại kim sắc hình cầu, đem Lý Thiên Mệnh cùng Triệu Thần Hồng giam ở trong đó, này bằng với phong bế chiến trường, chướng mắt ánh sáng màu vàng bạo phát đi ra, cơ hồ khiến nhân nạn lấy mở to mắt. Người đi chết đi! Thập Bát Dực Đại Đế Thần Hồng đạo thứ hai thần thông, đế dực thần giáp, tác dụng tại Triệu Thần Hồng trên thân. Trên thân thể của hắn, bao trùm lấy một tầng áo giáp màu vàng kim, bắt mắt nhất vẫn là phần lưng, vậy mà ra đời cùng hắn cộng sinh thú một dạng cánh, hết thảy 18 con, có chút cùng loại Lý Thiên Mệnh Thiên Chi Dực. Bất quá, Thiên Chi Dực chủ yếu là hư huyễn điểm sáng, không có Triệu Thần Hồng như thế chân thực. Nắm giữ đế dực thần giáp Triệu Thần Hồng, đã từng chỉ huy thần quốc, thiên võ quân đoàn, quét ngang man tộc, hôm nay đồng dạng hổ hổ sinh uy. Minh khí trong tay của hắn, như là thần long xương sống, kim quang chướng mắt, thần uy chấn động, kỳ danh là Chấn Long Giản. Đây là Càn Đế ban tặng, chẳng những là binh khí, càng là một loại địa vị biểu tượng. Cho tới nay, Triệu Thần Hồng Đô là thần quốc đệ nhị nguyên đẹp trai. Hắn tay cầm Chấn Long Giản, chấn động đế dực thần giáp. Thi triển, Đồ Long Kinh, thẳng thắn thoải mái, đánh tới hướng Lý Thiên Mệnh. Đồ Long Kinh phược thương long. Chấn Long Giản quét ngang, vô số cương khí kim màu vàng óng xuyên thấu, hắn thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng cuồng bạo thánh nguyên, mãnh liệt mà ra. Ngay tại hắn sắp trúng đích Lý Thiên Mệnh thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, một con chim nhỏ xuất hiện tại hắn trước mắt. Triệu Thần Hồng vừa thấy rõ ràng, cái kia tựa như là một cái tiểu phượng hoàng, đối phương thì hội tụ hơn 3.000 bất diệt kiếm khí. Lấy cánh giết ra, cùng Chấn Long Giản đụng vào nhau. Làm! Triệu Thần Hồng phi lui. Hắn đờ đẫn phát hiện, hắn đã từng giết địch vô số Đồ Long Kinh, lại bị một cái cộng sinh thú, lấy chiến quyết chặn. Để hắn càng khó chịu hơn chính là, một tiếng thê thảm chim hót, bỗng nhiên tại sau lưng vang lên. Triệu Thần Hồng nhìn lại, hắn cộng sinh thú Thập Bát Dực Đại Đế Thần Hồng, bị một đầu gánh vác núi to, bụng có biển cả hai đầu thần long, cuốn vào đáy nước. Hoàn toàn chấn áp trên thân, còn có một cái màu đen mãnh hổ, dẫn động vô số lôi đình, nện ở cái kia cự điểu trên thân. Càng thê thảm hơn chính là, vừa cùng hắn đối bính một chiêu phượng hoàng chim nhỏ, đã xuất hiện tại Thập Bát Dực Đại Đế Thần Hồng trước mắt, há miệng phun một cái, lục đạo hỏa liên thần thông, thiêu tại hắn cộng sinh thú trên đầu. Lý Thiên Mệnh, Triệu Thần Hồng nổi giận. Ở chỗ này đây, Triệu Thần Hồng đột nhiên giật mình, nguy cơ rất chí mạng cảm giác, đã buông xuống ở trước mắt. Chỉ một mình ngươi, liền muốn giết ta, ngươi có phải hay không quá tự tin rồi? Triệu Thần Hồng ánh mắt kim quang loạn bốc lên, hắn chấn động cái kia đế dực thần giáp, tay cầm Chấn Long Giản, chấn thiên một tiếng gào thét, trực tiếp khóa chặt Lý Thiên Mệnh vị trí. Đồ Long Kinh quần Long Táng Thiên. Chấn Long Giản giết ra, một chiêu này vừa ra tay, như có vô số kim sắc thần long, hội tụ tại Chấn Long Giản phía trên, bạo phát ra đinh tai nhức óc tiếng long ngâm âm. Thì chính ta, đầy đủ. Đáp lại Triệu Thần Hồng, chính là Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng Kiếm. Cái kia Đông Hoàng Kiếm phía trên, tiếp cận 7.000 bất diệt kiếm khí mãnh liệt, điều này nói rõ bất diệt kiếm thể lực sát thương, đã đến độ cao mới, tại thần tiêu kiếm quyết dung hợp kiếm đạo bên trong, 4 loại thuộc tính bất diệt kiếm khí, ngưng tụ làm một thể, lại thêm càng bàng bạc đế vực kiếm hoàng kết giới, này bằng với 3 kiếm hợp nhất. Dù là cảnh giới kém ngũ trọng, đây tính toán là cái gì? Lý Thiên Mệnh Tam Đại Mệnh Tuyển Thánh Nguyên đều có thể so với thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6, lại càng không cần phải nói có Khương Phi Linh Phụ Linh, Đông Hoàng Vòng Xoáy. Phong Nguyệt Giang phía trên, hai bóng người bỗng nhiên đụng nhau. Ông! Nước sông bao phủ thời khắc, bỗng nhiên loảng xoảng một tiếng, Chấn Long Giản tại chỗ vỡ vụn. Phốc phốc! Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng Kiếm, xuyên thấu Triệu Thần Hồng ở ngực, từ phía sau lưng xuyên ra ngoài. Nhất kích mất mạng! Triệu Thần Hồng, chết! Quá trình không khó! Dễ như trở bàn tay, so giết Ngụy Kỵ cái kia một trận chiến đấu dễ dàng rất nhiều. Điều này nói rõ,
Lý Thiên Mệnh quật khởi, bọn họ căn bản ngăn không được. Siêu! Một cái đầu người, rơi trong tay. Võ Thánh Phủ, không còn tồn tại. Lý Thiên Mệnh trong lòng giếng cổ không gợn sóng. Đối thủ này, không là cái thứ nhất, càng không phải là cái cuối cùng. Nghĩa Phụ! Làm xong Triệu Thần Hồng về sau, hắn cùng Lý Vô Địch tụ hợp. Lý Vô Địch nhanh hơn hắn, thì dẫn theo Hoàng Sùng Hoán thủ cấp đến đây. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đưa ngươi, Lý Thiên Mệnh đem đồ vật, cho hắn ném đi qua. Lăn, lấy đi, Lý Vô Địch nói. Còn tiếp tục sao, Dạ Hắc Phong cao, có thể giết không ít người, Lý Thiên Mệnh nói. Không, trước nhìn một chút đối phương phản ứng, ta có thể đem nắm đế thú vị trí, là một đại ưu thế, không thể quá mức làm càn, làm cho đối phương hoài nghi đến điểm này. Tiếp đó, nếu như còn muốn đi săn, vậy sẽ phải chọn đại nhân vật. Hiện tại đại nhân vật, đều tiếp cận tại bọn họ trong doanh địa. Lý Vô Địch nói. Nghĩa Phụ tâm lý, còn có ai tính toán đại nhân vật? Đông Dương Lăng, Đông Dương Dục, lốp một cái thiên chi thánh cảnh tầng thứ 8 Khương Ám, còn lại không có. Lý Vô Địch nói. Bọn họ sống không được quá lâu. Lý Thiên Mệnh nói. Trở về đi. Đông Hoàng Tông, huyết kiếp kết giới. Trong kết giới, huyết khí lăn lộn, vô số xương máu lưu chuyển, nhiễm nhục thể, liền có thể ăn mòn huyết nhục, cùng chấn ma kết giới có chút tương tự. Không có động tĩnh gì. Càn đế mang theo nghi hoặc, lấy tốc độ nhanh nhất bôn tẩu. Xì xì. Huyết kiếp kết giới xương máu, khóa chặt hắn, không ngừng vọt tới. Đây bất quá là ngũ tinh thiên văn kết giới, phiền toái như vậy. Càn đế cau mày. Sớm biết cái này Lý thị thánh tộc, còn có thể ra loại nhân vật này, nên thuận tay diệt. Không đến mức bây giờ trở thành ta họa lớn trong lòng. Nói thật, hắn bị cái này huyết kiếp kết giới, làm có chút chật vật. Thật vất vả, hắn rốt cục bước vào trong kết giới, đi tới Đông Hoàng dãy núi. Càn đế trong mắt hơi híp, hướng thẳng đến chủ phong mà đi. Không có bất kỳ ai. Ánh mắt của hắn quét ngang mà đi, rất nhanh liền phát hiện sự thật này, cái này khiến càn đế sắc mặt, trong nháy mắt bóp méo. Hắn rơi vào Côn Bằng Thánh Điện trước, ngẩng đầu nhìn lại, Côn Bằng Thánh Điện bên trong đứng thẳng một cây trụ, phía trên khắc lấy có chữ viết. Càn đế một bước lóe nhập trong Thánh Điện, đứng tại cái kia cây cột trước, tập trung nhìn vào. Chỉ thấy phía trên viết. Nhìn cái gì vậy, ta đang cùng mẹ người thân, Uyên Ương nghịch nước đâu, cút đi nhé. Càn đế ngây ra một lúc. Sau đó, tức giận đến tại chỗ phun máu 3 lần. Lý Vô Địch. Gầm lên giận dữ, chấn động toàn bộ Đông Hoàng dãy núi. Thần Đô, Thập Phương Đạo Cung ngoài cửa. Một ngày này, hai cái coi như tươi mới đầu, treo tại cửa ra vào, ngơ ngác nhìn Cửu Minh nhất tộc trận doanh phương hướng. Là Thần Vũ Nguyên Soái cùng Thiên Võ Nguyên Soái. Nhanh, nhanh bẩm báo bệ hạ. Ông trời ơi, liền bọn họ đều đã chết, chúng ta chết cường giả, cũng quá là nhiều a. Người nào bất chi bất giác giết bọn hắn, bệ hạ cũng không biết sao. Tại sao ta cảm giác, chúng ta giống như rất thảm. Bóng mờ bắt đầu bao phủ toàn quân, nhất là đến từ Võ Thánh Phủ các cường giả, bọn họ trước kia đều lấy Hoàng Sùng Hoán như thiên lôi sai đâu đánh đó, bây giờ hoàn toàn rối tung lên. Hai vị này chết, truyền khắp Thần Đô, để rất nhiều người tâm tình kịch biến, rơi vào trong trầm tư. Đạo cung thay đổi. Không còn là cừu non, mà chính là hung ác sư tử. Có thêm một cái Lý Vô Địch, Thập Phương Đạo Cung bắt đầu biến hung ác. Cái này thập phương chấn ma kết giới đều đi ra, chúng ta còn có thể nuốt trôi đạo cung sao? Cái này khiến rất nhiều người sinh ra hoài nghi. Trăm vạn đại quân bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người, đều là thượng cổ hoàng tộc hạch tâm, đại đa số nhân vật dâu ria, cũng không có kế thừa bao nhiêu ý chí của bọn hắn. Tránh ra! Đông Dương Dục vội vã mà đến. Làm hắn nhìn đến, trước mắt hai cái này thủ cấp thời điểm, ánh mắt lần nữa đỏ bừng, song quyền lại lần nữa nắm chặt. Hai vị này, đã từng đều là hộ tống hắn chinh chiến nhiều năm trọng yếu nhân vật, nhất là Hoàng Sùng Hoán, cơ hồ cùng hắn xuất sinh nhập tử, bây giờ lại trừng to mắt, chết không nhắm mắt. Đông Dương Dục có chút không thở nổi. Ta thế nào cảm giác, chúng ta tựa như là chuyện thiếu lâm. Ngoại trừ đả thương nặng thập phương cung chủ, tốt giống cái gì cũng không làm đến a, còn tổn thất một đống cường giả, lại càng không cần phải nói thần đô hủy. Có người mờ mịt nói. Người nào đang nói chuyện? Đông Dương Dục quay đầu âm u như ma. Mọi người đồng loạt tránh ra. Đông Dương Dục mở mắt xem xét, nói chuyện lại là con của hắn.
hẳn là 27 con đi, có 6 đầu thiên phú, cụ thể tên gọi là gì, Đông Dương Dục đều quên. Khí thế của hắn bạo lệ, trực tiếp tiến lên, một bàn tay che ở người kia trên ót. Ầm. Đối phương chết thảm ngã xuống đất. Người nào tại Tuyên Dương loại này ngôn luật, tại chỗ tru sát. Chúng ta thượng cổ hoàng tộc, không có mềm yếu thế hệ. Đông Dương Dục âm thanh run rẩy nói. Vâng, đại quân cùng kêu lên hô to. Chỉ là, thanh âm có chút dao động. Đông Dương Dục nghe được, hắn một hai cái lỗ tai đã đỏ bừng. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng, hắn giết. Dù sao tên đều không nhớ được, cũng không có tồn tại cần thiết ha. Thập Tam Điện Hạ, bệ hạ đã theo Đông Hoàng Cảnh trở về, cho ngươi đi qua. Có người tiến lên đây thông báo. Đông Dương Dục rốt cục ánh mắt sáng lên. Phụ Hoàng trở về đến rất nhanh, nói rõ hắn đã lấy được, có thể giao động thập phương đạo cung tay cầm. Hắn cấp tốc trở về. Xa xa liền thấy, Càn Đế đứng tại trong một vùng phế tích, phương viên mấy ngàn thước đều không những người khác, chỉ có Đông Dương Lăng, cung kính đứng tại Càn Đế bên người. Phụ Hoàng, phải chăng diệt phong thập phương đạo cung thời cơ, đã đến. Đông Dương Dục hỏi. Càn Đế ánh mắt lãnh đạm, nhìn hắn một cái. Đông Dương Dục phát hiện Đông Dương Lăng chỉ dám cúi đầu, hắn cũng liền bận bịu cúi đầu xuống, không dám nói nữa. Hoàng Sùng Hoán cùng Triệu Thần Hồng chết rồi. Càn Đế thanh âm cực kỳ âm hàn. Đông Dương Dục gật đầu. Loại thời điểm này, ta không tại thần đô, người để bọn hắn đơn độc rời đi. Càn Đế thanh âm càng nghiêm túc. Phụ Hoàng, bọn họ không có hướng ta thông báo, ta không biết rõ tình hình a. Đông Dương Dục ủy khuất nói. Nói thật, hắn kỳ thật hiểu rõ tình hình, nhưng lúc này thời điểm là tuyệt đối không thể nhận, nếu không, đoán chừng muốn bị xem như nơi chút giận. Ha ha! Càn Đế cười. Ta giả chết, vì diệt phong thập phương đạo cung, kết quả cháu trai bị chết không sai biệt lắm, thủ hạ cổ thị tộc cùng võ thánh phủ cũng nhanh xong, liền nhi tử đều bị chết không sai biệt lắm, chỉ còn lại các ngươi hai cái cùng 15. Càn Đế thanh âm đau thương. 15, cũng là Đông Dương Ám. Bất quá, Lý Thiên Mệnh thói quen tên của hắn gọi Khương Ám. Phụ Hoàng, đối phương xác thực rất xảo trá, nhưng cuối cùng đều phải chết trong tay ngươi. Đông Dương Dục nói. Thôi đừng chém gió, ta tuy nhiên già, nhưng cho đến trước mắt, ai thua ai thắng, ta vẫn là có thể thấy rõ ràng. Ngoại trừ Vi Sinh Vân Tịch, phương diện khác ta đều thua. Càn Đế giận dữ nói. Hắn xem ra, giống như có chút hiu quạnh. Đông Dương Lăng cùng Đông Dương Dục liếc nhau một cái, tựa hồ cũng có chút mờ mịt. Bọn họ không quen, Càn Đế vậy mà cũng sẽ nhụt chí. Phụ Hoàng, cũng không thể nói như vậy, trên thực tế ngươi vẫn là thành công, chí ít, thập phương trấn ma kết giới trước mắt rất không ổn định, tùy thời có khả năng sụp đổ, một khi sụp đổ, một mình ngươi thì có thể thu thập rơi bọn họ tất cả nhân vật trọng yếu. Đông Dương Lăng nói. Càn Đế cúi đầu, trầm tư. Phụ Hoàng thế nhưng là muốn tỉnh táo lại, đem bị khiêu khích hình thành phẫn nộ, toàn bộ hất ra, lấy lý trí đến đối đãi trước mắt khốn cảnh. Đông Dương Dục hỏi. Đúng a, là cần phải tỉnh táo lại, để xuống tư thái, cùng con cá này nhi thật tốt chơi một chút, đấu trí đấu dũng một thanh, bằng không, coi như thật muốn bị kéo vào trong nước chết đuối, con cá này sức lực thật to lớn, còn thật có thể vung, lão già ta ngay từ đầu xem thường xúc sinh này. Càn Đế vui cười cười một tiếng. Phụ Hoàng nói đúng, bất quá, con cá trung quy là con cá, dù thông minh, cũng không bằng chúng ta người thủ đoạn nhiều. Đông Dương Lăng nói, hiện tại nan đề ở chỗ, làm sao tại hiện hữu điều kiện trên cơ sở, nghĩ ra một cái tất sát thập phương đạo cung biện pháp. Đông Dương Dục nói, ta có ý tưởng, Càn Đế nở nụ cười. Hắn quét qua trước đây phiền muộn, biến đến cười đùa tí từng. Dạng này hắn, buông xuống tư thái, lộ ra càng thêm đáng sợ. Chúng ta còn có 1 triệu người, một người nghĩ không ra ý tưởng, thì 1 triệu người cùng một chỗ suy nghĩ, cho ta truyền lệnh xuống, ai có thể nghĩ tới một cái có thể giải quyết vấn đề biện pháp, trùng điệp có thưởng. Càn Đế nói, Phụ Hoàng, khẳng định muốn dạng này. Đông Dương Dục có chút khó hiểu, dù sao, toàn quân cùng một chỗ nghĩ biện pháp, cái này nghe tựa như là chuyện tiếu lâm. 13. Không nên xem thường tìm thường trí tuệ con người, chúng ta người trong cuộc, tư duy cố hóa, có chút biện pháp tốt, rất có thể bị chính chúng ta ẩn nấp rồi, nhưng, người khác một chút liền có thể thông. Bằng không, ta làm sao lại nói, tầm thường tiểu ngư nhi một đời tư duy, cũng sẽ là nói một bộ phận đâu. Càn Đế lời nói thấm thía nói. Hắn biến đến tâm bình khí hòa, cũng biến thành đáng sợ. Ta hiện tại liền đi ra lệnh, Đông Dương Dục không kịp chờ đợi mà đi.
trong lúc nhất thời, liền thập phương đạo cung, đều biết càn đế vậy mà tại để toàn quân nghĩ biện pháp. Nghe rất buồn cười, nhưng dạng này kéo cúi người đoạn phương thức, chứng minh hắn thật bình tĩnh lại. Hành động này, thì cùng ý chí của hắn một dạng, tụ tập tất cả mọi người trí tuệ cùng linh cơ nhất động, cho mình sử dụng. Vạn nhất, có thể kích phát chính mình đâu. Một lúc lâu sau, phụ hoàng, có một người nghĩ ra một cái ý tưởng, ta cảm thấy không tệ, ta để hắn đến nói cho ngươi. Đông Dương Dục hưng phấn nói. Chuẩn. Sau đó không lâu, Đông Dương Dục mang đến một cái thanh niên áo trắng. Hắn quỳ gối càn đế trước mặt dập đầu, thân thể run nhẹ nhẹ. Không chỉ là kính sợ cùng kích động, hoặc là có hắn tâm tình của hắn. Ngươi tên là gì, đến từ phương nào? Càn đế không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, ăn điểm nhỏ, uống chút rượu hỏi. Ta gọi Quân Niệm Thương, đến từ Đông Hoàng Cảnh, thanh niên áo trắng nói. Đông Hoàng Cảnh người, vậy mà có thể tới thần đô. Trước kia tại đạo cung tu luyện A, càn đế hỏi. Vâng, ta vốn thuộc đạo cung Bắc Phương Điện đệ tử, Triệu Điện Vương rời đi đạo cung về sau, võ thánh phủ tăng cường quân bị, ta lựa chọn thêm vào. Thanh niên áo trắng nói. Rất có chí hướng, biết thoát ly đầm lầy. Càn đế cười cười, sau đó nói, Quân Niệm Thương, người cái tên này không tệ A. Người nào cho ngươi lấy? Phụ thân ta Quân Thánh Tiêu, hắn trước kia là Đông Hoàng Cảnh chấp trưởng giả, một năm trước, chết bởi Lý Vô Địch trong tay. Quân Niệm Thương lúc nói chuyện, đầu lưỡi đang run rẩy, trong lúc bất chi bất giác, nước mắt xôn xao mà ra. Đại khái là vì cừu hận, đã tại trong tuyệt vọng, chối bỏ tín ngưỡng. A, à, càn đế nhẹ gật đầu, hài tử, đứng lên đi. Tạ bệ hạ, Quân Niệm Thương giãy giụa lấy đứng lên. Nói một chút ngươi diệu kế, càn đế nói. Không tính diệu kế, chỉ là muốn đem phụ thân ta, cùng Lý Vô Địch giao chiến thời điểm một chút kinh nghiệm nói ra, hy vọng có thể đối bệ hạ, có chỗ kích phát. Giảng. Thanh niên áo trắng liền tại càn đế trước mặt, giảng Quân Thánh Tiêu vì công hãm Nam Thiên Tông, mang theo 300.000 phàm nhân, đầu nhập Nam Thiên Hộ Hải kết giới cố sự. Càn đế rất kiên nhẫn, rất nghiêm túc nghe xong. Hắn thậm chí còn đặt câu hỏi. Sau cùng vì thua cái gì đâu. Đối phương giống như bỗng nhiên đem người đều cấp cứu, mà lại Lý Vô Địch tại loạn chiến bên trong, giết ta cha. Thanh niên áo trắng nói. Bắt giặc phải bắt vua trước. Đúng. Điểm này càn đế không lo lắng, hắn không sợ nhất, đối phương đến bắt giặc phải bắt vua trước. Phụ hoàng, biện pháp này không quá được, thập phương trấn ma kết giới dù là không ổn định, cũng có thể cách trở thánh chi cảnh giới trở xuống người đi vào. Chúng ta muốn là chộp tới phổ thông bình dân, căn bản vào không được. Đông Dương Lăng nói. Không nhất định phải đi vào A. Đông Dương Dục cười lạnh nói. Có ý tứ gì, Đông Dương Lăng có chút nghĩ mãi mà không rõ. Càn đế bỗng nhiên cười. Hắn vỗ vỗ Quân Niệm Thương bả vai, nói, cho đứa nhỏ này khen thưởng một cái cổ chi thần nguyên. Quân Niệm Thương đại hỉ, liền vội vàng quỳ xuống đất cảm tạ. Bái tạ bệ hạ, có thể vì bệ hạ hiến kế. Là vinh hạnh của ta. Hắn sắc mặt nhăn nhó mà nói. Không tệ không tệ, bất quá, người đây không tính là hiến kế. Càn đế cười tủm tỉm nói. Cái kia, ta chỉ là muốn tìm một cái, cùng ta có một dạng ý nghĩ người mà thôi. Cứ như vậy, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Tương đối tốt, càn đế nói. Thanh niên áo trắng minh bạch. Càn đế là cái người kỳ quái, hắn có ý tưởng, nhưng là hắn không muốn chính mình nói, hắn muốn trước nghe một chút. Người khác nói thế nào? Lui ra đi, càn đế nói. Vâng. Thanh niên áo trắng khom người lui lại. Mặt của hắn, một nửa cuồng nhiệt, một nửa thống khổ. Cừu hận để hắn giữ tợn, ruồng bỏ tín ngưỡng cùng ý chí, lại làm cho hắn lòng như đao cắt, có thể là nhớ tới ngày nào đó, trong lòng ma, cuối cùng nuốt sống linh hồn. Hắn đi về sau, Đông Dương Lăng không hiểu hỏi, phụ hoàng, đã người đều đưa không tiến kết giới, mà lại trấn ma kết giới. Chưa chắc sẽ công kích người bình thường, loại phương pháp này, có thể có hiệu quả gì? Ai nói ta muốn đem người đưa vào kết giới? Càn đế trợn mắt nói, nụ cười của hắn xem ra rất thiên chân vô tà, vui vẻ có chút đáng yêu. Cái kia đến làm thế nào? Cửu ca, ta nói cho ngươi đi. Đông Dương Dục có chút đắc ý. Thành, ta khảo nghiệm một chút lão cửu mộ tính. Càn đế nói. Đông Dương Dục rất có lòng tin nói, mục đích của chúng ta, là đem đối phương dẫn xuất kết giới. Căn bản không dùng đi vào. Chỉ cần đem con cá nhỏ, đưa đến thập phương đạo cung bên ngoài, để luân hồi kính diện, hấp thu mạng của bọn hắn hồn, để phụ hoàng tại trong kính tu hành, đạo cung người, sớm muộn đi ra.
đừng nói như vậy, lão già ta chiếm đoạt luân hồi kính diện hơn 40 năm, trong lòng ta đối với các ngươi những này tử tôn a, đã sớm băn khoăn, lần này, chúng ta thượng cổ hoàng tộc, toàn thể đều tại luân hồi kính diện phía trên tu hành, đạo cung người không ra, chúng ta vẫn tiếp tục tu hành. Càn đế nói bổ sung, cái này khiến Đông Dương Dục hưng phấn hơn, hắn đã có hơn 40 năm, không tiếp xúc đến luân hồi kính diện. Đông Dương Lăng rốt cục cười, hắn nói, đó là cái biện pháp tốt. Các vị tổ tiên không có làm như vậy, chủ yếu là vì danh vọng, không muốn làm đến quá khó nhìn, người người oán trách, nhưng bây giờ, giống như người người oán trách, cũng không có quan hệ gì. Dù sao đều đi đến tuyệt lộ, chỉ cần triệt để diệt đi đạo cung, chúng ta hoàng tộc, lại tu dưỡng âm thanh, cùng lắm thì đem thiên hạ chúng sinh, đổi một nhóm chính là. Dù sao, chúng sinh đều là con cá, đừng để ý tới bọn hắn nghĩ như thế nào. Ngươi nói chúng một chút, còn có một chút. Chúng ta hoàng tộc tổ tiên không có làm như vậy, là bởi vì coi như đem người hấp dẫn ra đến, cũng đánh không phá được thập phương trấn ma kết giới, dao động không được đạo cung căn bản, bọn hắn người núp ở bên trong, vẫn có thể tiếp tục truyền thừa. Nhưng lần này, một khi thực lực bọn hắn bị hao tổn, thập phương trấn ma kết giới, liền rốt cuộc ngăn không được lão đầu rồi. Càn đế cười híp mắt nói. Phụ hoàng anh minh, bây giờ cục diện này, chính là chấp hành cái này biện pháp duy nhất thời cơ. Đông Dương Dục nói khoác nói. Vậy thì bắt đầu chấp hành đi, 15, còn tại Đông Hoàng Cảnh, người để hắn liên hợp Linh Lung các người, đi Đông Hoàng Cảnh bắt con cá nhỏ, vận hồi thần đô. Không cần phải để ý đến con cá tâm tình, trực tiếp bắt là được. Càn đế nói. Phụ hoàng, số lượng nhiều thiếu. 1 triệu, Đông Dương Lăng hỏi. 1 triệu làm sao đầy đủ? Càn đế chừng Đông Dương Lăng liếc một chút, bĩu môi, nói, ta muốn 10 triệu, mà lại. Chỉ cần đạo cung không ra, ta đem Đông Hoàng Cảnh con cá nhỏ giết sạch. Đông Dương Lăng cùng Đông Dương Dục đều toàn thân chấn động, ngơ ngác nhìn Càn Đế. Làm gì? Càn Đế hỏi. Phụ hoàng chi bá lực, thiên cổ vô song. Huynh đệ bọn họ hai người, quỳ trên mặt đất, thần tình kích động, nước mắt nước mũi chảy ngang. Được rồi, đừng chụp lão đầu mông ngựa, bất quá là tát ao bắt cá thôi, không đáng nói khoác. Đông Hoàng Cảnh cái này hồ nước. Tuy nhiên có chút xa, bất quá lại là cá lớn bản ra, uy lực đủ một số. Ta lấy những thứ này con cá, tiếp tục hầu hạ luân hồi kính diệt, mỗi ngày tại nói cửa cung hầm canh cá, người nói cái này cá lớn hắn nghe vị đạo, hắn có thể không ra sao. Càn đế ngồi dưới đất, uống một ngụm ít rượu, có lẽ là tử kình phía trên, hắn duỗi người một chút, trực tiếp nằm tại vết bẩn mặt đất, nói. Lăn đi, lão đầu muốn nghỉ ngơi, ngày mai ta ra cửa trước một chuyến. Cho ta lão huynh đệ tìm một loại 90 điều thánh thiên văn thánh linh túy, đem nó hai cái đầu cho tiếp hảo. Cái kia, vạn năm thiên tham, ta nhìn chằm chằm khá hơn chút năm, cái kia đến hái thời điểm. Cũng là địa phương có chút xa, ta phải rời đi một đoạn thời gian ngắn. Các ngươi liền tỏa trấn ở chỗ này, ngồi đợi, 15, đem nguyên liệu nấu ăn cho ta vận đến, các ngươi đem nồi bát bầu bồn, đều cho lão đầu chuẩn bị tốt, đến lúc đó, lão đầu cho các ngươi những người tuổi trẻ này. Thật tốt triển lãm tài nấu nướng của ta, để cho các ngươi phẩm nhất phẩm cá của ta canh, mỗi ngày tác chiến quá mệt mỏi, cũng phải bồi bổ thân thể, đúng hay không? Vâng. Đông Dương Dục cùng Đông Dương Lăng, vô cùng cuồng nhiệt. Tinh tướng phủ đệ, phòng tu luyện. Một mảnh tối tăm. Lý Thiên Mệnh mở rộng trước ngực vạt áo, Khương Phi Linh co chân, ngồi tại trước người hắn, chính chăm chú nhìn chằm chằm lồng ngực của hắn. Nguyên lai ngực của ngươi lông, cũng là màu trắng. Khương Phi Linh ngạc nhiên nói. Khác nói mò, tranh thủ thời gian nhìn a. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Qua, có bắp thịt. Chuyên tâm điểm. Nguyên lai người cũng sẽ thẹn thùng a. Khương Phi Linh cười khúc khích. Không cho phép dở trò quỷ. Được rồi. Nàng hiện tại là tiên thiên thần thai cùng hậu thiên thần thai dung hợp thần thể. Ánh mắt của nàng, rơi vào Lý Thiên Mệnh ở ngực cái kia 9 cái điểm đỏ phía trên, đây là hồn phó biến thành. Hồn phó cùng đế quân có quan hệ, vẫn là cùng vĩnh sinh thế giới thành có quan hệ. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Không biết, ta suy nghĩ một chút. Nàng thần thể ảo diệu vô song, bây giờ nàng đã là thiên ý cảnh giới tu luyện giả, có năng lực tự vệ nhất định, còn có thật nhiều cổ quái thủ đoạn. Một chút điểm. Nàng vươn tay, tại Lý Thiên Mệnh trên thân một trận loạn đâm. Mỗi một cái điểm đỏ, nàng đều chọc lấy một lần. Ngươi đến cùng được hay không a? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được a, Khương Phi Linh đáng yêu cười một tiếng, nháy nháy mắt, một mặt ngây thơ.
vậy ngươi tại điểm ấy nửa ngày, điểm cái rắm a. Ta đùa ngươi chơi, ha ha. Đậu Phộng, ngươi càng ngày càng nghịch ngợm, ăn ta nhất chảo con. Lý Thiên Mệnh giận dữ, đem nàng đè lại, một trận chà đạp. Ta sai rồi, ca ca, tha cho ta đi. Sau đó không lâu, nàng đầu tóc rối bời, hô hấp dồn dập nói. Không được, ta người này không trải qua đùa, ngươi chọc giận ta, phải trả ra giá cao thảm trọng. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Hắn chính muốn tiếp tục tới, bỗng nhiên, ở ngực bỗng nhiên nóng lên. Phát sinh cái gì rồi? Hắn cúi đầu xem xét, vậy mà phát hiện, cái kia 9 cái điểm đỏ, lại có vừa mới bắt đầu biến mất. Ngay sau đó, nó tựa hồ xuất hiện ở Lý Thiên Mệnh thể nội, sau đó tuôn hướng thức hải của hắn, bỗng nhiên xuất hiện tại Đế Hoàng Thiên Ý bên cạnh. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh phát hiện, cái kia cái điểm đỏ đang biến hóa, vậy mà hóa thành một cái nhỏ hơn, Đông Hoàng Kiếm, sau đó, dung nhập Đế Hoàng Thiên Ý bên trong. Ông! Lý Thiên Mệnh toàn thân chấn động. Cái này tựa như là một loại cưỡng ép điệp ra, thì trong chớp nhoáng này, trước mắt của hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Trong đó thì bao quát, cái kia Hỗn Độn Thần Đế tái hiện. Lý Thiên Mệnh vượt qua hắn ngàn mét thân thể, nhìn về phía hắn trước người, hắn chợt thấy, tại vạn vạn ức chúng sinh trước đó, giống như đứng đấy 9 người. Bọn họ có lớn có nhỏ, thậm chí có hình thù kỳ quái, nhưng từng cái đều rất khủng bố. 9 người này, để Lý Thiên Mệnh nhớ tới 9 cái hồn phó. Bỗng nhiên, bên trong một cái bóng người, tiến lên trước mà ra, bỗng nhiên vọt vào Lý Thiên Mệnh trong thân thể. Hỗn Độn Thần Tộc Linh Hồn Kiếp Phó, bái kiến Tân Đế Quân. Thanh âm này tại Lý Thiên Mệnh trong đầu quanh quẩn. Sau đó, hoàn toàn biến mất. Người người đâu? Không có trả lời. Nhưng là, làm cái kia tiểu Đông Hoàng Kiếm, tan vào Đế Hoàng Thiên Ý thời điểm, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, chính mình Đế Hoàng Thiên Ý, tự động trưởng thành. Vốn là Đế Hoàng Thiên Ý cũng là Đông Hoàng Kiếm hình dáng, này bằng với một lớn một nhỏ, hai đại Đông Hoàng Kiếm dung hợp, dẫn đến hắn Đế Hoàng Thiên Ý, bỗng nhiên tăng vọt một cái cấp độ. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Cái này linh hồn kiếp phó giống như đi ra, nhưng là không biết đi phương nào, bất quá, sự xuất hiện của nó, vậy mà có thể kéo theo ta Đế Hoàng Thiên Ý trưởng thành. Đây chính là chuyện tốt, trên người hắn còn có 8 cái điểm đỏ đâu. Việc cấp bách, tự nhiên là thừa dịp cơ hội này, tranh thủ thời gian tu luyện, mau chóng đột phá. Cái này luyện lên, Khương Phi Linh có chút trợn mắt hốc mồm. Hừ hừ, dám khi dễ ta. Nàng áp sát tới, rút đi một cái lông ngực, xoay người chạy. Đậu Phộng. Lý Thiên Mệnh bị đau, không biết sao thời điểm then chốt không thể truy a, hắn chỉ có thể biệt khuất đi tu luyện. Linh Nhi, ngươi chờ đó cho ta. Hắn thừa dịp cơ duyên này, tại 3 ngày sau đó, hấp thu đầy đủ thánh tinh thiên địa linh khí, một lần hành động đột phá, đạt tới thiên chi thánh cảnh tầng thứ 3. Lần này đột phá, ngược lại là ngoài dữ liệu, còn có 8 cái điểm đỏ, muốn là đều có thể mang đến đột phá, cái kia liền đáng sợ. Giải quyết về sau, hắn liền xông ra ngoài, đem Khương Phi Linh bắt trở về. Ngươi muốn làm gì? Khương Phi Linh bối rối nói. Làm tốt, cho ta rút. À không, cho ta ra sức điểm. Tốt à. Tại hắn hùng uy phía dưới, Khương Phi Linh chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, duỗi ra ngón tay, tại còn lại 8 cái điểm đỏ vừa đi vừa về mù ấn. Điểm binh điểm tướng, chỉ đến ai, ai cũng là Lý Thiên Mệnh tên khốn kiếp. Nàng một bên điểm, một bên thấp giọng cô. Đảo mắt, cái này đều điểm nửa canh giờ. Lý Thiên Mệnh xác định, linh hồn kiếp phó xuất hiện, không có quan hệ gì với nàng. Trước đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Lần này, người xong đời. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. Ngay tại hắn giở trò thời điểm, phịch một tiếng, cửa bị đẩy ra. Lý Khinh Ngữ đứng tại cửa ra vào, ngơ ngác nhìn bọn họ. Các ngươi, ngươi sẽ không gõ cửa à? Lý Thiên Mệnh cả giận nói. Ca, ta có việc gấp à, sư tôn theo Đông Hoàng cảnh tới, phiền phức lớn rồi. Lý Khinh Ngữ nói. Bọn họ sư tôn, là Diệp Thiếu Khanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ám điện, Thập Phương Thánh Điện. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đi tới nơi này, vừa vào cửa, liền thấy một vị thanh y nam tử, đưa lưng về phía mình. Lý Vô Địch, Dạ Nhất, Bạch Mặc 3 người đều tại. Ngoài ra còn có Nam Phương Điện Vương Tần Cửu Phủ. Lão Diệp, Lý Thiên Mệnh hô một tiếng. Nói thật, rất lâu không thấy, còn hơi nhớ hắn. Thiên Mệnh, Diệp Thiếu Khanh quay đầu, trông thấy hắn về sau,
cái kia nhíu chặt mi đầu, hơi hơi thi triển một chút, sau đó nói, rất lâu không thấy, người khí chất phi phàm a. Những ngày qua, Diệp Thiếu Khanh đạt được Thập Phương Đạo Cung, không ít chỗ tốt, tu vi đột phá đến Thiên Chi Thánh Cảnh. Vẫn là người anh tuấn tiêu sái, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười. Bất quá, hắn gặp trường hợp nghiêm túc, liền lập tức thu nụ cười, đi lên phía trước. Không giật, ra chuyện, Diệp Thiếu Khanh nói. Chuyện gì? Càn Đế bị thất bại đả kích về sau, thẹn quá hóa giận, mệnh Đông Dương Ám cùng Linh Lung các đội ngũ, tại Đông Hoàng Cảnh khắp nơi bắt người, khẩn cấp áp giải hướng Thần Đô. Bọn họ hoàn toàn không quan tâm danh tiếng, càng không quan tâm trời phạt. Hiển nhiên, bọn họ muốn đem Đông Hoàng Tông bách tính, áp giải đến Thần Đô, để Luân Hồi Kính Diện hấp thu mạng của bọn hắn hồn, buộc chúng ta rời đi Thập Phương Trấn Ma kết giới. Vị Lai Điện Vương Bạch Mặc thay thế Diệp Thiếu Khanh trả lời. Quá hèn hạ, Dạ Nhất trầm giọng nói. Cái này không gọi bị ổi, cái này gọi tàn bạo vô đạo, phát rồ. Lý Vô Địch híp mắt nói. Bọn họ muốn bắt bao nhiêu người? Lý Thiên Mệnh hỏi. Xem bọn hắn tư thế, ít nhất phải ngàn vạn người, mà lại, bọn họ đội ngũ rất phân tán, đạo cung người bị vây khốn ở nơi này, rất khó đi Đông Hoàng Cảnh ngăn cản. Hơn 10 triệu người, cái này có thể so sánh quân Thánh Tiêu tàn nhẫn nhiều. Quân Thánh Tiêu cùng Càn Đế so sánh, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. Trách không được nơi này bầu không khí nặng nề như vậy, cái này phiền phức xác thực đủ lớn. Thiên Mệnh, càng chuyện phiền phức, ngươi còn không biết. Diệp Thiếu Khanh cắn răng nói. Cái gì? Vô Địch rời đi tông môn thời điểm, ta liền mang theo ngươi Chu Tước Quốc thân nhân, còn có ngươi nãi nãi bọn họ, giấu đến phía Nam Tiểu Quốc, không nghĩ tới, vận khí thật không tốt, vừa vặn đụng phải Đông Dương Ám đội ngũ, một đám người toàn bộ bị hắn bắt, thì chính ta trốn thoát. Diệp Thiếu Khanh nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh biến sắc. Lý Vô Địch liền sợ Càn Đế tìm tới bọn họ, lấy ra làm con tin tay cầm uy hiếp, kết quả trời đưa đất đẩy làm sao mà, vận khí kém như vậy. Người trước đừng có gấp, một nhóm người này bên trong, thì con bà nó chứ cảnh giới tối cao, cũng chỉ có thiên ý cảnh giới, đối thủ chưa hẳn biết bọn hắn, tạm thời khả năng lẫn trong đám người. Diệp Thiếu Khanh nói, Vệ Thiên Thương, Khương Thừa bọn họ, bản thân liền là Chu Tước Quốc mức độ, tăng thêm Lý Cảnh Du thực lực không mạnh, đám người bọn họ cũng không thu hút. Biết bọn họ vị trí hiện tại sao? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Lý Cảnh Du là Lý Vô Địch thân nương, Lý Thiên Mệnh phát hiện Lý Vô Địch coi như chấn định, hắn liền biết, chính mình trước khi đến, bọn họ cần phải thảo luận qua biện pháp giải quyết. Ta trước khi đến, nhìn đến bọn họ đem mấy trăm ngàn người, nhét vào 10 đầu to lớn chiến thuyền, đoán chừng là muốn từ đường biển xuất phát, lại từ Giang Hà Thủy Hệ, đến Thần Đô. Bọn họ muốn áp đưa quá nhiều người, đường biển là nhanh nhất lộ tuyến. Trước mắt theo Đông Hoàng Cảnh đến Thần Đô, nhanh nhất Giang Hà Thủy Hệ có 2 đầu, một đầu là Huyền Thiên Hà, một đầu là Thương Lan Giang, chúng ta đoán chừng bọn họ, sẽ theo cái này 2 đầu Giang Hà cửa sông tiến về Thần Đô, đang chuẩn bị đến đó ngăn cản. Diệp Thiếu Khanh nói đến vội vàng, nhưng trật tự coi như rõ ràng. Không chỉ là Đông Dương Ám đội ngũ, Linh Lung các còn lại đội ngũ, đoán chừng đều sẽ đi đường thủy, theo 2 cái này cửa sông tiến Thần Đô Thủy Hệ. Bọn họ trực tiếp đi đường thủy, mà lại hoàn toàn không che giấu, điều này nói rõ Càn Đế cho bọn hắn ra lệnh, là đem Đông Hoàng Cảnh bách tính, mau chóng áp giải tiến Thần Đô, để cho nghĩa phụ của ngươi thúc thủ chịu trói. Bạch Mặc trầm giọng nói, tình huống tuy nhiên rất tồi tệ, nhưng là nếu là có người, có thể tại quan trọng lộ tuyến phía trên, cắt đứt đối phương, đem người đều cứu ra là có thể. Lý Thiên Mệnh trong lòng mặc dù cuống cuồng, nhưng hắn biết, chính mình nhất định phải tỉnh táo lại. Diệp Thiếu Khanh đã chạy đến Thần Đô, hoa một chút thời gian, hiện ở đây, Lý Cảnh Du cùng Vệ Thiên Thương, cần phải tại đường biển phía trên, tới gần Thần Đô Thủy Hệ cửa sông. Trước kia, Càn Đế muốn lén lút vận chuyển bách tính, đến đường vòng rất xa, từ Bắc Minh Giang tiến Linh Lung Thành, chỉ ít cần một tháng. Mà bây giờ, khả năng mấy ngày đã đến. Thiên Mệnh, Lý Vô Địch ánh mắt nóng rực, nói, Bạch Mặc Điện Vương cần tỏa trấn đạo cung, trợ giúp Tiểu Phong chống lên Thập Phương Trấn Ma kết giới, Dạ Nhất Điện Chủ thì cần muốn thống soái Thất Tinh quân đoàn, tùy thời phòng ngừa đối phương đánh lén. Chỉ có ta cùng mấy vị Điện Vương, có thể vào lúc này đi được mở, ta chuẩn bị đi Thương Lan Giang cửa sông, ngươi cùng Nam Phương Điện Vương đi Huyền Thiên Hà cửa sông giúp đỡ đi. Ngươi rời đi Thần Đô, Càn Đế tiến công đạo cung làm sao bây giờ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Càn Đế rời đi Thần Đô, hắn hướng Tây Bắc phương hướng đi rất xa, xâm nhập phía Tây Mãng Hoang khu vực bên trong, đó là hung thú hoành hành địa bàn,
cũng có rất nhiều cổ lão thánh linh túy, chúng ta đoán chừng hắn qua bên kia mục đích, hẳn là tìm kiếm cho đế thú hoàn hảo nối liền đầu bảo vật. Vị trí kia, đã tới gần 9 đại thần vực, trong thời gian ngắn, hắn về không được. Nếu là hắn trở về, ta liền phải tranh thủ thời gian hồi thần đô. Lý Vô Địch nói, thừa dịp càn đế về trước khi đến, chúng ta nhìn xem có thể hay không, giết Đông Dương Ám cùng Linh Lung các người chủ sự vật. Diệp huynh đệ nhìn đến bọn họ lên đường biển, hiện tại đi cửa sông, nói không chừng còn có thể cản lại, hẳn là cũng có thể cứu thân nhân của các ngươi. Bạch Mặc nói, tốt, ta cùng Tần Điện Vương bọn họ một đạo. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nếu như gặp phải Đông Dương Ám, các ngươi không phải động thủ, mau để cho người đến Thương Lan Giang cửa sông tìm ta, các ngươi theo dõi tốt là có thể. Đông Dương Ám là thập ngũ hoàng tử, thực lực rất không tệ, gần với Đông Dương Lăng cùng Đông Dương Dục, mấy người các ngươi đều không đối phó được. Lý Vô Địch nói. Thành, Tần Cửu Phủ nói. Hai cái cửa sông, cũng có thể là đối phương phải qua đường, nhất định phải dọc theo Thương Lan Giang cùng Huyền Thiên Hà, lập tức xuất phát. Linh Lung các lấy thương mậu lập nghiệp, thế lực trải rộng cả nước, ngoại hệ nhân viên đông đảo, tại rất nhiều hoàn cảnh đều có căn cơ, chúng ta bây giờ muốn trở về Đông Hoàng cảnh cứu người, đã không kịp. Hy vọng bọn họ vì tốc độ cùng hiệu quả và lợi ích, đều đi đường biển. Lý Vô Địch ánh mắt âm ngoan nói. Những thứ này vương bát con bê, đều đi theo càn đế cùng một chỗ phát rồi sao? Lý Thiên Mệnh tức giận nói. Chút thời gian trước, hắn không phải để toàn quân cùng một chỗ suy nghĩ hủy diệt biện pháp của chúng ta sao? Dùng luân hồi kính diện tàn sát Đông Hoàng cảnh bách tính, cũng là bọn họ nghĩ ra biện pháp. Bất quá, ta đoán chừng đây chính là cái ngụy trang, loại chuyện này, thì bọn họ thượng cổ hoàng tộc có thể làm được đến, còn cần người khác muốn. Càn đế, đã thua cấp nhãn. Dạ Nhất cười lạnh nói. Tức giận người, xác thực rất khó đối phó, bất quá, cũng dễ dàng chết. Lý Vô Địch nói một tiếng, liền chuẩn bị xuất phát, cái kia một con đường, thì chính hắn là đủ rồi. Lão Diệp, người theo ta đi. Ừm. Diệp Thiếu Khanh vỗ vỗ Lý Thiên Mệnh bả vai, nói, yên tâm, bọn họ không có chuyện gì. Sau khi nói xong, hắn quan sát một chút Lý Thiên Mệnh, nói, nghe nói ngươi đã có thể chém giết Thiên Chi Thánh cảnh đệ thất trọng cường giả, đem ngươi sư tôn cho quăng bay đi cách xa vạn dặm, ta trợn mắt hốc mồm a, về sau lại làm ngươi sư tôn, giống như có chút xấu hổ a. Ngươi thôi đừng chém gió, đi nhanh lên đi, ta cũng muốn lên đường. Lý Thiên Mệnh nói, dừng một chút, hắn chân thành nói, đây chính là cả đời sự tình, ngươi bị ta ỉ lại vào, khác muốn vứt bỏ ta tên đồ đệ này. Vậy cũng thành, trên tu hành sự tình, ta không dạy được ngươi, liền dạy ngươi một số phong tuyết hoa nguyệt kỹ xảo đi. Ngươi lăn, may mắn Khương Phi Linh không có cùng lên đến, không phải vậy lại muốn bị, ngỗng qua nhổ lông. Tần Điện Vương chờ ta một lát, ta mang cá nhân, lập tức liền tới đây. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi đi đi, ta còn muốn kêu lên mấy người cùng một chỗ. Nam Phương Điện Vương Tần Cửu Phủ nói, thời gian không đợi người. Lý Thiên Mệnh cấp tốc trở về tinh tướng phủ đệ, mang tới Khương Phi Linh. Ca, có phải hay không nãi nãi ra chuyện rồi? Ừm, còn có ông ngoại của ta, nhạc phụ ta cùng Khương Thanh Loan, cũng cùng với bọn họ. Lý Thiên Mệnh nói, ở trong đó có Khương Phi Linh cùng Lý Khinh Ngữ người trọng yếu nhất, cái này để hai người bọn họ tiểu cô nương, sắc mặt tái nhợt, so với ai khác đều khẩn trương. Diệp Thiếu Khanh chuyên môn mang lấy bọn hắn, né rất xa, đúng lúc đụng tới Đông Dương Ám đội ngũ. Xác thực vận khí tương đương không tốt. Lấy Diệp Thiếu Khanh thực lực, tuyệt đối không có cách nào cùng nhóm người này chống lại, hắn đơn độc trước chạy đến tìm cứu binh, ngược lại có hy vọng. Bằng không, lấy hắn Thiên Chi Thánh cảnh thực lực, nếu như bị phát hiện, chẳng những sẽ liên lụy Lý Cảnh Du bọn họ, chính hắn đều tai kiếp khó thoát. Làm sao bây giờ a, người cùng cha, mỗi người đi một con sông ngăn cản sao? Lý Khinh Ngữ khẩn trương hỏi. Người trước yên tâm đi, chờ chúng ta tin tức tốt. Lý Thiên Mệnh không có cách nào ngăn chặn nàng lo lắng, hắn chỉ có thể nắm chặt hết thảy thời gian, cùng Khương Phi Linh cùng một chỗ, đến đây cùng Tần Cửu Phủ tụ hợp. Tần Cửu Phủ bên người còn mang theo hai người, theo thứ tự là Bạch Mặc hai đứa con trai, Bạch Tử Phong cùng Bạch Tử Quân. Đi! Bọn họ rời đi Thập Phương Đạo Cung, lặng yên ra ngoài, đi thẳng tới Huyền Thiên Hà, chui vào trong đó, hướng về cái này Huyền Thiên Hà hạ du cửa sông mà đi. Bọn họ có thể hay không cố ý đường vòng? Lý Thiên Mệnh hỏi, thì cái này hai đầu thủy hệ gần nhất, hắn, muốn tiêu tốn thì gian, so đường bộ muốn lớn lên, càn đế rất gấp, Đông Dương Ám chỉ cần vào biển, khả năng rất lớn là đi cái này hai đầu.
Tần Cửu Phủ nói. Đông Dương Ám đã từng là Tử Linh Điện Vương, Khương Ám, Lý Thiên Mệnh đối với hắn hết sức quen thuộc. Người này âm độc hắc ám, là cái nhân vật hung ác. Nếu là bọn họ bị thương tổn, Khương Ám, người nhất định phải chết. Cục thế trong nháy mắt khẩn trương, Lý Thiên Mệnh lửa giận trong lòng, nóng rực thiêu đốt. Ban đêm, tinh quang ảm đạm. Mặt biển coi như bình tĩnh, dao động không lớn, dạng này sóng gió, đối với 10 chiếc linh lung chiến thuyền tới nói, căn bản không là vấn đề. Linh lung chiến thuyền, chính là linh lung các tiến hành đường biển vật tư vận chuyển lớn nhất chiến thuyền, bất luận cái gì một chiếc đều là biển cả thế lực bá chủ, không tính hàng hóa, bình thường dung nạp 5 vạn người cũng không thành vấn đề, nhưng muốn là cứng rắn nhét, 100.000 người đều có thể chen vào. Bây giờ cái này 10 chiếc linh lung chiến thuyền, nước ăn rất thấp, phần nói rõ rõ chiến thuyền đã chứa đầy. Hô hô hô, cái kia lớn như vậy thân tàu, phá vỡ sóng gió, như là địa ngục chi thuyền, hướng về phương Bắc mà đi. Linh lung trên chiến thuyền, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có cấp tốc tiếng hít thở âm, ngẫu nhiên có vài tiếng nức nở cùng nghẹn ngào, nhưng đều ép tới rất thấp, hiển nhiên tràn đầy hoảng sợ. Người nào đều không cho phép lên tiếng âm, lên tiếng người, lập tức ném vào đáy biển cho cá ăn. Đáy biển có thể có không ít hung thú, tùy thời đều có thể đem các ngươi những thứ này dân đen, ăn sạch sẽ. Một tiếng lỗ mãng thanh âm, tại thứ 10 chiếc trên chiến thuyền vang lên. Trong lúc nhất thời, thanh âm càng nhỏ hơn. Trong bóng tối, có thể nhìn đến cái kia lớn như vậy trong khoang thuyền, vậy mà đầy ắp người. Rất nhiều người đều chất thành một đống, động liên tục đạn một chút không gian đều không có, các loại hôi thối lăn lộn cùng một chỗ, quả thực mùi thối ngút trời. Rất nhiều người đều đang đau khổ rơi lệ, nhưng nhất định phải che miệng, muốn là ra tiếng âm, cái kia nhất định phải chết. Đối với bọn hắn tới nói, cái kia linh lung các thiên chi thánh cảnh cường giả, tựa như là thần, tùy ý chi phối lấy tính mạng của bọn hắn. Bọn họ ánh mắt run rẩy, tuyệt vọng, hô hấp khó khăn. Đó là từng chương tràn đầy hoảng sợ mặt, bọn họ ánh mắt đờ đẫn, hoàn toàn không biết, nghênh đón chính mình lại là cái gì. Bọn họ càng không biết. Những thứ này bắt 1 triệu người ma quỷ, bọn họ đến cùng là ai? Loại này bi thảm tuyệt vọng, đã kéo dài mấy ngày. Bỗng nhiên, phía trên truyền đến vui cười thanh âm, có người hô, mở ra bong thuyền. Đúng, các chủ. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu bong thuyền mở ra, phía ngoài ánh sáng tiến đến, cái này tối tăm trong khoang thuyền vô số người, vừa rồi hiển lộ ra bộ dáng tới. Bọn họ ánh mắt sợ hãi, rơi vào bong tàu. Chỗ đó có một cái. Người người chen chúc trung niên nam tử, người này người mặc lộng lẫy cẩm y, phía trên treo đầy châu báu ngọc thạch, dáng người 10 phần mập mạp, đầy não ruột già, lại thêm ánh mắt nhỏ bé, biểu lộ bỉ ổi, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Hắn gọi Mộng Ế Phong, là Mộng Thính Vũ huynh trưởng, bây giờ là linh lung các mới các chủ. Các bằng hữu tốt, Mộng Ế Phong trên tay cầm lấy một cái đùi gà nướng, gặm một cái nói ra. Trong khoang thuyền hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc kệ già trẻ nam nữ, ánh mắt đều đang run rẩy. Trước mắt người này, hoàn toàn thì là ma quỷ. Chớ khẩn trương a, bản các chủ cũng là mang các ngươi những tiểu nhân vật này, đi lãnh hội một chút thần đô phong thái, thể hội một chút cái gì gọi là thượng lưu nhân vật sinh hoạt, khai thác một chút, các ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng nhãn giới. Mộng Ế Phong cười hắc hắc nói. Vẫn không ai trả lời. Thật không có ý nghĩa. Mộng Ế Phong bĩu môi. Nét mặt của hắn biến đến lạnh lẽo lên, quét mắt tất cả mọi người, mắt nhỏ tinh quang loạn bốc lên. Hắn đề cao cuống họng, nói với các ngươi một câu lời nói thật đi, ta áp giải các ngươi mục đích thực sự, cũng là đương kim thánh thượng, muốn bắt các ngươi những thứ này dân đen nấu canh uống, khao thưởng toàn quân. Đến thần đô về sau, các ngươi đều sẽ bị đun sôi nha. Ha ha, câu nói này triệt để đem hoảng sợ thảm rồi. Theo người đầu tiên bắt đầu khóc nỉ non. Rất nhiều người đều đang sợ hãi phía dưới rơi lệ. Đây là thực sự à? Tại sao muốn đáng sợ như vậy a? Thần đô đến cùng là địa phương nào? Những người này, đều là thần sao? Bọn họ tùy tiện một cái, đều giết ta nhóm Bắc Phủ Quốc Quốc Vương. Nấu canh, ăn thịt người quái vật. Ô ô, tiếng khóc, ở khắp mọi nơi. Ta đếm 3 tiếng, 3 tiếng sau còn ra âm thanh, trực tiếp ném giáp biển bên trong. Mộng Ế Phong mỉm cười nói. Thanh âm của hắn, truyền khắp buồng nhỏ trên tàu. 1, 2, 3. Trong khoang thuyền hoàn toàn tĩnh mịch. Qua, có cái 1 tuổi tiểu hài tử, khóc giống không ngừng, mẫu thân hắn nước mắt chảy ngang, lấy tay che miệng của hắn. Khẩn trương phía dưới,
lại đem hài tử tươi sống che chết rồi. Ha ha, Mộng Ế Phong nở nụ cười. Hắn bĩu môi, nói, đều nghe cho kỹ, nếu là chiếc này chiến thuyền bên trong, có Đông Hoàng Tông, Nam Thiên Tông nhân vật trọng yếu, mà các ngươi đúng lúc lại nhận biết, lập tức tố cáo, ta chẳng những sẽ đem ngươi phóng thích, thậm chí sẽ đưa lên trao giải, cam đoan ngươi cả một đời vinh hoa phú quý. Làm sao, tâm động sao? Đây chính là duy nhất không dùng bị luộc thành canh cá cơ hội. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại nhìn quanh hai bên, vọng tưởng có thể được đến cơ hội này. Tử vong cùng hoảng sợ trước mặt, xuất hiện một cùng cây cỏ cứu mạng, ai dám không bắt được. Bẩm đại nhân, ta biết, ta cái này có. Bỗng nhiên, một cái bén nhọn, mừng như điên thanh âm đi ra. Nhường đường, Mộng Ế Phong nói. Làm hắn bước vào buồng nhỏ trên tàu thời điểm, cái này chen chúc buồng nhỏ trên tàu, lập tức vì hắn nhường ra một con đường tới. Mọi người lo sợ không yên nhìn lấy Mộng Ế Phong, trong ánh mắt hoảng sợ, cơ hồ muốn hóa thành nước mắt rơi xuống. Mộng Ế Phong một đường tiến lên, mọi người chồng chất thành thịt chồng chất, đều tại nhường đường cho hắn. Ánh mắt hắn quét qua, khóa chặt trong góc một người có mái tóc rối tung, quần áo rách dưới nữ tử. Hắn đi ra phía trước, ở trên cao nhìn xuống, kéo ra cái kia tóc, nói, dài đến tốt không tệ a, người cái này tư sắc, tại Thần Đô phong trần một con đường, đều có thể làm số một mặt bài. Người tên là gì? Bẩm đại nhân, tiểu nữ tên là Tô Vô Ưu, thanh âm cô gái run rẩy nói. Tu vi cảnh giới cũng không tệ, số tuổi này, tại Đông Hoàng cảnh đều có thể đến tới thiên ý cảnh giới, về sau theo ta, nói không chừng có thể thành tựu thiên chi thánh cảnh. Không tệ, không tệ, không có nghĩ tới đây, còn có người dạng này tiểu mỹ nhân. Nữ tử nhìn thoáng qua hắn đầy người thịt mỡ, nhịn được không nôn mửa, thân thể gầy yếu tại run không ngừng. Đến, đứng lên, Mộng Ế Phong bắt lấy cánh tay của nàng, đem giơ lên, xoa xoa trên mặt nàng vết bẩn, hắn càng hài lòng hơn. Cười nói, thực là không tồi, mỹ cốt trời sinh, dáng người cũng tốt, thật là một cái cực phẩm. Ngươi rất không tệ, bắt lấy cơ hội này, tiếp đó, ngươi vì ta xác nhận ra, ngươi nhận biết Đông Hoàng Tông nhân vật trọng yếu, nếu là nói không giả, để cho ta có thu hoạch, ta liền tiếp nhận ngươi làm tiểu thiếp, về sau ngươi cả đời, đều là hưởng không hết vinh hoa phú quý. Mộng Ế Phong cười nói, nữ tử toàn thân run lên, nàng ngơ ngác nhìn người trước mắt này, nội tâm lâm vào vô hạn xé rách bên trong. Xin hỏi đại nhân tại Thần Đô, là thân phận gì, tu vi cảnh giới, đến trình độ nào? Nàng cúi đầu, thanh âm run rẩy hỏi. Ha ha, Mộng Ế Phong cùng một đám thủ hạ đều cười. Nghe đến không có, cái này tiểu mỹ nhân rất thông minh, còn muốn hỏi thăm một chút thân phận của ta, mới nguyện ý cùng ta đâu, xem ra vẫn rất kiêu ngạo a. Mộng Ế Phong cười to nói, ngừng lại một chút, hắn lại cười, nói, có điều, ta thì ưa thích, người loại này thông minh tiểu hồ ly tinh. Hắn nắm bắt nữ tử cái cằm, ánh mắt khiêu khích, nói, trước mắt người vị này, tên là Mộng Ế Phong, chính là Thần Đô thượng cổ hoàng tộc phía dưới, tam đại thế lực một trong Linh Lung các chủ, cả nước người giàu có nhất, thực lực vì thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6, như thế nào, xứng với ngươi sao? Mộng Ế Phong không sợ vết bẩn, ôm lấy nữ tử kia eo nhỏ, đại khí bàng bạc mà nói. Nghe xong câu nói này, nữ tử triệt để buông lỏng xuống, nàng nước mắt bên trong mang theo ý cười. Giống như là làm ra quyết định gì đó. Người này, hắn có thể so sánh quân thánh tiêu, còn phải mạnh hơn hai trọng cảnh giới, tại thần đều đủ để hô phong hoán vũ, dù là lại xấu xí, tại sao lại không chứ? Từ chết đến sống, lại đến vinh hoa phú quý, không phải ai đều có loại cơ hội này. Đã từng tuổi nhỏ thời điểm, yêu cái kia nóng rực thiếu niên, hắn đã sớm tại địa ngục hoàng tuyền. Những cái kia thanh xuân hồ đồ, đều nhanh quên sạch sẽ. Thế giới này cũng là cái đầm lầy, mạnh được yếu thua, ai có thể may mắn thoát khỏi a? Đại nhân, ta trước kia là Đông Hoàng Tông đệ tử, sau lưng gia tộc là Đông Hoàng Tông thế gia, ta biết Lý Vô Địch cùng Lý Thiên Mệnh bên người hết thảy mọi người. Lý Vô Địch đi Thần Đô trước đó, nghỉ việc toàn bộ Đông Hoàng Tông, ta cùng Lý Vô Địch thân thuộc, đi cùng một cái phương hướng, đại nhân tại Bắc Phủ Quốc bắt người thời điểm, ta ngẫu nhiên nhìn đến bọn họ cùng ta đi lên cùng một chiếc thuyền, nói cách khác, bọn họ nhất định trong này. Ta biết bọn hắn, có thể vì đại nhân, đem bọn hắn nguyên một đám, đều cho bắt tới. Tô Vô Ưu cắn răng, ánh mắt của nàng, dần dần biến đến kiên định mà điên cuồng. Trùng hợp như vậy à, đều có ai đâu. Lý Vô Địch mẫu thân, còn có Lý Thiên Mệnh ông ngoại. Tô Vô Ưu nói. Lý Vô Địch mẫu thân, Mộng Ế Phong vốn đang không có quá ngón cái nhìn,
nhặt được như thế cái mỹ nhân, hắn đã rất hài lòng. Vạn vạn không nghĩ đến, đem bệ hạ muốn bắt đầu kia cá lớn mẫu thân, đều cho bắt tới. Nhanh, lập tức đem hai người này, đều cho ta tìm ra. Ngươi thật đúng là phúc tinh của ta a, ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Mộng Ế Phong cười ha ha, cái cằm thịt mỡ đều tại run rẩy kịch liệt. Ừm, Tô Vô Ưu hé mắt. Bắt đầu đi, người tới, hầu hạ, Mộng Ế Phong nói. Nơi này có 100.000 người, muốn tại cái này vết bẩn trong đám người, tìm tới hai người rất khó. Bất quá, Mộng Ế Phong có nhiều thời gian. Đại nhân, cái này có một cái, nàng là Lý Thiên Mệnh nữ nhân tỷ tỷ, gọi là Khương Thanh Loan. Tô Vô Ưu lạnh lùng nói. Bắt đi ra. Một cái nữ tử áo xanh, bị bắt đi ra. Ba. Tô Vô Ưu đánh nàng một bàn tay. Tiện nhân, Khương Thanh Loan tức giận đến run rẩy, hung hăng chừng nàng liếc một chút. Đi chết đi, Tô Vô Ưu cười lạnh một tiếng, tiếp tục tìm người. Đại nhân, đây là Lý Thiên Mệnh cha vợ. Đại nhân, Lý Vô Địch mẫu thân Lý Cảnh Du, tìm được, chính là ở đây. Lão nhân này cũng là Lý Thiên Mệnh ông ngoại, bọn hắn một nhà đều ở nơi này, đều là hắn cứu cứu, đệ đệ muội muội. Tô Vô Ưu chưa thả qua bất cứ người nào. Đại nhân, đây là muội muội ta Tô Y Nhiên. Sau cùng, nàng kéo ra khỏi một cái càng xinh đẹp hơn cô nương. Thân muội muội, Mộng Ế Phong ánh mắt sáng lên. Ừm, rất tốt, người muội muội cũng không cần chết, hai tỷ muội cái, ta muốn đều muốn, về sau bản các chủ bảo kê các ngươi. Mộng Ế Phong cười đến vui sướng. Hắn quét Tô Vô Ưu bắt tới đám người kia liếc một chút, ánh mắt dừng lại tại Lý Cảnh Du trên thân. Lão thái bà này còn bộ mặt tức giận, nhìn lấy hắn cùng Tô Vô Ưu. Tô gia đồ đê tiện, thật đúng là không có khiến người ta thất vọng. Lý Cảnh Du ánh mắt đỏ thẫm nói. Đồ đê tiện, ta có thể sống sót, ngươi lại phải chết, ai biết ta làm qua cái gì đâu. Tô Vô Ưu mỉm cười cười nói. Chính ngươi tạng thành như thế nào, chính mình rõ ràng, cần người khác biết sao. Khương Thanh Loan nói. Nàng theo Diệp Vũ Hề tu hành, cùng Tô Vô Ưu từng có mấy lần gặp nhau. Ta tạng, Tô Vô Ưu cười lạnh, sau đó nói, đại nhân, nàng tại Lý Thiên Mệnh trong mắt, không có địa vị gì. Muốn không đại nhân chính mình giữ lấy hưởng dụng. Làm càn, ta là cái gì nữ, đều để ý sao? Mộng Ế Phong nghiêm túc nói. Hắn đi ra phía trước, quan sát Khương Thanh Loan, bỗng nhiên cười, có điều, cái này còn có thể, người tới, đem các nàng ba cái, đều đưa đến phòng ta đi. Ngươi, Khương Thanh Loan một mặt tuyệt vọng. Hiện tại đã hiểu không, chớ ở trước mặt ta đựng thanh cao gì, ta sống đến bi thảm như vậy, ta há có thể để ngươi dễ chịu đi chết. Tô Vô Ưu cắn cắn đầu lưỡi, mùi máu tươi rất kích thích. Tại nàng ánh mắt đắc ý bên trong, Khương Thanh Loan bị cưỡng ép bắt đi, Lý Cảnh Du bọn họ đều bất lực. Tiểu bảo bối, rửa sạch sẽ, chờ ta đem những này người đưa cho 10 ngũ điện hạ, ngay lập tức đi cùng các ngươi. Mộng Ế Phong bị ổi cười một tiếng. Ừm, Tô Vô Ưu nghênh ngang rời đi. Nàng cảm thấy, nhân sinh, cũng liền như vậy đi. Chiếc thứ nhất, Linh Lung chiến thuyền, lớn nhất trên nhà cao tầng. Tắm xong chưa, Mộng Ế Phong phân phát người khác, trên mặt mập dính nụ cười, đẩy cửa phòng ra, đi vào bên trong đi. Chúng ta tốt, nàng không phối hợp, Tô Vô Ưu tận lực để thanh âm của mình, nghe điềm đạm một số. Các nàng tỉ muội đã cách ăn mặc tốt, tại cửa ra vào xinh đẹp nghênh đón Mộng Ế Phong. Tư sắc quả nhiên không sai, như hoa sen mới nở, rượu quá thay, rượu quá thay. Mộng Ế Phong híp mắt đánh giá các nàng. Hắn ngược lại không phải là chưa thấy qua mỹ nhân, mà chính là hai vị này, có như rắn một dạng vòng eo, có một phong vị khác. Hắn kinh nghiệm lão luyện, liếc một chút liền có thể nhìn ra Tô Vô Ưu rất không lưu loát. Hắn hướng bên trong liếc qua, nơi hẻo lánh chỗ còn có một cái hốt hoảng thiếu nữ, mặt không còn chút máu. Tối nay trước nhìn lấy, học tập lấy một chút, làm sao hầu hạ người. Mộng Ế Phong nhếch miệng cười nói. Nghe nói như thế, xó xỉnh bên trong nữ tử co lại. Tô Vô Ưu kéo Mộng Ế Phong cánh tay, cười đắc ý, cùng muội muội Tô Y Nhiên cùng một chỗ, để cái kia Mộng Ế Phong trái ôm phải ấp. Khương Thanh Loan, đến phiên ngươi thời điểm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi làm sao nhịn ở không gọi gọi. Tô Vô Ưu cắn môi đỏ, tuyệt nhiên cười một tiếng. Nàng và Khương Thanh Loan cũng không có thù hận gì, nhưng là, khi nàng quyết định trầm luân thời điểm, liền bắt đầu thống hận, những cái kia tự cho là trong sạch nữ tử. Nàng muốn cho người trong thiên hạ, đều cũng giống như mình. Khương Thanh Loan không có trả lời,
nàng đã sớm lặng lẽ theo tu di giới chỉ bên trong, xuất ra một cây tiểu đao, đây chính là nàng cho Tô Vô Ưu đáp án. Cứ như vậy, ánh mắt của các nàng, giao thoa mà qua. Một khắc cuối cùng, Tô Vô Ưu buông xuống màn trướng. Khương Thanh Loan nhắm mắt lại, bên ngoài phòng giữ xâm nghiêm, nàng căn bản không thể nào đào tẩu, duy chỉ có tự vận một đầu đường có thể đi. Khi nàng tiểu đao đặt ở trên cổ thời điểm, bỗng nhiên, có người xuất hiện tại hắn bên người, nhẹ nhàng nắm trên tay nàng đao. Khương Thanh Loan khẽ giật mình, nhìn lại, đập vào mi mắt, là một chương nằm mơ đều không nghĩ tới mặt. Nàng chưa thấy qua cái này kim hai tròng mắt màu đen, có thể cái kia trắng sợi tóc màu vàng óng, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Xuyệt, người tới đem ngón tay đặt ở trước miệng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nàng nước mắt tràn mi mà ra, hoàn toàn không dám nói lời nào, chỉ dám gật đầu. Ngay sau đó, người tới lặng lẽ hướng về bên trong tới gần. Khương Thanh Loan thở mạnh cũng không dám, nàng rất muốn nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, bên trong người kia rất mạnh, có thể lúc này thời điểm muốn là xuất ra thanh âm, chẳng phải là càng hỏng bét. Loại thời điểm này, nàng chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh cùng một cái lắc mình, thì vọt vào. Trước mắt của hắn, hai cái thiên kiều bá mị cô nương, ngay tại vì Mộng Ế Phong cởi xuống quần áo. Người này nhắm mắt lại, một mặt hưởng thụ. Siêu! Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, đột nhiên vọt tới trước mắt hắn, hội tụ thao trời bất diệt kiếm khí Đông Hoàng kiếm một phân thành hai. Hắn đến quá mức hung ác, cái kia màu đen Đông Hoàng kiếm tại giây phút đầu tiên, thì đâm vào Mộng Ế Phong trước mắt. Phốc phốc, thánh cung phá nát, xoẹt, hắn quất ra màu đen Đông Hoàng kiếm, tiếp theo trong nháy mắt, kim sắc Đông Hoàng kiếm, trực tiếp đâm vào Mộng Ế Phong miệng phía trên. Đừng để cộng sinh thú đi ra, nếu không một kiếm xuyên đầu. Lý Thiên Mệnh cầm Đông Hoàng kiếm hướng phía trước đâm, đem đối phương cái này dài rộng đầu, trực tiếp đỉnh ở trên vách tường. Ô ô, ô ô, Mộng Ế Phong não tử trống rỗng. Trong lúc nhất thời, hắn đau đến nước mắt bão táp. Không dùng ánh mắt nhìn, hắn đều biết, hắn thánh cung bị đâm xuyên, mệnh tuyền đã sụp đổ. Giờ phút này cái kia tiêu tán thiên địa linh khí, đem hai cái tiểu mỹ nhân đều đụng bay ra ngoài. Hắn phế đi. Trên miệng đau rát, cái kia khoan tim thống khổ, chính là kinh khủng nhất tuyệt vọng. Lý. Hắn trừng to mắt, nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này, còn cho là mình nhìn lầm. Hắn nghĩ là, như thế nào đi nữa? Chính mình cũng có thể cùng hắn đánh cái thế lực ngang nhau a. Trong nháy mắt bị phế sạch. Vậy làm sao có thể tiếp nhận? Người ngay tại lúc này linh lung các người chủ sự. Lý Thiên Mệnh hỏi. Mộng Ế Phong hai mắt bão tố nước mắt, toàn thân run rẩy, sợ hãi tử vong, để hắn cứt đái chảy ngang. Người cùng Mộng Thính Vũ quan hệ thế nào? Ca, miệng bị Đông Hoàng kiếm cắm, Mộng Ế Phong chỉ có thể dùng hết khí lực, nói cái chữ này. Mộng Thính Vũ loại kia tuyệt sắc, còn sẽ có người dạng này xấu xí lại bao cỏ huynh trưởng. Đây thật là tuyệt, Lý Thiên Mệnh châm chọc nói. Ô ô, Mộng Ế Phong trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này thời điểm, Khương Thanh Loan đứng tại cửa ra vào, nhìn đến bên trong đây hết thảy. Nàng con mắt trợn tròn nửa ngày, miệng há lớn, bên trong cùng lấp một con cóc giống như. Ở trong mắt chính mình, cái kia tà ác đến như là phía trên giống như thần heo mập, bị hắn một kiếm đánh tan. Nghe Lý Thiên Mệnh cùng Mộng Ế Phong đối thoại, nàng rốt cục vững tin, chính mình an toàn, được cứu. Hoan hỉ may mắn thời điểm, nàng nhớ tới chuyện trọng yếu hơn. Thiên Mệnh, cha ta, Lý Cảnh Du nãi nãi cùng ông ngoại người bọn họ, đều bị áp giải đến, một cái tên là Thập Mũ Điện Hạ, người bên kia đi. Đông Dương ám. Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh như băng ba phần. Bọn họ vận khí không tệ, vừa tới Huyền Thiên Hà cửa sông. Liền thấy cái này linh lung chiến trường tiến vào đường sông. Bạch Tử Quân trực tiếp đi tìm Lý Vô Địch, mà Lý Thiên Mệnh lựa chọn ẩn vào đến xem, vừa tới cái này chiếc thứ nhất thuyền, liền thấy Tô Vô Ưu, Khương Thanh Loan ba người, lại bị người đưa tới cái này cao ốc tới. Hắn các loại trong chốc lát, liền thấy Mộng Ế Phong trở về, nghe một đoạn bọn họ đối thoại, đại khái liền biết chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên Lý Vô Địch nói, nếu là gặp phải Đông Dương ám, để Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian tìm hắn. Nhưng lần này, Khương Thanh Loan đều bị phát hiện, nói rõ những người khác khả năng bại lộ. Hiện tại muốn chờ Lý Vô Địch, đã không kịp. Lý Thiên Mệnh quả quyết xuất thủ, trước phế bỏ cái này Mộng Ế Phong lại nói. Đông Dương ám ở đâu con thuyền? Lý Thiên Mệnh ánh mắt lạnh lẽo hỏi, trên tay Đông Hoàng Kiếm, đến tại Mộng Ế Phong nơi cổ họng.
Mộng Ế Phong không nói được lời nói, chỉ có thể dùng ngón tay dựng lên cái, hai. Ta hiện tại thì dẫn ngươi đi tìm hắn, ngươi muốn là nói láo, ta tại chỗ giết ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Ô ô, Mộng Ế Phong trừng to mắt, liền vội vàng đem ngón tay đổi thành, năm, xem ra, hắn mới vừa rồi còn là nói láo. Siêu siêu, Lý Thiên Mệnh dùng tam thiên tinh vực, trực tiếp đem hắn trói gô. Muốn mạng sống, thật tốt phối hợp. Vâng, Mộng Ế Phong nôn đầy ngụm máu tươi, quỳ trên mặt đất, sắc mặt đau thương. Đây hết thảy, trong góc Tô Vô Ưu, Tô Y Nhiên thu hết vào mắt. Các nàng cũng sớm đã tuyệt vọng, hiện tại hai người tê liệt trên mặt đất, mờ mịt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Tại các nàng trong mắt, cái này đã từng đánh tan bọn họ thiếu niên, hiện tại, đánh bại một cái làm cho các nàng từ bỏ tôn nghiêm cường giả. Nhìn đến Mộng Ế Phong ở trước mặt của hắn, quỳ xuống run rẩy, yếu đến giống như là một con gà con, thế giới của các nàng, đều đổ sụp. Tô Vô Ưu, Lý Thiên Mệnh dẫn theo Đông Hoàng Kiếm, hướng về các nàng đi tới, Vũ Văn Thái Cực chết về sau. Nghĩa phụ ta nhớ tới các ngươi Tô gia, vì Đông Hoàng Tông làm qua cống hiến, cho các ngươi sau cùng sinh lộ, không nghĩ tới bây giờ, các ngươi còn là dạng này, người không có khả năng được tha thứ hai lần, biết không? Biết, ngươi giết ta đi, thần đô chết về sau, ta với cái thế giới này, đã tuyệt vọng. Tô Vô Ưu chảy xuống máu và nước mắt, nhắm mắt lại. Há, cảm khái một chút nhân sinh, ta liền có thể tha ngươi sao? Tô Vô Ưu, ngươi kiến thức quá nông cạn. Ngươi cho rằng ngươi thấy được tàn khốc vô tình, cũng là toàn bộ thế giới đều là cái dạng này, nói cho cùng, ngươi bất quá là vì chính mình đê tiện kiếm cớ. Làm sai sự tình thì muốn trả giá đắt, ngươi không làm cái lựa chọn này, ta hôm nay có thể cứu ngươi đi, nhưng ngươi đã lựa chọn, vậy liền cam chịu số phận đi. Nàng hai vai run rẩy, nước mắt nước mũi chảy ngang. Ngươi thật là đáng sợ, ta đời sau, không muốn lại gặp phải ngươi, ngươi hủy ta hết thảy. Tô Vô Ưu bi thương nói. Cái kia gặp lại đi. Nhìn nàng cái này ta thấy mà yêu dáng vẻ, khả năng rất nhiều người, đều chọn thương hương tiếc ngọc. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không có. Bất quá. Hắn cho các nàng, một thống khoái. Hắn mang theo Mộng Ế Phong cùng Khương Thanh Loan, lặng yên rời đi, tại dưới nước cùng Tần Cửu Phủ, Bạch Tử Phong tụ hợp. Hai vị điện vương, người nhà của chúng ta, được đưa đến Đông Dương Ám bên kia đi. Đông Dương Ám tại thứ 5 trên chiếc thuyền này. Lý Thiên Mệnh ánh mắt đẫm máu nói. Bọn họ đã bại lộ lời nói, cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lý Vô Địch tới còn phải một chút thời gian. Tần Cửu Phủ cau mày nói. Tần Điện Vương, ta có một cái kế hoạch. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thế nào? Trong những người này, thì Đông Dương Ám một cái có uy hiếp, còn lại đều là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 5 trở xuống, ngăn không được các ngươi. Ta dẫn đi Đông Dương Ám, các ngươi cấp tốc đi vào. Đem người giải cứu ra, có thể hay không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Như vậy, tình cảnh của ngươi quá nguy hiểm, ta đến câu dẫn a. Tần Cửu Phủ nói. Không dùng, vẫn là ta tới, Đông Dương Ám sẽ không truy ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Luận sức hấp dẫn, hắn xác thực nhất lưu. Thiên Mệnh, ngươi thật xác định. Đúng, bảo đảm không có sơ hở nào, hai vị yên tâm đi. Tần Cửu Phủ cùng Bạch Tử Phong, liên tưởng đến hắn có thể chặn giết Triệu Thần Hồng. Vậy liền so hai người bọn họ đều cường. Việc này không nên chậm trễ, bắt đầu đi, Tần Cửu Phủ nói. Lý Thiên Mệnh đem Khương Thanh Loan cùng Mộng Ế Phong đều giao cho bọn hắn, nói, nếu như thứ 5 con thuyền không có Đông Dương Ám, lập tức giết Mộng Ế Phong. Được, Mộng Ế Phong toàn thân mềm nhũn, hắn cũng không dám nói láo. Khương Phi Linh ngược lại là nghĩ cùng Khương Thanh Loan trò chuyện, chỉ là thời gian không cho phép, thì cùng Khương Thanh Loan vội vàng cáo biệt. Hai lần đều là ngươi, ngươi làm sao xui xẻo như vậy đâu? Lý Thiên Mệnh nói. Ta làm sao biết, đều là ngươi đem suối quẩy truyền cho ta. Khương Thanh Loan cả giận nói, lần trước quân niệm thương bắt cóc con tin, nàng cũng tao ương. Cùng lắm thì bồi thường ngươi một số bảo bối. Cái này còn tạm được. Khương Thanh Loan cuối cùng theo kinh hồn bên trong lấy lại tinh thần. Sau khi nói xong, Lý Thiên Mệnh thì theo đáy nước, lặng yên hướng về thứ 5 chiếc linh lung chiến thuyền mà đi. Thượng cổ hoàng tộc, hôm nay Đông Dương Ám vừa chết, những người khác không cần phải gấp gáp, rất nhanh liền có thể đến phiên các ngươi. Lý Thiên Mệnh không phải tới cứu người. Lần này, hắn là tới giết người. Thứ 5 con thuyền phòng giữ xâm nghiêm, phía trên quả nhiên đều là thượng cổ hoàng tộc người. Lý Thiên Mệnh xác nhận về sau, quay trở về tới Tần Cửu Phủ bên người. Người này cho ta,
hắn trực tiếp mang đi Mộng Ế Phong. Ngươi, ngươi muốn làm gì, ta không có nói láo a. Mộng Ế Phong run rẩy nói. Không trọng yếu. Lý Thiên Mệnh một kiếm đâm xuyên thân thể của hắn, Mộng Ế Phong bị mất mạng tại chỗ. Nửa đêm. Ba. Thứ năm chiếc linh lung trên chiến thuyền bong tàu, té xuống tới một người, cùng một cái cộng sinh thú thi thể. Mọi người kinh ngạc thời khắc, một cái thiếu niên tóc trắng ngồi tại mạn thuyền phía trên. Lý Thiên Mệnh. Trong lúc nhất thời, toàn thuyền oanh động. Thứ năm trên chiếc thuyền này, đi theo tại Đông Dương Ám bên người, trên cơ bản đều là thượng cổ hoàng tộc người. Lý Thiên Mệnh đặc thù, tóc trắng, kim hai con mắt màu đen, đặc biệt rõ ràng, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Tại cái này Huyền Thiên Hà cửa sông, chợt thấy cái này thượng cổ hoàng tộc đại địch, làm đến bọn hắn từng cái chấn kinh. Đây là linh lung các chủ thi thể. Hắn giết Mộng Ế Phong. Từng tiếng kêu sợ hãi, trong đám người vang lên. Bên trong là người nào? Đi ra nhận lấy cái chết. Lý Thiên Mệnh nhảy lên bong thuyền, trong tay tam thiên tinh vực hất lên mà ra. Phốc suy, cái kia lập lòe tinh thần xiềng xích đâm ra ngoài, trong nháy mắt xuyên thủng 10 cái thượng cổ hoàng tộc thân thể. Ầm, hất lên phía dưới, những thi thể này trong nháy mắt phung bay ra ngoài. Lăn ra đến, Lý Thiên Mệnh phóng tới cửa. Đúng vào lúc này, cửa lớn bỗng nhiên nổ tung, một thân hắc bào Đông Dương Ám xuất hiện tại hắn trước mắt. Lý Thiên Mệnh, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đông Dương Ám làm Tử Linh Điện Vương thời điểm, vẫn luôn là thập phương đạo cung thứ hai điện vương, thực lực gần với Bạch Mặc, trước mắt vì thiên chi thánh cảnh tầng thứ 8, nhưng còn có hơn 10 năm tiến bộ không gian. Là ngươi, Lý Thiên Mệnh nhìn đến hắn về sau, sắc mặt đại biến, xoay người rời đi. Đương nhiên, bất quá là diễn xuất thôi. Hắn đối với thượng cổ hoàng tộc quá trọng yếu, đến mức Đông Dương Ám, căn bản không có đi suy nghĩ chi tiết điểm đáng ngờ. Một cái Lý Thiên Mệnh, đủ để làm cho thập phương đạo cung sụp đổ. Nếu để cho hắn chạy, chẳng phải là phung phí của trời. Đông Dương Ám ánh mắt ngưng tụ, không nói hai lời, tại chỗ truy đuổi mà đi. Siêu siêu. Hai đạo thân ảnh màu đen vò tới trên mặt biển, tốc độ vậy mà tương đương. Ông. Đông Dương Ám bao phủ sóng biển, như là phong bạo một dạng, hướng về Lý Thiên Mệnh vò tới. Lý Thiên Mệnh nhìn lại, Tần Cửu Phủ cùng Bạch Tử Phong, đã thừa dịp cơ hội này, leo lên thứ năm con thuyền. Bọn hắn thủ đoạn mãnh liệt, gặp phải đối thủ nhất kích tất sát, thượng cổ hoàng tộc hiện tại khan hiếm cường giả, căn bản không có cản bọn họ lại người. Một trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh liền thấy Lý Cảnh Du cùng Vệ Thiên Thương bóng người. Bọn họ còn hoàn hảo, Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi, nhưng là, thân nhân lần nữa bị uy hiếp, trong lòng của hắn sớm đã có ngập trời phẫn nộ. Vừa rồi con tin tại trên tay đối phương, không tốt bạo phát, mà bây giờ, làm Tần Cửu Phủ bọn họ coi là Lý Thiên Mệnh. Sẽ mượn nhờ biển cả bỏ chạy thời điểm, hắn vậy mà tại nơi xa dừng bước lại, quay đầu lấy lạnh lùng ánh mắt, nhìn lấy cái kia vọt tới Đông Dương Ám. Đông Dương Ám xoắn tới sóng biển, ào 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 đâm vào trên người hắn. Làm cái gì mê hoặc, Đông Dương Ám híp mắt, hắn giật mình, nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Tần Cửu Phủ cùng Bạch Tử Phong đang cứu người. Hắn nhịn không được cười lạnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, nói, điệu hổ ly sơn. Lý Thiên Mệnh. Ngươi chẳng lẽ không biết, đối với chúng ta hoàng tộc tới nói, giá trị của ngươi, tại cái này trăm trên vạn người sao? Ta biết a, bất quá có một chuyện, ngươi thập ngũ điện hạ không biết. Lý Thiên Mệnh đơn tay cầm cái kia Đông Hoàng kiếm, lúc nói chuyện, trong nước một đầu cự thú xông ra, đem Lý Thiên Mệnh đẩy lên, còn có một cái hỏa diễm phượng hoàng, rơi vào trên vai của hắn, Đông Dương Ám quay đầu thời điểm, còn chứng kiến một cái màu đen mèo con, toàn thân quấn quanh lấy mãnh liệt màu đen lôi đình, đứng trên mặt biển. Cắt đứt Đông Dương Ám con đường sau này. Tình cảnh này, để Đông Dương Ám bật cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi sao, hắn hỏi. Thập phương thiên địa bảng chi chiến, Lý Thiên Mệnh còn cùng hắn cháu trai Khương Thừa Phong một cái mức độ, cái này bao nhiêu tháng, đều muốn tới giết hắn rồi. Ta biết ngươi tiến triển cấp tốc, 10 ngày trước, ngươi vừa cùng Dạ Lăng Phong đánh bại Ngụy Kỵ. Lúc này mới 10 ngày, ngươi muốn là đột phá đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 8, ngươi coi ngươi là thần A. Đông Dương Ám âm lãnh nói chuyện, sau đó theo tu di giới chỉ bên trong, lấy ra chính mình thánh thú binh Hắc Ma Hải thần kích. Cái kia Hắc Ma Hải thần kích, âm u mà đen nhánh, tam xoa kích vô cùng sắc bén, trên đó 83 điều thánh thiên văn, rất khí trùng thiên, Đông Dương Ám tay cầm cái này Hắc Ma Hải thần kích, như là biển cả chi ma. Ầm ầm, một đầu cửu anh cự thú rơi vào trên mặt biển,
hắn toàn thân đều là lớp vảy màu đen, gai xương trải rộng, nắm giữ 8 cái đầu, chứng minh hắn đỉnh phong thiên phú. Bất quá, cái này một đầu cửu anh đáng sợ nhất, là cái đuôi của nó, cái này cái đuôi vừa mảnh vừa dài, có điểm giống là bọ cạp cái đuôi, hết thảy có trên 100 đầu, mỗi một điều đều là roi dài, cuối cùng nhất có thể so với mũi thương gai nhọn, hơn nữa còn có gai ngược, một khi vào thân thể, sợ là đều có thể xé rách chảy máu thịt tới. Từ xa nhìn lại, cái này trên 100 đầu roi dài một dạng đuôi bò cạp, công năng phía trên cùng Lý Thiên Mệnh Tam Thiên Tinh Vực tương tự, mỗi một điều đều có dài 20 mét, toàn bộ giải tán, tựa như là ma quỷ tóc. Đây là, Bách Phí Hắc Ngục Cửu Anh, hết thảy có 81 cái điểm sao, xem như thần đô vô cùng hiếm thấy, thành niên bát giai cổ thánh thú. Bách Phí Hắc Ngục Cửu Anh vẫn là, nước cùng độc, song thuộc tính cộng sinh thú, cái này biển cả đồng dạng là nó chiến trường, bàn tay của nó rất dày rộng. Đủ để cho nó ở trong nước di động với tốc độ cao, cái kia trên 100 đầu cái đuôi, càng là trong biển trường thương. Nhìn ra được, tại cái này biển cả bên trong, Đông Dương ám cái này một đầu cộng sinh thú, ngược lại sẽ so bản thân hắn càng mạnh. Ta có phải hay không thần, ngươi thử qua thì biết. Biển cả phong bạo bên trong, Lý Thiên Mệnh Thiên Chi Dực chấn động, thời gian chàng bao phủ, đem phiến thiên địa này bao phủ tại Khương Phi Linh tốc độ trong khống chế. Hắn tóc trắng tại trong gió biển phần phật bay múa, cả người lóe lên, trực tiếp thẳng hướng Đông Dương ám. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu cùng Lam Hoang, gần như đồng thời động thủ. Người biết, chết, chữ viết như thế nào a? Đông Dương ám cười lạnh. Ta biết, ta đã từng dùng Đông Dương phong trần thi thể, xếp thành một cái, chết chữ, dạy hắn quen biết cái chữ này. Lý Thiên Mệnh nói. Đông Dương ám nghe được câu này, não tử tê một chút. Thập Phương Đạo Cung. Gia phụ tử các ngươi dạng này hung tàn thế hệ, không phải tương đương với bội bạc rồi hả? Hắn cười ha ha. Ngươi sai, ta cái này không gọi hung tàn, ta cái này gọi không thẹn với lương tâm, thế thiên hành đạo. Các ngươi cửu minh nhất tộc, nghịch đạo mà đi, chết cũng không hối cải, mới thật sự là hung tàn. Đông Dương ám, hôm nay đoạt tính mệnh của ngươi người, không phải ta, mà chính là thiên mệnh. Oanh! Một trận biển cả phía trên quyết chiến, bỗng nhiên bạo phát. Đông Dương ám dưới trướng, cái kia Bách Phí Hắc Ngục Cửu Anh gào thét một tiếng, 8 cái đầu cùng giống, đầu đâm vào đáy nước, thi triển thần thông Hắc Hải Địa Ngục. Ở tại cuốn lên phía dưới, cái này cửa sông vùng biển phương viên mấy ngàn thước bên trong, điên cuồng cuốn lên, biến thành vòng xoáy màu đen, nó hắc ngục độc chút xuống vào trong nước, cuốn tới, dẫn đến trên mặt biển bốc lên xì xì khói đen, thậm chí tạo thành màu đen độc hỏa, lan tràn ra, hướng về Lý Thiên Mệnh bọn họ cuốn tới. Giống. Lam Hoang thân thể khổng lồ kia, quyển vào trong nước, Sơn Hải giới cái này thần thông, có thể bảo chứng nó tạm thời không nhận hắc ngục độc tàn phá bừa bãi. Phốc phốc phốc, Bách Phí Hắc Ngục Cửu Anh trên 100 đầu cái đuôi, trực tiếp đâm xuyên mà đến, không chỉ là nhằm vào Lam Hoang, Lý Thiên Mệnh 4 người bọn họ, đều là công kích của nó mục tiêu. Ông, biển cả nổ tung, vô số sóng biển quyển hướng lên bầu trời. Đương đương đương, Lam Hoang diệt tuyệt thần kiếm chặt chém phía dưới. Bách Phí Hắc Ngục Cửu Anh cái đuôi gãy mất một cái, bị đau, nó bỗng nhiên kêu thảm. Bất quá, nó đồng dạng đâm xuyên qua Sơn Hải giới, càng là đâm vào Lam Hoang bụng. Ong ong, Lam Hoang bụng 9 tầng quỷ biển điên cuồng xoay tròn, cứ thế mà triệt tiêu lần này đâm xuyên lực lượng. Nó một thân đều là áo giáp, long đầu, long chảo cùng long đuôi, đều có thể thu vào thân thể, thời điểm then chốt, có thể tránh né rơi rất nhiều thương tổn. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa Lục Đạo Hỏa Liên đã thiêu tại Đông Dương ám trên thân, đem cùng Bách Phí Hắc Ngục Cửu Anh ngăn cách ra. Đối phương chỉ có 2 cái chiến đấu cá thể, chụp một kích phá là phương thức tốt nhất. Rầm rầm rầm. Hồn Thiên Điện Ngục dạng này lôi đình vòng xoáy, điệp ra tại Hắc Hải Địa Ngục vòng xoáy phía trên, quấn quanh lấy cái kia Bách Phí Hắc Ngục Cửu Anh, cái kia mãnh liệt lôi đình tăng thêm Miêu Miêu vạn ma độc nha, để đối thủ liên tục kêu thảm. Ba đời ngự thú sư vây công, tuyệt đối là ác mộng. Bách Phí Hắc Ngục Cửu Anh hành động nhận hạn chế, tiếp liền thi triển mấy cái thần thông, đều không làm nên chuyện gì. Nó trên 100 đầu cái đuôi đâm xuyên, tạm thời đều không có thể đối Lam Hoang, hình thành đả kích chí mạng. Đông Dương ám càng khó chịu hơn, bởi vì hắn đối mặt, là Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa liên thủ. Lý Thiên Mệnh tại ngay phía trước, Huỳnh Hỏa thì tại sau lưng. Giết ngươi, ta chỉ dùng một chiêu. Ầm ầm, biển cả cuồn cuộn bên trong. Lý Thiên Mệnh hai tay cầm kiếm, bên người vô số nước biển bao phủ. Hắn tóc dài bay múa đầy trời, bất diệt kiếm thể uy lực mãnh liệt bạo phát,
hơn 7.000 bất diệt kiếm khí theo trên thân bạo phát, cái kia đủ mọi màu sắc kiếm khí tiêu tán đi ra, để hắn như là thượng thần. Đông Hoàng kiếm phía trên, tự động tạo thành đế vực kiếm hoàng kết giới, trong nháy mắt khuếch trương hơn 50 mét, trực tiếp đem Đông Dương ám thâu tóm ở trong đó, hắc kim sắc cuồng bạo kiếm khí, về số lượng vượt qua 10.000. Chết! Gầm lên giận dữ, kiếm khí một vụ nổ. Thần tiêu kiếm thứ tư. Chỗ, lửa, lôi, nước tứ đại kiếm đạo tụ hợp, bốn loại thuộc tính bất diệt kiếm khí oanh ra, đế vực kiếm hoàng kết giới xé rách vô số thủy triều, giết tới Đông Dương ám trước mắt. Cái này có thể xưng kinh khủng tràng diện, để Đông Dương ám tê cả ra đầu. Hắn cắn răng, nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, để hắn khắc phục khó chịu, đem trạng thái của mình, điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái. Nhưng, phát ra từ nội tâm ý chí thất bại, căn bản không thể che giấu. Vì cái gì, một cái hơn 20 tuổi tiểu hài tử, sẽ để cho ta cảm nhận được hoảng sợ. Vẫn là nói, đây là thượng thiên tự mình phái tới, chung kết ta thượng cổ hoàng tộc nghịch thiên chi lộ sao. Trong lòng của hắn bi thương vạn phần. Thiên đạo bất công, ta liền nghịch ngươi ngày này. Hướng lên trời đoạt đạo, có cái gì sai đâu, giết người này, lão tặc thiên, cái gì cũng không tính. Hắn khí huyết quay cuồng, toàn thân cơ hồ muốn nổ tung, hắn cuốn lên không có tận cùng đấu trí, điều chỉnh đến trong cả đời trạng thái mạnh nhất. Trong tay hắc ma hải thần kích, múa ở giữa, bạo sát mà ra. Hải ma loạn thế quyết ma lâm hải vực. Cái này trong vòng nhất chiêu, hắn loạn như ma, cuốn lên vô tận biển cả chi thủy, như cùng một đầu cự thú, đánh tới Lý Thiên Mệnh. Tại nước biển chấn động bên trong, hắn bá đạo vô song, tam xoa kích quét ngang. Thế mà, ta ngươi đi luôn đi, dám không nhìn ngươi kê ra. Huỳnh Hỏa nổi giận, nó một đường truy sát Đông Dương Ám, mà cái này Đông Dương Ám cùng như bị điên, thì nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh a. Nó nếm đến bị xem thường phiền muộn, giận không nhịn nổi, lấy luyện ngục hỏa ảnh đuổi kịp tới. Siêu, nó viêm thần đế rực, mang theo hơn 3.000 bất diệt kiếm khí, bạo phát đâm ra. Phốc phốc, dù là Đông Dương Ám trên người có hộ thuẫn cùng hộ giáp, chúng một chiêu này, vẫn tiểu ra máu bão táp. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt vặn vẹo, trực tiếp biến thành màu gan heo. Đông Dương Ám quá để ý Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn không để ý Huỳnh Hỏa cái này tiểu bất điểm. Kết quả, tại trung cực quyết đấu trước đó, trước chúng Huỳnh Hỏa nhất kích chí mệnh. A, à, loại kia nhói nhói, ai có thể hiểu. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là... Cơ hồ thì tại tiếp theo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh phá vỡ sóng biển, cái kia Đông Hoàng kiếm kinh thiên một chém. Đông Dương Ám thổ huyết bên trong, hai mắt run rẩy, ý chí đã sụp đổ. Chết! Hắc ma hải thần kích chém mà lên. Làm! Đông Hoàng kiếm kinh thiên kiếm thế, cắm ở tam xoa kích hai cái gai nhọn trung gian. Răng rắc! Ba nhọn trực tiếp gãy mất một nhọn. Đông Dương Ám, chết chính là ngươi! Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng. Đông Hoàng kiếm bạo sát mà xuống, cái kia ngập trời kiếm khí, trực tiếp đem Đông Dương Ám chìm ngập. Ầm, một kiếm phía dưới, Đông Dương Ám nổ tung thành toái phiến, trong nháy mắt tán tại biển cả phía trên. Đông Dương Ám, chúc mừng ngươi, còn không có thiêu ngươi, cho cốt thì vẩy hướng biển cả. Trước khi chết, Đông Dương Ám thì lưu lại một cái run rẩy ánh mắt. Khi đó, thế giới tinh thần của hắn, đã sụp đổ, triệt để sợ hãi, cái kia là chống lại cổ hoàng tộc tận thế hoảng sợ. Đinh! Trong tay hắn kiếm nhất ngang, một cái tròng mắt, rơi vào Đông Hoàng kiếm trên thân kiếm. Đó là Đông Dương Ám ánh mắt. Nó còn đang run rẩy nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Hiện đang hỏi ngươi, ta là thần sao? Cái kia tròng mắt, triệt để phai nhạt xuống, ánh mắt xám trắng. Đời sau, đối với những khác người đỡ một ít, tất cả mọi người là sinh mệnh, không có nhiều như vậy quý tiện khác nhau. Lý Thiên Mệnh nói, những người khác, là chen chúc tại trong khoang thuyền. Thê thảm tuyệt vọng Đông Hoàng cảnh bách tính. Nhỏ yếu có tội, nhưng là sinh mệnh vô tội. Lý Thiên Mệnh theo nhỏ yếu nhất địa phương đứng lên, hắn cũng biết, người bình thường bất lực, đến cùng đến cỡ nào khiến người ta run rẩy. Chúng sinh có mệnh, thế đạo hưng thịnh, mới có đế quân. Ý chí xung đột, là bên trong thiên địa lớn nhất xung đột. Đây là hắn cùng thượng cổ hoàng tộc, không chết không thôi hạch tâm. Đông Dương Ám tại Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa vây công phía dưới, tại chỗ chiến tử. Cái kia Bách Vĩ Hắc Ngục Cửu Anh muốn chạy trốn, vẫn bị bọn họ một người ba thú, chặn giết tại trong vùng biển. Cho dù là cự thú, bị biển cả nuốt vào, vẫn cái xác không hồn. Giải quyết đây hết thảy về sau,
Lý Thiên Mệnh đứng ở Lam Hoang trên lưng, nhìn lại. Thượng thần. 1 triệu người chen chúc tại Linh Lung chiến trường bong tàu, bạo phát ra tiếng hoan hô âm. Lý Thiên Mệnh thấy được nguyên một đám cuồng nhiệt ánh mắt, bọn họ vui đến phát khóc nhìn lấy chính mình. Thậm chí có người, quỳ bái. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh bị dại ra. Cặp mắt của hắn, thấy được một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng, đang từ cái này 1 triệu trên thân thể người, hội tụ đến trên người mình. Đó là từng đợt xương trắng, nhưng tuyệt đối không phải linh hồn, mỗi cái trên thân thể người, đều có loại này xương trắng, mà những xương trắng này tụ đến, vậy mà tiến vào thức hải của mình. Ngay sau đó, càng chuyện thần kỳ, phát sinh. Tại cái này xương trắng tư nhuận phía dưới, hắn đế hoàng thiên ý, vậy mà lần nữa trưởng thành. Đây là một loại siêu tuyệt tốc độ phát triển, chỉ ít so thường ngày khổ tu còn nhanh hơn rất nhiều, mà quá trình này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được là tâm tình của mỗi người. Bọn họ tại tuyệt vọng tối tăm trong khoang thuyền, nghênh đón bọn họ chính là run rẩy cùng tử vong, ngay tại lúc này, Lý Thiên Mệnh như cứu thế chủ một dạng xuất hiện, mang đến hy vọng ánh dạng đông. Hắn lấy ngập trời kiếm khí, chìm ngập đông dương ám một màn kia, thật sâu khắc ở lòng của mỗi người phía trên. Lý Thiên Mệnh tâm lý, vang lên vô số thanh âm. Hắn thấy được mỗi cái linh hồn của con người, thấy được thất tình lục dục của bọn họ cùng vui buồn hợp tan, cái này vậy mà để hắn rơi lệ. Bởi vì, mỗi người đều là sống sờ sờ mệnh, bọn họ cũng giống như mình, có chi ái chi nhân, có đối với cuộc sống yêu quý, có mông lung yêu say đắm, có đối gia đình thủ hộ, có trách nhiệm cùng kiên trì. Đều là người sống sờ sờ, thì bởi vì chính mình cường đại, liền có thể xưng hô bọn họ là tiểu ngư nhi. Thế nhưng là, tiểu ngư nhi bên trong, nhất định sẽ đi ra một đầu, có thể ăn mất người cá. Hắn kim hai con mắt màu đen, rạng rỡ thiểm quang. Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn hắc ám trên cánh tay con mắt thứ ba, căn bản không nhìn thấy, cái này đến từ 1 triệu người xương trắng. Nói cách khác, những người khác đồng dạng không nhìn thấy. Chỉ có đến từ, hỗn độn thần đế, hai mắt, thấy được đây hết thảy. Thiên Mệnh, cái này gọi, chúng sinh thiên ý. Chỉ có chúng sinh thiên ý, mới có thể nắm nâng đế hoàng thiên ý, thành tựu vạn cổ đệ nhất chính đạo. Chỉ có khai sáng vạn cổ đến nay, cường thịnh nhất thiên đạo thịnh thế, mới có thể thành tựu vạn cổ đệ nhất đế quân. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, nhớ lấy, nhớ lấy. Một cái như chuông lớn giống như thanh âm, đinh tai nhức óc, như là thể hồ quán đính. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh hiểu. Đế quân. Hắn lệ nóng doanh tròng. Hỗn độn thần đế thanh âm, đã sớm biến mất. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh biết, giờ khắc này, hắn chính thức mở ra, đế quân truyền thừa, cửa lớn. Hắn có thể hấp thu chúng sinh thiên ý, đến thành tựu chính mình đế hoàng thiên ý, đối với chúng sinh không có bất kỳ tổn thất nào, căn bản không giống luân hồi kính diện như thế, muốn đem người sống giết chết. Thậm chí, tại trong lúc vô hình, Lý Thiên Mệnh thiên ý, cũng làm cho cái này 1 triệu chúng sinh, mở ra ngộ tính, thoát thai hoán cốt. Chỉ là đây hết thảy, chỉ là vừa mới bắt đầu, sẽ không quá rõ ràng. Đây mới thật sự là đế hoàng chi đạo. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Cái này 8 chữ, khắc ở trong lòng. Hắn cảm thấy mình rất may mắn. Lý thị thánh tộc, để cho mình học xong nghịch thiên cải mệnh. Đế hoàng thiên ý, thì để cho mình học xong tâm thủ chính nói. Đây là hình thành người khác ô hai đại căn bản. Đến từ đế quân hai mắt vừa mở, Lý Thiên Mệnh thấy được chính mình thông thiên đế lộ, rõ ràng. Tu luyện giả, trọng yếu nhất, vĩnh viễn là ý chí. Có cái gì hồn, làm cái gì người. Đêm này, hắn cứu được cái này 1 triệu người, mà cái này 1 triệu người, cũng để hắn học xong rất nhiều. Chỉ là đế hoàng thiên ý, vậy mà đều trưởng thành nhiều như vậy, ta đều có thể đột phá đến, thiên chi thánh cảnh tầng thứ 4 đi. Thiên ý là cảnh giới đột phá căn bản, như hôm nay ý đầy đủ, đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 4, căn bản không dùng bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, muốn trước dàn xếp cái này 1 triệu người, chém giết mộng ế phong cùng đông dương ám, tương đương với cản đế kế hoạch, không có người đáng tin cậy. Có điều, bọn họ chỉ ít bắt ngàn vạn người, nhiệm vụ của ta còn chưa kết thúc. Không khách khí nói, Lý Thiên Mệnh lần này lập công lớn. Đông Dương Ám, Hoàng Sùng Hoán, Triệu Thần Hồng, Ngụy Kỵ, Sùng Dương Thái Thượng. Những người này vừa chết, càn đế thủ hạ, ngoại trừ hai cái thiên chi thánh cảnh tầng thứ 9 nhi tử, đã không có bao nhiêu người tay. Tần Cửu Phủ cùng Bạch Tử Phong, ngay tại an bài cái kia trăm trên vạn người bờ. Đối bọn hắn tới nói, trên bờ an toàn một số,
Bọn họ trước ép buộc Linh Lung chiến thuyền, đến lúc đó, còn muốn đem những người này, hoàn hảo cho đưa về Đông Hoàng cảnh đi. Điện Vương, giết sạch, Lý Thiên Mệnh trở về sau lập tức hỏi. Lý do an toàn, không để cho bất cứ người nào chạy đi. Tần Cửu Phủ nói. Điều này nói rõ, thập phương đạo cung những thứ này tiền bối, thật cải biến phong cách. Ta đi gặp người nhà của ta. Lý Thiên Mệnh đi tới trong đám người. Thượng thần, rất nhiều không biết hắn bách tính, ánh mắt nóng rực nhìn lấy hắn, thậm chí có người quỳ xuống, cảm kích rơi lệ. Mọi người không nên suy nghĩ nhiều, ta cũng chỉ là phổ thông tu luyện giả, ta trước kia là Đông Hoàng Tông thiếu tông chủ, mọi người nghe nói qua sao? Nghe nói qua. Hảo lợi hại a, đại ca ca. Nhìn đến mỗi người bọn họ vẻ mặt vui cười, Lý Thiên Mệnh đồng dạng phát ra từ nội tâm thỏa mãn. Khương Phi Linh xuất hiện tại hắn bên người, hai người cùng một chỗ, hướng về Lý Cảnh Du bọn họ mà đi. Nãi nãi, ông ngoại, Lý Thiên Mệnh một đường chạy chậm tới. Mặc kệ hắn vừa mới nhiều uy phong, tại hai vị này trước mặt, còn chỉ là bọn hắn trong mắt đứa trẻ kia. Thiên Mệnh cháu ta, quá nổ tung, nãi nãi lấy ngươi làm vinh a, nhanh cho nãi nãi ôm một chút. Lý Cảnh Du nước mắt tuôn đầy mặt nói. Ta trước a, đây là ta thân cháu ngoại a. Vệ Thiên Thương dở khóc dở cười nói. Nữ sĩ ưu tiên không biết sao. Lý Cảnh Du trợn mắt một cái nói. Thành, Vệ Thiên Thương mỉm cười nhìn lấy đứa nhỏ này, kỳ thật tâm đã run rẩy thật lâu rồi. Lý Thiên Mệnh đem Lý Cảnh Du cho vung. Buông tay, người cái này cháu con rùa, đem lão thái bà lắc choáng. Lý Cảnh Du hét lớn. Nãi nãi, người đây không phải nói mình là rùa đen sao? Lý Thiên Mệnh cười to nói. Mọi người cười to. Một bên khác, Khương Phi Linh cùng Khương Thừa, Khương Thanh Loan gặp gỡ, đồng dạng là một thanh nước mũi một thanh nước mắt, sắp khóc thành một đoàn. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, nguyên lai thần thánh, Tuyết Lam bọn họ, đều cùng Khương Thừa cùng một chỗ. Thần thúc, Lý Thiên Mệnh hướng về nhẹ gật đầu. Thần thánh giơ tay lên, dựng lên một cái ngón tay cái, nói, Thiên Mệnh, thiếu nợ ta màu vàng thiên văn bảo ngọc, khi nào trả ta? Cái này màu vàng thiên văn bảo ngọc quá quý giá, ta một hồi trả lại ngươi mấy cái thượng phẩm thiên cấp thần nguyên. Lý Thiên Mệnh cười nói. Dạng này a, cái kia trước thiếu đi, thiên cấp thần nguyên ta trước cầm xuống. Thần thánh nói. Ha ha. Cười còn về sau, thần thánh cảm khái một câu, Thiên Mệnh, trải qua ngàn hiểm, giết qua vạn địch, ngươi vẫn là lúc trước cái kia cái hảo hài tử, không quên sơ tâm, mới được thủy chung, về sau con đường, ngươi nhất định có thể đi được càng tốt hơn. Ngươi thì thổi a, chỉnh ta đều không có ý tứ. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái nói. Đánh ngươi. Thần thánh bên cạnh Tuyết Lam, đã sớm ngây ra như phỗng. Nàng đứng ở chỗ này, giống cái kẻ ngu. Thiên Mệnh, một mực không có cơ hội giải thích với ngươi. Làm gì, không cần, đường đi nhiều, ta hiện tại đã biết rõ, so sánh rất nhiều người mà nói, ngươi cũng không có như vậy chọc người chán ghét. Ngươi đây là khích lệ vẫn là tán thưởng a? Tuyết Lam nói, ngươi liền xem như là khích lệ đi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Tuyết Lam nhìn thoáng qua hai đứa con trai mình. Vừa so sánh, tâm lý chênh lệch còn là rất lớn a. Khó chịu, muốn khóc. Ngoại trừ nàng bên ngoài, tâm lý chênh lệch càng lớn, chính là Vệ Quốc Hào, Vệ Lăng Huyên bọn họ. Biểu ca, bọn họ chỉnh tề hô to, đầu đều thấp đến ở ngực đi. Tần Cửu Phủ một bên để thập phương đạo cung. Phái thêm mấy người trợ thủ tới, một bên đem Đông Hoàng cảnh bách tính, tạm thời dàn xếp tại Huyền Thiên Hà bên cạnh. Lý Thiên Mệnh ngay tại cái này bờ sông, đem cảnh giới đột phá đến Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ tư. Lần này thu hoạch, có thể nói ngoài dự liệu, nhưng hợp tình hợp lý. Trở thành Hỗn Độn Thần Đế người thừa kế, hắn sớm muộn đi đến chúng sinh thiên ý con đường. Vừa mới đột phá, Lý Vô Địch thì theo Thương Lan bờ sông chạy đến. Ngươi làm xong. Hắn trừng to mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Người khác nhìn hắn Lý Vô Địch, cảm thấy hắn là quái vật, hiện trong mắt hắn, Lý Thiên Mệnh mới là quái vật. Sao, có phục hay không a, Đông Hoàng cảnh đệ nhị thiên tài? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Đậu phộng, phản ngươi, có tin ta hay không thừa dịp, ta còn so với ngươi còn mạnh hơn, đánh ngươi một trầu. Lý Vô Địch bĩu môi nói. Vậy ngươi phải làm tốt nửa đời sau, nằm ở trên giường dậy không nổi chuẩn bị. Lý Thiên Mệnh nói, nghe người phương diện kia rất mạnh, liền cha đều muốn ủi rồi. Lý Vô Địch mập mờ nói, ngọa tào, người đi chết, ta tại thần đô thời điểm,
ngươi sẽ không phải mỗi ngày cùng lão Diệp làm chuyện này à? Lý Thiên Mệnh cả kinh nói. Im miệng, lão tử là sắt thép thẳng nam. Lý Vô Địch gầm thét lên. Bốn chữ này, có thể che giấu ngươi, chỗ ngoặt. Cha con náo loạn một hồi, Lý Vô Địch mới nói chính sự. Thiên Mệnh, lần này xuất phát trước, ngươi không có nói mình đột phá, để ngươi thành công lắp cái bức. Ta hiện tại hỏi một chút, thực lực ngươi cực hạn đến cùng là bao nhiêu? Đây đối với chúng ta đạo cung tiếp xuống quyết định biện pháp rất trọng yếu. Lý Vô Địch chân thành nói. Gần nhất đột phá có chút hung mãnh, nếu như ngươi không thi triển huyết ma biến, ta có thể cùng ngươi thế lực ngang nhau. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi mẹ nó ăn trâu, cây roi đi, tăng nhanh như vậy. Cái này khiến lão tử đem mặt, hướng chỗ nào đặt a? Lý Vô Địch vừa cao hứng, lại là khó chịu. Thói quen liền tốt, Lý Thiên Mệnh híp mắt cười nói. Cầm thú, Lý Vô Địch hùng hùng hổ hổ, bất quá dạng này rất tốt, hoàng tộc coi ta là mục tiêu chủ yếu. Căn bản không có đoán trước, ngươi quật khởi hung mãnh như vậy. Lần này ngươi giết Đông Dương Ám cùng Mộng Ế Phong, cơ hồ đem bọn hắn tại thần đô bên ngoài cường giả, càn quét sạch sẽ, tiếp đó, bọn họ có thể ở bên ngoài chủ sự đích xác rất ít người, mà ta không có xuất thủ, bọn họ không biết ta tới qua nơi này, như vậy, ta có thể định vị càn đế vị trí chuyện này, cần phải còn không có bại lộ. Càn đế là lặng lẽ rời đi, muốn là Lý Vô Địch trong khoảng thời gian này. Dám xuất hiện tại Huyền Thiên Hà nơi này giết Đông Dương Ám, đối phương khẳng định sẽ có hoài nghi. Lần trước chém giết Hoàng Sùng Hoán, thuộc về hai người kia tìm đường chết rời đi đại quân, cũng không dễ dàng sinh ra loại này hoài nghi. Bình thường tới nói, càn đế tại thần đô, Lý Vô Địch nào dám chạy đến nơi đây đến. Phải biết, so với thập phương đạo cung cái kia trăm vạn đại quân, càn đế càng muốn diệt người là Lý Vô Địch. Giá trị của hắn, tại càn đế trong mắt, vượt qua trăm vạn đại quân. Thượng cổ hoàng tộc không có dự liệu được, bọn họ có thể ngăn cản Đông Hoàng cảnh bách tính, nguyên nhân chủ yếu có hai. Đệ nhất, càn đế cũng không biết, Lý Vô Địch nắm chắc hành tung của hắn. Thứ hai, Lý Thiên Mệnh nắm giữ, giết Đông Dương Ám cùng Mộng Ế Phong thực lực. Tại hoàng tộc suy nghĩ bên trong, Lý Vô Địch, Bạch Mặc cùng Dạ Nhất, đều không dám rời đi đạo cung. Căn bản không ai, có thể ngăn cản Đông Dương Ám. Nghĩa phụ. Càn đế hiện tại trở về rồi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Còn không có, hắn vị trí hiện tại, có chút tới gần chín đại thần vực đệ nhất thần vực, thái cổ thần vực. Đế thú đầu bị ta chặt, muốn chân chính khôi phục như lúc ban đầu, cần thánh linh túy, thần quốc phạm vi bên trong không có. Có điều, càn đế đã tại một chỗ, ẩn núp một đoạn thời gian, ta đoán chừng đã có mục tiêu. Chỉ cần cầm tới mục tiêu, đoán chừng liền sẽ trở về, chúng ta đến ở trước đó. Đem Đông Hoàng cảnh áp đưa tới ngàn vạn người, triệt để chặn đứng. Lý Vô Địch chân thành nói. Nghĩa phụ, đã ngươi còn không có xuất thủ, vậy ngươi liền trở về đi, chuyện nơi đây, toàn bộ giao cho ta. Lý Thiên Mệnh nói. Nắm giữ càn đế vị trí, nhìn như việc nhỏ, kỳ thật chi tiết này, thật vô cùng quan trọng. Có thể không bị hoài nghi, trước hết cất giấu. Ta chính là ý tứ này, bên này từ ngươi đến, ta để Tần Cửu Phủ cùng những người khác đi Thương Lan Giang. Gặp phải đối phương chiến thuyền, trước tiên đem người thầm giết sạch, một tin tức cũng không thể truyền đi. Hiện tại bọn hắn người, nhiều lắm là thiên chi thánh cảnh tầng thứ tư. Lý Vô Địch nói. Minh bạch, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Rút lui, sau khi nói xong, Lý Vô Địch trực tiếp đi. Đi không có mấy bước, hắn quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Thế nào, Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên Mệnh, ngươi làm thật có thể quyết đấu, thiên chi thánh cảnh tầng thứ 9. Có thể, Lý Thiên Mệnh ánh mắt kiên định nói. Vậy ta sau khi trở về, cùng Bạch Mặc, Dạ Nhất thương thảo một chút, tại càn đế về trước khi đến, chủ động xuất kích, chém giết Đông Dương Dục cùng Đông Dương Lăng khả năng. Lý Vô Địch âm thanh lạnh lùng nói. Để càn đế thành độc nhất nguyên soái. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Đúng, không lớn mật không phá được cục, thực lực của ngươi, là một cái cự đại điểm chống đỡ. Chỉ cần càn đế không tại. Chúng ta đạo cung cường giả, dẫn trước quá nhiều. Nghĩa phụ, nói thật, ta không chờ được nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Thành, nếu có quyết định, ta lập tức phái người, tới thay thế ngươi. Nói xong, Lý Vô Địch trực tiếp biến mất ở trong màn đêm. Lý Thiên Mệnh đứng lên, ngóng nhìn thần đô phương hướng. Quyết chiến thời khắc, đến. Trong bóng đêm, lại có 13 chiếc, linh lung chiến thuyền, cao điệu vận chuyển, thắng lợi trở về. Phốc phốc. Phốc phốc, trong bóng tối,
một thanh trường kiếm màu đen lấp lóe, một người mặc áo giáp màu đen che mặt nam tử, trong đám người lướt qua. Siêu siêu siêu, vô số cỗ thi thể, đổ vào bong tàu. Hết thảy đều rất an tĩnh. Theo chiếc thứ nhất thuyền, đến sau cùng một chiếc thuyền. Ngươi là ai? Một cái thiên chi thánh cảnh tầng thứ tư linh lung các đà chủ, đã nhận ra dị hưởng. Làm việc tốt không lưu danh, xin gọi ta người tốt. Phốc phốc, trường kiếm màu đen lướt qua, đà chủ đầu người tách rời. Không đến một phút, linh lung các cùng thượng cổ hoàng tộc người, lập tức chết sạch sẽ. Giải quyết, tới cứu người, Lý Thiên Mệnh hướng về phía bên bờ hô. Thần thánh, Khương Thừa chờ một chút người trước đến giúp đỡ. Thiên Mệnh, người bộ dáng bây giờ, là cái anh hùng hào kiệt, như cái hiệp khách. Khương Thừa tán thán nói. Cha vợ, dạng này khen ta, lễ hỏi có thể thiếu điểm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thành, quy củ cũng là quy củ, Chu Tước Phương nói. Đây là cái thứ hai thương đội. Đem cái này 1 triệu người cứu ra về sau, Lý Thiên Mệnh ngồi đợi chúng sinh thiên ý tới tay. Hắn đã chờ nửa ngày. Nhanh sùng bái ta, hắn hướng mọi người nói. Người kia là ai a? Không biết, là to, tựa như là cái kẻ ngu. Đến cùng là ai, đã cứu chúng ta a? Mọi người không hiểu ra sao. Lý Thiên Mệnh ngốc trệ. Ta chúng sinh thiên ý đâu? Rất hiển nhiên, lông đều không có. Hắn hiểu được. Ngọa tào, nguyên lai còn là đến trang bức đùa nghịch, chúng sinh mới có thể nể tình. Thất sách a, hắn nhất định phải bất động thanh sắc, đem người toàn bộ cứu ra, không phải vậy, thượng cổ hoàng tộc bên kia, nếu như biết rõ kế hoạch thất bại, rất có thể làm ra còn lại, nhằm vào đông hoàng cảnh bách tính kế hoạch. Nói thí dụ như, tại đông hoàng cảnh thì đồ sát, vậy liền khó chịu. Đối phương tựa hồ tuyển định cũng là Huyền Thiên Hà, tại vô thanh vô tức ở giữa. Lý Thiên Mệnh tiếp liên tục giết 7 cái thương đội đối thủ. Cứu người, đã có 8 triệu. Tuy nhiên chỉ có chi thứ nhất thương đội bách tính, cho hắn chúng sinh thiên ý, bất quá Lý Thiên Mệnh thỏa mãn. Nhìn đến bọn họ thoát khốn về sau, loại kia phát ra từ nội tâm hạnh phúc cùng khoái lạc, Lý Thiên Mệnh vì bọn họ cao hứng. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh hướng nơi xa xem xét, nguyên lai Tư Đồ Thanh Hòa cùng Vi Sinh Vũ mà tới. Thiên Mệnh, nghĩa phụ của ngươi để ngươi trở về. Càn đế đã đi trở về, cơ hội không nhiều lắm, bọn họ quyết định mạo hiểm một lần. Vi Sinh Vũ mạt nói. Được, bên này đâu? Bên này chúng ta tới phụ trách. Người nhà của ta còn ở nơi này, phiền phức hai vị. Lý Thiên Mệnh nói. Không có vấn đề, trước mắt còn có 2 chi đội tàu không có xuất hiện, đoán chừng trên đường. Mặt khác, dựa theo thời gian, nếu như Đông Dương Ám không bị ngươi giết chết lời nói, hắn hiện tại nhanh đến thần đô, đối phương rất nhanh sẽ hoài nghi. Người nhanh đi về đi. Tư Đồ Thanh Hòa nói. Minh bạch. Lam Hoàng đã tại biển cả phía trên, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh mỗi người ngồi đấy một cái đầu rồng, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu thì tại Lam Hoàng trên đỉnh đầu, hăng hái. Thiên Mệnh, Vi Sinh Vũ mạt hô một tiếng. Điện Vương, Lý Thiên Mệnh quay đầu. Cung chủ ngủ thiếp đi, hy vọng lúc nàng tỉnh lại, có thể nhìn đến thiên hạ Thái Bình, nhìn đến ngươi, thành làm một cái đỉnh thiên lập địa người. Vi Sinh Vũ mặt hai mắt đẫm lệ mông lung. Nhất định, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn thề, hắn nhất định sẽ không để cho Vi Sinh Vân Tịch thất vọng. Đi chiến đấu đi, nhiệt huyết thiếu niên. Tư Đồ Thanh Hòa tay vuốt hàm râu, sụt sịt không thôi. Đi. Lam Hoàng hét lớn một tiếng, dọc theo Huyền Thiên Hà đường thủy, phóng tới thần đô. Thượng cổ hoàng tộc, Huỳnh Hỏa hai cánh chống nạnh, nhìn về phía thần đô phương hướng, bộc lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Toàn tộc các ngươi chứng, hết rồi. Thập phương chấn ma kết giới. 1 triệu thất tinh quân đoàn tập kết. Vạn quân trước đó, đứng đấy Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, Dạ Nhất, Bạch Mặc 4 người. Lý Thiên Mệnh vừa trở về, 3 người bọn hắn liền trực tiếp triệu tập đại quân. Trước mắt, phản công thượng cổ hoàng tộc mệnh lệnh còn không có hạ đạt, đây là tránh cho hữu tuyến người tiết lộ. Đại đa số người cũng không biết, lúc này thời điểm toàn quân tụ tập, đến cùng là vì cái gì? Bạch Mặc đều đi ra, tương đương với thập phương chấn ma kết giới, thì giao cho Dạ Lăng Phong chủ trì đại cục. Thiên Mệnh, bọn họ lập tức đối Đông Dương Ám đội ngũ, còn chưa tới đạt thần đô sinh ra hoài nghi. Mặt khác, lấy càn đế trở về tốc độ, còn có 8 ngày thời gian. Mục tiêu của chúng ta, là trong khoảng thời gian này, triệt để trọng thương đối thủ. Lý Vô Địch nói. Minh Bạch, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lần này ngăn cản linh lung các chiến thuyền thành công.
giải cứu Đông Hoàng cảnh bách tính, nhưng, Càn Đế đã phát rồ, hắn đi lên con đường này, một lần thất bại, sẽ chỉ có nhiều lần hơn, thậm chí trực tiếp đi Đông Hoàng cảnh đổ sát bách tính. Chúng ta muốn co đầu rút cổ đều rất khó, mới làm ra lần này, thừa cơ bị thương địch quân, thành lập ưu thế, để Càn Đế trở thành người cô đơn quyết định. Lý Vô Địch nói, vô đạo người, cái gì cũng có thể làm đi ra, nếu là hắn điên rồi, đoán chừng sẽ còn đổ sát thần đô chung quanh thành trì bách tính đây. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói, người một khi điên cuồng thành ma, vậy sẽ phải thiên chu địa diệt. Không phải thập phương đạo cung nhân từ, mà chính là, bọn họ đều muốn thủ hộ gia viên của mình, chu diệt cửu minh nhất tộc, đem cái này giang sơn vạn dân, một lần nữa trưởng khống tại minh quân trong tay. Nói trắng ra là, cửu minh nhất tộc, cũng là xâm lược nhất tộc, chiếm lấy thần quốc cương vực vài vạn năm, chiếm cứ ở chỗ này hút máu. Này lại là một cuộc ác chiến, song phương quân đoàn nhân số không sai biệt lắm, mà lại không có bất kỳ cái gì kết giới ưu thế. Bất quá, chúng ta có hai cái ưu thế. Đệ nhất, quân đoàn biên chế tốt, có thống nhất chỉ huy. Mà đối phương là Đông Dương Lăng Đông Dương Dục hai quân liên hợp, năng lực tác chiến mạnh Đông Dương Dục một phương, không có hiểu quân đạo hoàng sùng hoán, chiến lực sẽ suy yếu. Đến mức thứ hai, thì là chúng ta lần này mạo hiểm xuất chiến quan trọng, cái kia chính là đỉnh phong cường giả số lượng. Điểm này xây dựng ở thiên mệnh quật khởi phía trên, cái này ưu thế, là chiến thuật của chúng ta quan trọng. Ba chúng ta vị thương nghị một chút, đối ngươi làm ra an bài. Lý Vô Địch nhìn lấy Lý Thiên Mệnh nói. Nghĩa phụ, ngươi nói. Lý Thiên Mệnh nói. Ta sẽ dùng huyết ma biến, đem sức chiến đấu của ta tăng lên tới đỉnh phong, vì thất tinh quân đoàn mở đường. Ta không hợp nhau đối phương cường giả, dạng này giải phóng ra ngoài, ta một người, chỉ ít có thể giết đối phương 100.000 người. Dạ Nhất Điện chủ cần thống soái quân đoàn, có hắn tọa chân khống chế chiến trận. Là thất tinh quân đoàn chiến lực căn bản. Như vậy, chỉ còn lại hai người, theo thứ tự là ngươi cùng Bạch Mặc Điện Vương, các ngươi cần muốn ngăn cản Đông Dương Lăng cùng Đông Dương Dục, khác để bọn hắn quấy nhiễu ta cùng Dạ Nhất. Lý Vô Địch trầm giọng nói. Minh Bạch, ta có thể, Lý Thiên Mệnh nói. Lý Vô Địch huyết ma biến, dùng trên chiến trường đồ sát, xác thực có thể phát huy ra kinh khủng nhất hiệu dụng, rất có thể trở thành đánh tan đối phương quan trọng. Lý Thiên Mệnh quật khởi. Đúng tốt có thể vì hắn ngăn cản đối phương cường giả, giải phóng Lý Vô Địch lực sát thương. Đông Dương Dục cùng Đông Dương Lăng, ngươi chọn một, Lý Vô Địch nói. Ta tới đối phó Đông Dương Dục đi, hắn tương đối khó quấn. Bạch Mặc nói. Điện Vương, ta tới. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Ngươi chắc chắn chứ, Bạch Mặc hỏi. Bất diệt kiếm khí hấp thu bao nhiêu? Ta mang theo không minh giới thạch ra ngoài, mục đích đạt tới trước hơn 8.000. Lý Thiên Mệnh nói. Bạch Mặc ngơ ngác nhìn lấy hắn. Hắn cười khổ một cái, nói. Người đứa nhỏ này, lúc trước đem ngươi theo kỳ lân cổ tộc mang ra, ta nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, không đến một năm, ngươi có thể bắt kịp ta. Phụ tử các ngươi, cũng là thượng thiên phái tới chu diệt cửu minh nhất tộc, ta hoàn toàn tin. Dạ Nhất cũng cảm khái nói, Thiên Mệnh, tiếp đó, xem ngươi quang huy thời khắc, tuổi trẻ khinh cuồng, làm một anh hùng cái thế, không mất mặt. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Chuẩn bị tốt. Dạ Nhất bỗng nhiên quay đầu, mặt hướng trăm vạn đại quân. Thất tinh quân đoàn nghe lệnh. Vâng, 1.000.000 nhân đại giống. Số 1 trùng kích trận hình. Thất tinh quân đoàn chiến trận, cùng cộng sinh thú thuộc tính, thần thông xa gần trình công kích, đều có quan hệ rất lớn, bọn họ cũng không chỉ là lung tung hô nhau mà lên. Đăng đăng đăng. Trận hình biến hóa, như là một thanh dao nhọn. Lý Vô Địch. Đứng tại cái này dao nhọn phía trước nhất. Hôm nay, hắn muốn xé rách thượng cổ hoàng tộc trái tim người kia. Thất tinh quân đoàn chuẩn bị hoàn tất. Dạ Nhất ánh mắt ngưng tụ, sau đó, chấn thiên gào thét. Đạo cung con cháu, sinh tử đồng bào, theo ta một đạo, đồ diệt cửu minh. Tại Dạ Nhất thống soái phía dưới, 21.000.000 trở lên ngự thú sư cùng cộng sinh thú, lấy kết cấu chỉnh tề, nghiêm mật chiến trận, đánh tới. Thất tinh quân đoàn. Vốn là lấy cộng sinh thú loại hình phân chia, trong đó thiên su quân đoàn, chính là thú chạy quân đoàn, thiên su quân đoàn chiến sĩ, hắn cộng sinh thú trên cơ bản đều là thú chạy. Thiên tuyền quân đoàn cộng sinh thú, thì lại lấy phi cầm làm chủ. Còn có diêu quang quân đoàn cộng sinh thú, trên cơ bản thiện thủy, có thể theo đường thủy xuất phát, phụ trách đoạn tuyệt địch quân dọc theo thần đô thủy hệ chạy trốn con đường sau này. Rầm rầm rầm, thất đại quân đoàn đều xuất hiện, hô tiếng hô giết rung trời.
Tại trăm vạn đại quân trước đó, Lý Vô Địch cùng Đêm Một hai người, phân biệt khống chế hai đầu phi cầm cộng sinh thú Thái Cổ Huyết Kiếp Côn Bằng cùng Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng. Hai đại bát giai cổ thánh thú trực tiếp mở đường, xông ra thập phương trấn ma kết giới. Ầm ầm. Ngay sau đó, trăm vạn đại quân phủ đầu mà ra, Hải Lục Không Tam đại chiến đoàn toàn diện xuất kích. Tại Dạ Nhất An bài phía dưới, toàn quân ngay ngắn trật tự, có người phụ trách chính diện trùng kích, có người quanh co bọc đánh, có người đoạn hậu. Lý Vô Địch đã thi triển huyết ma biến, người như máu tanh cự thú, tay cầm đệ nhất kiếp đao, sát khí ngút trời. Cửu Minh nhất tộc, tận thế đã đến. Lý Vô Địch đã trông thấy, cái kia thượng cổ hoàng tộc lâm thời quân doanh. Bọn họ trú đóng ở nơi này, tại Càn Đế cùng Đông Hoàng cảnh bách tính đến trước đó, cũng không những an bài khác. Lần trước Hoàng Sùng Hoán ra chuyện về sau, Đông Dương Dục thì mệnh toàn quân đóng giữ, không cho phép ra ngoài. Thập phương đạo cung đại quân hướng lúc đi ra, bọn họ cố nhiên có một ít phòng bị, nhưng đại đa số người, ở vào không có việc gì trạng thái. Có người đóng giữ, thời khắc quan sát thập phương đạo cung động tĩnh, nhưng cũng có người tinh thần buông lỏng, đang suy nghĩ sự tình khác. Dưới tình huống như vậy, thất tinh quân đoàn tại yên lặng thời điểm, bỗng nhiên giết ra đến, tuyệt đối chí mạng. Động tĩnh lớn như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Có ít người, thậm chí tại tu luyện hoặc là ngủ gật bên trong, bị bỗng nhiên bừng tỉnh. Toàn quân đề phòng. Đạo cung giết ra đến. Đề phòng, chuẩn bị nghênh chiến. Trong lúc nhất thời, doanh địa tạm thời bên trong gà bay chó chạy, một mảnh hỗn loạn. Bởi vì thiếu khuyết Hoàng Sùng Hoán cùng Triệu Thần Hồng cụ thể quản hạt, Đông Dương Dục lại cao cao tại thượng, khoảng cách tầm thường chiến sĩ quá xa xôi, tại cái này vội vàng ở giữa, vậy mà không ai đi ra chủ trì đại cục. Rầm rầm rầm. Phóng tầm mắt nhìn tới, đạo cung phương hướng đã cuốn lên đầy trời bụi mù, có thể nhìn đến cái kia bay lượn cộng sinh thú đại quân, lập tức liền muốn cúi xông lại. Có bệ hạ tại, bọn họ cũng dám rời đi thập phương trấn ma kết giới, xuất động xuất kích. Rất nhiều người đều mộng, coi như tại bọn họ bên này, biết Càn Đế tạm thời không tại Thần Đô người, chỉ có Đông Dương Dục cùng Đông Dương Lăng. Bọn họ làm sao biết, vì mau chóng để đế thú khôi phục cổ chi thánh cảnh tầng thứ 2 chiến đấu lực, gia tăng thượng cổ hoàng tộc thẻ đánh bạc, Càn Đế đã lặng yên rời đi. Mặc kệ, đi ra thì là muốn chết, các huynh đệ, san bằng thập phương đạo cung thời cơ, đã đến. Giết! Thời gian tuy nhiên ngắn, thượng cổ hoàng tộc bên này, vẫn là rất nhanh tạo thành phòng thủ. Doanh địa tạm thời hạch tâm vị trí. Lão Cửu, Đông Dương Dục giống lớn một tiếng, đem ngay tại tu hành Đông Dương Lăng, dọa đến nhướng mày. Có việc. Đạo cung tiến công chúng ta. Đông Dương Dục có chút ngốc trệ nói. Bọn họ ở đâu ra đảm lượng? Chỉ cần bọn họ đi ra, căn bản không ai có thể đỡ nổi Phụ Hoàng, chẳng lẽ nói Đông Dương Lăng có dự cảm không tốt? Bọn họ biết, Phụ Hoàng không tại. Đông Dương Dục trợn mắt nói. Không có khả năng, Phụ Hoàng rời đi, chỉ có chúng ta hai cái biết. Phụ Hoàng vô tung vô ảnh, đạo cung sao có thể biết. Đông Dương Lăng nói. Đừng để ý tới bọn hắn ăn cái gì hùng tâm báo tử đảm, nghênh chiến đi. Đông Dương Dục nói xong, bắt đầu triệu tập đại quân chống cự. Đông Dương Lăng liền vội vàng đứng dậy, đuổi theo, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút, phía trước cái kia cự thú lao nhanh bóng mờ, mí mắt nhảy không ngừng. Đạo cung ra đi tìm cái chết, hoàng tộc huynh đệ nhóm, tuyệt đối không nên khách khí. Chư vị, theo ta cùng một chỗ, san bằng đạo cung, giết sạch chó bối. Không có Hoàng Sùng Hoán, Đông Dương Dục là cao quý hoàng tử, chỉ có thể đi ra ra lệnh, hắn nam chinh bắc chiến, đương nhiên hiểu được quân đạo. Giết! Tại Đông Dương Dục nộ hống trong thanh âm, vạn quân cấp tốc tập kết. Chỉ cần không tiến thập phương trấn ma kết giới, hoàng tộc bộ hạ lòng tin còn rất đủ. Dù sao, bọn họ đều cho rằng, Càn Đế còn ở trong trận. Đúng vào lúc này, oanh, đánh thẳng tới thất tinh quân đoàn, cùng khẩn cấp phòng thủ thượng cổ hoàng tộc quân đoàn, ầm vang đụng vào nhau. Xoẹt, trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, máu tươi vẩy ra. Phốc phốc phốc, một đạo hồng quang giết trong đám người, chỗ đến, liên miên thi thể ngã xuống. Còn có một cái thái cổ huyết kiếp côn bằng, há miệng phun một cái. Huyết sắc dòng nước lũ trùng kích phía dưới, hàng trăm hàng ngàn ngự thú sư cùng cộng sinh thú, tại chỗ chết thảm. Thượng cổ hoàng tộc còn không có tập kết hoàn tất, thì bị xé nứt ra một lỗ hổng. Oanh! Thất tinh quân đoàn thiết kỵ, trực tiếp từ nơi này thiếu trong miệng, vọt vào, một đường nghiền ép đổ sát. Đó là Lý Vô Địch. Hắn cái này là muốn chết,
bệ hạ lập tức liền sẽ ra tới đối phó hắn. Ha ha, thứ không biết chết sống, lần trước miễn cưỡng đào mệnh, còn thật sự coi chính mình khả năng. Siêu siêu. Tại bọn họ trong lúc nói chuyện, huyết quang xông qua, chết tại Lý Vô Địch trong tay người, càng ngày càng nhiều. Huyết ma biến phía dưới, vô số thần thông đánh ở trên người hắn, căn bản không có gì đáng ngại. Tại phía sau hắn, trăm vạn đại quân vọt vào, tiếp lấy Lý Vô Địch tình thế, Yuya vừa mở đường, trường thương sở hướng, huyết nhục văng tung tóe. Thượng cổ hoàng tộc bộ hạ còn không có kịp phản ứng, liền có chút chống đỡ không được, trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Bọn họ quá mức tự tin, tăng thêm hỗn loạn thời điểm, còn không có thống nhất quản lý, trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không biết, cái kia nghe ai mệnh lệnh. Trực tiếp loạn thành một bầy. Thất tinh quân đoàn tựa như là một thanh bén nhọn lưỡi lê, đâm vào năm bè bảy mảng bên trong. Giết! Tiếng la giết âm ngút trời, đạo cung đệ tử chính mình cũng có thể nhìn đến, đối phương chiến trận sụp đổ. Đây là trên chiến trường, lớn nhất chuyện kiêng kỵ. Thiên su quân đoàn, hỏa diễm bao trùm. Thiên tuyển quân đoàn, đông nam phương hướng chuyển bên trong, hạ xuống vẫn thạch vũ. Dạ nhất vĩnh dạ thiên ma ưng, lấy đặc biệt gọi tiếng, cấp tốc tướng quân lệnh lan ra lái đi, địch nhân cơ bản nghe không rõ. Nghiêm chỉnh huấn luyện quân đoàn, gặp phải quần long vô thủ thượng cổ hoàng tộc, cao thấp biết liền. Rầm rập, tại thất tinh quân đoàn thống nhất bao trùm thần thông uy lực bên trong, đối phương tán loạn thần thông, căn bản không thể nào chống cự. Vù vù. Hỏa diễm cuồn cuộn cuốn tới, rất nhiều người đều bị thiêu thành cho tàn. Ầm, thiên su quân đoàn mặt đất quân đoàn, tại cái này trong biển lửa vọt tới, nhào về phía thượng cổ hoàng tộc. Phốc phốc, hợp lực chém giết phía dưới, nguyên một đám đầu người bay ra ngoài. Giết sạch bọn họ, giết sạch cửu minh nhất tộc. Trên chiến trường không có nhân từ, chỉ có huyết tinh địa ngục, thất tinh quân đoàn trùng sát nghiền ép lên địa phương, không có người sống. Có thể nói. Lý Vô Địch cùng Dạ Nhất phối hợp uy lực, đã phá vỡ thất tinh quân đoàn cùng thượng cổ hoàng tộc quân đoàn thăng bằng. Nhất là, huyết ma một dạng Lý Vô Địch. Hắn như tử thần hàng lâm, mặc kệ đối phương chồng chất lên như thế nào phòng ngự, hắn một người một đao một thú, chém giết vào, trực tiếp xáo trộn chiến trận, tiến hành một trường giết chóc. Bệ hạ đâu? Bệ hạ tại sao vẫn chưa ra trừng trị hắn? Chạy mau, chạy mau. Phàm là nhìn thấy Lý Vô Địch, bọn họ đã bị dọa. Mấy trăm người vây công đều vô dụng, căn bản không ai có thể đột phá, cái kia huyết ma biến lân giáp. Các ngươi chạy không được, đều phải chết. Lý Vô Địch tiếng cười to âm, tại chiến trường bao phủ, tiếng cười kia gọi người tê cả da đầu. Thất tinh quân đoàn thanh này dao nhọn, đã hoàn toàn cắm vào thượng cổ hoàng tộc ở ngực, hai quân triệt để quấn quýt lấy nhau. Trong lúc nhất thời, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Siêu quang quân đoàn đột kích. Ngọc Hành quân đoàn vòng sau chặn giết. Dạ Nhất vẫn ngay ngắn trật tự an bài, hắn bay ở trên trời trưởng khống đại cục. Chỉ cần bất kỳ một cái nào quân đoàn, đánh không khuyết trước miệng, hắn tự mình đi xuống, giết ra một đường máu. Tiếp tục như vậy, đối phương tuyệt đối xong đời. Thiếu đi Hoàng Sùng Hoán, lại thêm không có chuẩn bị, đối phương chiến lực hạ xuống nhiều lắm. Dạ Nhất híp mắt. Đạo cung lần này mục đích chính yếu nhất, cũng là đánh đối phương một trở tay không kịp. Trước mắt đến xem, bọn họ hai đại ưu thế, đã hoàn toàn phát huy đi ra, chỉ là cái kia Lý Vô Địch, cái này một mạch liều chết đi xuống, chỉ muốn không có người có thể ngăn cản hắn, để hắn thế như trẻ tre giết 100.000 người, hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, nếu có người ngăn cản cước bộ của hắn, để hắn không có cách nào tại thời gian ngắn, để thập phương đạo cung thành lập nhân số phía trên ưu thế, cái kia thất tinh quân đoàn, liền sẽ lâm vào đối phương rảo sát bên trong. Coi như có thể thắng. Cũng sẽ có tổn thất rất lớn, dù sao tại quân đoàn sức chiến đấu, song phương khác nhau không tính lớn. Thời cơ chớp mắt là qua, hiện tại còn không tính thắng. Nhất định phải thừa thế xông lên, nhất kích tất sát, tuyệt không thể làm cho đối phương thở một cái. Dạ Nhất rất rõ ràng biết điểm này. Đối phương đây là bị đánh phủ, muốn là thở dốc một miệng, rất có thể liền bắt đầu phản sát. Kỳ thật khai chiến đến bây giờ, thời gian rất ngắn, Lý Vô Địch chỉ ít giết 10.000 người. Hắn toàn thân đều là huyết, hoàn toàn là sát lục chi thần, chỗ đến, thượng cổ hoàng tộc tất cả mọi người chỉ có thể chạy, vừa vặn chạy ra để thất tinh quân đoàn xông vào không gian. Rầm rầm rầm, rất nhiều cộng sinh thú đập vào lên, đó là tương đương kinh khủng. Chí ít trên khí thế, sẽ hình thành nghiền ép. Lý Vô Địch, ngươi muốn chết. Bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến,
chỉ thấy đối phương hạch tâm vị trí, lao ra hai người. Chính là Đông Dương Lăng cùng Đông Dương Dục. Bọn họ liên thủ mà đến, ánh mắt phun lửa. Thì các ngươi hai cái, nội đấu chó a, các ngươi lão tử đâu, lại ở ra dám rồi. Lần này chết tại cái gì, người già si ngốc sao? Lý Vô Địch tiếp tục giết hại, phối hợp Dã Nhất an bài, đánh tan đối phương tập kết chiến trận, nhìn cũng chưa từng nhìn hai người liếc một chút. Làm càn, phản quốc nghịch tặc, hôm nay chúng ta muốn tru diệt ngươi cửu tộc. Bọn họ không dám đơn độc phía trên, chỉ dám cùng một chỗ truy đuổi Lý Vô Địch. Có ý tứ gì a? Vì cái gì càn đế lão quỷ kia còn không ra, vẫn là nói, hắn không tại thần đô. Lý Vô Địch cười to nói. Đông Dương Dục cùng Đông Dương Lăng sắc mặt đại biến. Hắn quả nhiên biết. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra, như thế chuyện bí mật, Lý Vô Địch làm sao có thể như thế chắc chắn. Loại tin tức này, chỉ cần xuất hiện sai lầm, liền sẽ chôn vùi thập phương đạo cung, không chắc chắn, tuyệt sẽ không xuất chiến. Hiện tại thượng cổ hoàng tộc thiên quân vạn mã, đều nghe được càn đế không tại thần đô tin tức, càng thêm tuyệt vọng. Thậm chí, trực tiếp tan tác. Đông Dương Dục, người phản bội phụ hoàng. Đông Dương Lăng ánh mắt phun lửa, nhìn chòng chọc vào hắn. Ngươi đánh giám, ta có chỗ tốt gì? Phụ hoàng muốn là đổ, đạo cung cái thứ nhất làm thịt ta. Đông Dương Dục táo bạo nói. Đông Dương Lăng tỉ mỉ nghĩ lại, Đông Dương Dục nói có đạo lý. Hắn không truy cứu nữa vấn đề này. Chúng ta nhất định phải liên thủ ngăn cản Lý Vô Địch, chống đến phụ hoàng trở về, để quân đoàn rút lui trước về Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới. Đông Dương Lăng nói. Kỳ thật nói cho cùng, bọn họ sẽ tao ngộ dạng này khốn cảnh, chủ yếu vẫn là ngạo mạn quấy phá. Bao quát càn đế ở bên trong, hắn vì đế thú khỏi hẳn, lớn mật rời đi, còn không phải tự cao ăn chắc thập phương đạo cung. Rút quân, trở về Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới. Rút lui. Tại Đông Dương Dục mệnh lệnh phía dưới, hoàng tộc chiến bại quân cuối cùng rút lui. Nhưng, thập phương đạo cung vẫn là gắt gao cắn ở sau lưng hắn. Lý Vô Địch càng là xâm nhập địch quân, một người đại chiến thiên quân vạn mã, cùng Ngọc Hành quân đoàn cùng một chỗ, ngăn cản đối phương con đường sau này. Ngăn lại Lý Vô Địch. Huynh đệ bọn họ liếc mắt liền nhìn ra, Lý Vô Địch là quan trọng, không tiêu diệt hắn, căn bản là không có cách rút lui, mà lại thăng bằng sẽ phá đến càng thêm triệt để. Hai người cấp tốc tới gần Lý Vô Địch. Hắn loại biến hóa này năng lực, đối thánh nguyên tiêu hao nhất định phi thường lớn, hắn giết quá nhiều người, chúng ta có cơ hội giết hắn. Đông Dương Dục ánh mắt nóng rực nói. Thử một chút đi, Đông Dương Lăng trầm giọng nói. Liền tại bọn hắn tới gần Lý Vô Địch thời điểm. Một già một trẻ hai bóng người, đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Bạch Mặc, Đông Dương Lăng cùng Đông Dương Dục biến sắc. Thập phương trấn ma kết giới, người cũng không cần. Đông Dương Dục ý thức được, đối phương rất có sống mái một trận chiến ý tứ. Lúc nói chuyện, cặp mắt của bọn hắn, quét bên cạnh Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Làm sao bây giờ, có Bạch Mặc tại, chúng ta không đối phó được Lý Vô Địch. Đông Dương Lăng chết nhíu mày. Lý Thiên Mệnh ra đến tìm cái chết, mặc kệ Lý Vô Địch, chúng ta cầm xuống Lý Thiên Mệnh, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, mệnh của hắn, có thể bức bách đạo cung lui quân. Đông Dương Dục ghé vào lỗ tai hắn trầm giọng nói. Đây là hy vọng duy nhất, không nghĩ tới đạo cung, trả cho chúng ta lưu lại loại sơ hở này, ta bước đi Bạch Mặc, người chuyên giết Lý Thiên Mệnh, lập tức. Đông Dương Lăng nói. Tốt, bọn họ trên cơ bản cũng là liếc nhau một cái, liền biết ý nghĩ của đối phương. Tiếp theo trong nháy mắt, Đông Dương Lăng hướng thẳng đến Bạch Mặc nhào tới. Đến, Bạch Mặc hướng về bên trái mà đi, đem chiến trường phân ra, Đông Dương Dục thì sớm đã xông về Lý Thiên Mệnh. Vọt tới Lý Thiên Mệnh trước mắt về sau, Đông Dương Dục bất ngờ ngừng lại, khó có thể tin nhìn lấy hắn, nói, ngươi không chạy. Với hắn mà nói, đây quả thực không thể tưởng tượng. Đáp lại hắn, là Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng Kiếm. Hắn lấy ra Đông Hoàng Kiếm, giữ tại trong hai tay, ánh mắt như là ngọn lửa, nhìn chằm chằm Đông Dương Dục. Cái kia kim tròng mắt màu đen, tựa như là hai cái mặt trời, kim sắc thiêu đốt, màu đen âm u. Hắn ba đầu cộng sinh thú. Một mạch liều chết, đi tới bên cạnh hắn. Tiểu tử, người đây là ý gì đâu? Đông Dương Dục sững sờ. Dục đế, Lý Thiên Mệnh dùng xưng hô thế này đến gọi hắn, thì là một loại trào phúng, khóe miệng của hắn lạnh lẽo cười một tiếng, nói, hôm nay, ta muốn cầm đầu của ngươi, đựng một lần bức. Ngươi nói cái gì? Đông Dương Dục không thể tin vào tai của mình. Ta nói, ta muốn đưa ngươi xuống địa ngục. Đông Dương Dục thật vui vẻ.
hắn bật cười một tiếng, nói loại này không não, đến chỉ hoãn thời gian là sao? Đáng tiếc ta không mắc mưu, ngươi cho ta thúc thủ chịu trói. Vừa mới nói xong, hắn cộng sinh thú đều không ra, khẽ vươn tay hướng về Lý Thiên Mệnh chộp tới. Ngay tại hắn vừa thân thủ thời điểm, một đầu tinh thần lập lòe xiềng xích, lấy tốc độ khủng khiếp lao vút mà đến, hóa thành ngôi sao đầy trời, nhìn đều thấy không rõ lắm, trực tiếp quất vào Đông Dương Dục trên cánh tay. Ba. Một tiếng vang giòn. A. À. Đông Dương Dục hét thảm một tiếng, lui lại ba bước xem xét, trên bàn tay của hắn, đã có một đầu sâu đủ thấy xương vết máu, máu me khắp người. Siêu siêu. Ngay sau đó liên tục hai roi, Đông Dương Dục lẫn mất nhất là chật vật. Nhưng là, mặt trái của hắn, vẫn là bị Tam Thiên Tinh vực quăng một chút, trực tiếp nổ tung một đầu vết máu, hàm răng đều rớt xuống. Đông Dương Dục ánh mắt, triệt để đỏ lên, phía trên tràn đầy tơ máu. Ngươi thì chút bản lãnh này, cũng có thể làm cổ chi đại đế. Cái này chẳng phải là nói, cái này cổ chi đại đế, ta cũng có thể làm. Lý Thiên Mệnh đứng ở đằng xa, khẽ ngẩng đầu, lấy miệt thị ánh mắt nhìn hắn. Hiện tại là Lý Vô Địch đại sát tứ phương thời điểm, cái kia nóng nảy người là hắn Đông Dương Dục. Ha ha, Đông Dương Dục lau đi vết máu ở khóe miệng, nhịn không được bật cười, cười đến có chút điên cuồng. Thú vị, thú vị, người cái này tốc độ tiến bộ, xem ra tựa như là thượng thiên sinh ngươi, chuyên môn đến diệt vong chúng ta thượng cổ hoàng tộc. Có loại số mệnh cảm giác, Đông Dương Dục cười to thời điểm, hắn ba đầu cộng sinh thú, huyết dực viêm ma cửu anh, toàn bộ xuất hiện tại hắn bên người. Cái này mỗi một đầu đều là bát giai cổ thánh thú, phân biệt đều có máu, độc, lửa ba loại thuộc tính, ba đầu cộng sinh thú đều là thành thục thể, hung ác ác sát, sát khí ngút trời, nhất là một đôi huyết sắc cánh thịt, triển khai về sau, nhất là kinh người. Người suy nghĩ nhiều quá, vì các ngươi cửu minh nhất tộc, đến tạo nên một cái ta. Vậy cũng quá để ý mình. Nói thật, các ngươi không xứng. Lý Thiên Mệnh nói. Há, xứng hay không không quan hệ, nhưng ta biết. Cái này vài vạn năm đến, có tính ra hàng trăm người dạng này thiên tài, hô hào thế thiên hành đạo khẩu hiệu, đến khiêu khích chúng ta hoàng tộc, bao quát Vi Sinh Vân Tịch, bao quát Lý Mộ Dương, người so với ta rõ ràng, kết quả của bọn hắn là cái gì? Đông Dương Dục cười nhạo. Ta không biết, ta chỉ cần biết, hôm nay ngươi một triệu hoàng tộc, muốn bị chết ở chỗ này. Ta Lý Thiên Mệnh, muốn lấy huyết nhục của các ngươi hải cốt, để lễ tế thần đô phía dưới, 10 tỷ oan hồn. Lý Thiên Mệnh ánh mắt như máu, cùng ba đầu cộng sinh thú cùng một chỗ, không sợ giết ra. 10 tỷ, Đông Dương Dục khó có thể tin nhìn lấy hắn, cười nhạo nói, ngươi cũng quá xem thường ta thượng cổ hoàng tộc đi. Vài vạn năm đến, chúng ta giết mổ xúc sinh, chỉ ít 100 tỷ. Lý Thiên Mệnh ánh mắt trầm xuống, sát cơ chợt hiện. Ầm ầm, Lam Hoàng phủ đầu xông ra, cái kia thân thể lớn như vậy đập xuống đất, thần thông gợn sóng chấn động mà đi. Ong ong. Nó dưới chân đất đai, chuyển thành trạm Lam Hải Ngục, biển cả diện tích, hướng về Đông Dương Dục bao phủ mà đi. Oanh! Vô số nước biển bạo phát, hình thành thao thiên cự lãng, vọt tới Đông Dương Dục, cái kia bàng bạc sóng nước, trong nháy mắt đem bọn hắn một người ba thú, cuốn vào trong nước. Đông Dương Dục cùng Đông Dương Ám khác biệt, hắn cộng sinh thú, khuynh hướng lửa độc thuộc tính, một chút sợ nước. Muốn đem ta kéo vào trong nước, ngươi nghĩ hay thật, Đông Dương Dục trấn khai sóng biển. Hắn cùng ba đầu huyết dực viêm ma cửu anh đều có thể chạy như bay lên, hoàn toàn có thể không chung tác chiến. Liền tại bọn hắn một người ba thú, hướng ra mặt biển thời điểm. Đinh đinh đinh. Sóng nước bên trong, bỗng nhiên xông tới một đầu tinh thần xiềng xích, đột nhiên cuốn lấy máu me đầy đầu cánh viêm ma cửu anh. Tam thiên tinh vực đủ để kéo dài 3.000 mét, trực tiếp đem cái này máu me đầy đầu cánh viêm ma cửu anh, cho buộc thành bánh chưng. Sắc bén kia vòng tròn. Cắt chém ở tại lớp vảy màu đỏ rực phía trên, lôi ra từng cái tơ máu. Đầu này cự thú nổi giận, đang muốn chấn vỡ xiềng xích này, lại không nghĩ rằng xiềng xích này bên trong, đột nhiên chuyển đến thao thiên chi lực. Cho ta tiến đến. Đó là Lý Thiên Mệnh cùng Lam Hoang cùng một chỗ, lôi kéo Tam Thiên Tinh vực hướng đáy biển đi, Lam Hoang mượn nhờ biển cả chi lực, 9 tầng quỳ biển chuyển một cái, lực lượng to lớn. Cái này bay trên không trung huyết dực viêm ma cửu anh. Liền cánh đều không thể vỗ, tự nhiên không kiên trì nổi, trực tiếp bị cái này một cỗ cự lực, lôi kéo nện vào trong nước biển. Ầm ầm, cự thú vào biển, nhấc lên đầy trời bọt nước. Nghe nói động tĩnh, Đông Dương Dục cúi đầu xem xét, nhất thời tức giận đến phát run. Mục tiêu của hắn cũng là bắt Lý Thiên Mệnh,
đối mặt loại tình huống này, hắn chỉ có thể cùng mặt khác hai đầu huyết dực viêm ma cửu anh cùng một chỗ đuổi tiếp. Dù là chiến trường lại không quen, vậy cũng không có biện pháp. Bọn họ một người hai thú vừa hướng xuống hướng, lại không nghĩ rằng lại có sóng biển va chạm mà đến, biển trong nước bộc phát ra vô số hỏa diễm lông vũ, chảy ra đến. Đây là huỳnh hỏa thần thông phần thiên vũ linh. Phốc phốc phốc, hai đầu huyết dực viêm ma cửu anh thân thể to lớn, bị trực tiếp ghim trúng, nổ ra rất nhiều máu lỗ thủng, phần thiên vũ linh phía trên dây dưa luyện ngục hỏa, cấp tốc thiêu đốt ở tại trên thân, tiếp tục thiêu đốt, đau đến cái này hai đầu cự thú, kêu đau đớn liên tục. Muốn chết, Đông Dương Dục khóa chặt huỳnh hỏa. Hắn nghĩ là, đã Lý Thiên Mệnh lựa chọn bắt hắn một đầu cộng sinh thú khai đao, hắn liền quyết định truy sát huỳnh hỏa, dù sao, huỳnh hỏa đồng dạng hỏa thuộc tính, nó cũng vào không được nước biển chỗ sâu. Đông Dương Dục trong tay một thanh xích trường kiếm màu đỏ, nắm giữ 90 điều thánh thiên văn, đây là, xí hỏa huyết minh kiếm. Hắn thi triển thượng cổ hoàng tộc mạnh nhất cổ thánh kiếm quyết, chín biển u minh kiếm quyết, hướng về huỳnh hỏa lao vút mà đến. Cái này cổ thánh kiếm quyết hết thảy có cửu kiếm, chiêu chiêu đều là sát lục thủ đoạn. Đông Dương Dục một chiêu, lửa minh kiếm, kiếm thế hay thay đổi, âm hồn từng trận, như là tới từ địa ngục hừng hực hỏa diễm xuyên thấu sóng lớn, siêu tuyệt kiếm thế, trong nháy mắt giết tới huỳnh hỏa trước mắt. U, muốn giết ngươi kê ra, huỳnh hỏa cười khúc khích, thi triển luyện ngục hỏa ảnh, trong nháy mắt trên phân thân vạn, siêu siêu vài tiếng, theo chỗ có phương hướng chạy đi. Trong lúc nhất thời, căn bản thấy không rõ lắm. Cái nào là nó chân thân? Đông Dương Dục ngây người. Bị một con gà đùa bỡn. Dù là gia hỏa này đã có điểm giống Phượng Hoàng, nhưng là động tác của nó, thần thái của nó, ngôn ngữ của nó, đều vẫn là gà. Người chứng, đã tại kê ra trước mặt, run lẩy bẩy. Trong lúc nhất thời, hơn vạn luyện ngục hỏa ảnh đều tại nói câu nói này. Phanh phanh phanh. Còn lại hai đầu huyết minh viêm ma cửu anh, một đầu xông vào trong nước cứu trợ đồng bạn. Một đầu khác thì theo Đông Dương Dục, cùng một chỗ chặn giết huỳnh hỏa. Ông! Linh Nguyên Thần Thông cửu minh huyết hỏa. Nó cái kia tám cái đầu, phun ra vô tận huyết sắc hỏa diễm, bao phủ ra, hình thành một cái cự đại hình cầu, trực tiếp đem huỳnh hỏa tất cả luyện ngục hỏa ảnh bao phủ trong đó. Cửu minh huyết hỏa chỉ cần nhiễm huyết nhục, lập tức liền có thể đem đốt đốt thành cho bụi. Ngươi nhất định phải chết. Đông Dương Dục xông vào cửu minh huyết hỏa phạm vi, tại hỏa diễm còn lại lúc nhỏ. Hắn từng kiếm một đem luyện ngục hỏa ảnh đâm xuyên. Nhất định phải nhanh cầm xuống cái này gà, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dựa vào biển cả phô trương thanh thế, hai bọn chúng hẳn là có thể đứng vững. Cho đến nay, Đông Dương Dục đều không cho rằng, Lý Thiên Mệnh nắm giữ cùng hắn giao phong tư cách. Hai đầu huyết dực viêm ma cửu anh, coi như trong nước, đều không cần sợ cái gì. Hắn không có cảm giác huỳnh hỏa mạnh cỡ nào, nhiều lắm là có thể chạy trốn, nhưng là hiện tại, chết chắc. Cầm hỏa diễm đến vây khốn lão tử. Người đây là xem thường ta à? Huỳnh hỏa cười to. Nó lấy luyện ngục thuẫn giáp hộ thể, dùng 4.000 đạo hỏa diễm linh tai loại hình bất diệt kiếm khí, trực tiếp đem cái này cửu minh huyết hỏa mở ra một cái thông đạo, chui vào, bỏ trốn mất dạng. Đông Dương Dục tức giận đến thổ huyết. Ngạo mạn, sẽ cho người thua đến quần lót đều không có. Huỳnh hỏa quay người cười một tiếng, lộ ra nhân tính hóa nụ cười. Cái này khiến Đông Dương Dục dùng mình. Có ý tứ gì? Đông Dương Dục chí ít làm qua nửa năm cổ chi đại đế, nó chẳng lẽ muốn đem Lý Thiên Mệnh tiểu bối này, xem như bạch mặc, dạ nhất đến đối đãi sao? Hiện thực nói cho hắn đáp án. Phanh phanh phanh. Trạm Lam Hải Ngục bên trong, bỗng nhiên bay ra tám cái vật lớn, đánh tới Đông Dương Dục. Bên cạnh hắn đầu kia huyết dực viêm ma cửu anh chặn lại, không ngờ phát hiện, đây là tám cái đầu. Giống. Nó thê thảm nộ hống. Bởi vì, đây chính là cái kia con thứ nhất, bị Lý Thiên Mệnh kéo vào Trạm Lam Hải Ngục, huyết dực viêm ma cửu anh, đầu. Tám cái đầu đều chém, điều này nói rõ, nó đã chết hết. Ầm ầm. Bọn họ còn tại trong bi thống, Trạm Lam Hải Ngục bên trong, bạo phát ra càng thêm động tĩnh khổng lồ. Đông Dương Dục cơ hồ khí tuyệt, hắn không dám tiếp tục bưng trưởng bối giá đỡ, cùng bên người đầu này cộng sinh thú, cùng một chỗ xông vào trong nước. Vừa mới vừa đi vào, bọn họ bất ngờ nhìn đến. Con thứ hai huyết dực viêm ma cửu anh, đồng dạng bị tam thiên tinh vực dây dưa thành bánh chưng. Hai đầu cự thú, đưa nó gắt gao ấn dưới đáy nước phía trên, tạo thành hai đánh một. Trong đó cái kia một đầu đế ma hỗn độn, cái gì đều không để ý tới, liền sử dụng các loại lôi đình thần thông, hướng hắn đập lên người.
rầm rầm rầm. Hồn thiên điện ngục cùng hỗn độn thiên kiếp, còn có thể nội địa ngục truy hồn điện bạo phát, để cái này cự thú liên tục kêu thảm. Dù là có Lam Hoang đè lại, có Tam Thiên Tinh Vực cuốn lấy, nó còn dưới đáy nước đi loạn, đồng thời không ngừng thi triển các loại thần thông, nói thí dụ như một loại khớp huyết ma chảo, thần thông, có thể đem hai cánh của nó, biến thành to lớn ma chảo, cùng đầu của nó, móng vuốt cùng một chỗ, công kích Lam Hoang cùng Miêu Miêu. Đi chết đi. Đông Dương Dục vừa giết đi lên, mặt bên lao ra một cái Lý Thiên Mệnh, nhanh hơn hắn. Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng Kiếm, tại thời khắc này, trực tiếp đâm vào con thứ hai huyết dực viêm ma cửu anh bụng. Xoẹt. Máu tươi vẩy ra. Nó ngũ tạng lục phủ trong chớp mắt này, bị xông đi vào bất diệt kiếm khí chìm ngập. Phốc phốc phốc. Bên trong thân thể, cơ hồ bị xé rách thành phấn vụn. Ô ô. Con thứ hai huyết ma viêm ma cửu anh, hai mắt tán loạn, chết thảm tại chỗ, toàn thân mềm nhũn ra. Đông Dương Dục như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Tại trong ánh mắt hắn, thiếu niên tóc trắng kia bỗng nhiên quay đầu, liếm lấy một miệng trên mu bàn tay máu tươi, híp kim hai tròng mắt màu đen, cười lạnh nhìn lấy Đông Dương Dục liếc một chút, nói.